Chương 296, em biết anh mệt mỏi. Đường Khả Hinh cũng im lặng nhìn về phía anh. Đông Anh đứng ở phía sau, nhìn hai người bọn họ một cái, liền im lặng đi ra ngoài. Đường Khả Hinh cảm giác lúc Đông Anh đi qua bên cạnh mình thì quét qua một mùi thơm hoa bách hợp, theo bản năng cô hít một cái, mới phát hiện đó là mùi hoa hồng xanh còn lưu lại ở bên trong thang máy, cô ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi một cái, cất bước đi vào. Đứng trước mặt của anh, Đông Anh im lặng nhấn thang máy, thông báo phòng quan sát đóng thang máy số 1 và đóng phím nhấn, để cho thang máy chạy lên tầng lầu tổng giám đốc. Con số từng số từng số đi lên trên. Đường Khả Hinh đứng ở trước mặt của tưởng thiên lỗi, biết thời gian có hạn, liền trầm ngâm không lên tiếng, nhưng người tới trước, người mùi thơm hoa hồng xanh khắp nơi, càng đến gần tưởng thiên lỗi, càng cảm giác mùi thơm này rõ ràng. Hôm nay tưởng thiên lỗi mặc tây trang màu xám cho phẳng phiêu, vạt áo trước cài đóa hoa màu tím hết sức tao nhã và modern, tỏa ra một mùi nước hoa nam số một của Hoàng thất Anh Quốc. Mùi vị này là dùng đàn hương thượng đẳng, tử kim hương, hoa quýt, phối hợp các loại mùi thơm, trải qua một năm lẻ tám tháng, mới điều chế riêng mùi hương kinh điển này. Mùi nước hoa trong truyền thuyết cho cuộc đời, có thể dẫn dắt người xuyên qua thời không, trở lại quá khứ, cũng có thể mặc sức tưởng tượng tương lai. Anh im lặng bất động nhìn cô càng ngày càng nhích lại gần mình, còn lại gần mũi, nhón chân lên, Ngửi mùi thơm trên bả vai, liền có chút hít ngạc nhiên nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn. Đường Khả Hinh nghe được vị trí bả vai, mùi thơm này lại biến mất, liền ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói, "Hôm nay anh sức nước hoa, không có hoa hồng xanh ở trong." Chấm ngoặc kép. Đây là câu khẳng định. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn cô, lại vừa nhấc mí mắt, liếc thang máy đã đến tầng lầu 30 rồi, anh chậm rãi nói, "Em tìm mùi thơm này làm gì?" Bài tập của em hôm nay chấm ngoặc kép, cậu ta đã tha thứ cho em. Không có, chấm ngoặc kép. Audio điện tử võ tấn bền. Tưởng thiên lỗi không nói nhìn cô, trong ánh mắt khúc xạ một chút nụ cười, nói em rất ưa thích làm kẹo mạch nha sao. À, đường khả hình ngẩng đầu lên nhìn anh, ngạc nhiên hỏi, nghĩa là sao? Đeo dính, tưởng thiên lỗi hơi lộ nụ cười nhìn cô. Cô cau mày nhìn anh một cái, nói, rất mất mặt phải không? Tưởng thiên lỗi im lặng nhìn cô một lát, mới nói thật đáng yêu. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình sướng sờ, chớp mắt to nhìn anh. Trên mặt tưởng thiên lỗi cũng hiện lên nụ cười nhẹ nhìn về phía cô. Trái tim của khả hình nhảy lên, nhớ tới ngày hôm qua ở phòng ăn, cô có chút áy náy cúi đầu nói, thật xin lỗi, ngày hôm qua em không thể đi theo anh. Chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi chỉ cúi đầu cười. Đường khả hình nhìn bộ dáng anh như vậy, cũng không khỏi mỉm cười, lại cảm giác mùi hoa hồng xanh kia nhẹ nhàng đưa tới tinh thần của cô chấn động đi phía trước vào một chút cúi đầu lại gần đóa hoa cải trên vạt áo tưởng thiên lối lỗ mũi chạm nhẹ vào đóa cải áo mới cười nói em tìm được rồi chính là hoa cải áo này tưởng thiên lối cúi đầu im lặng nhìn đường khả hinh đến rất gần liền chậm rãi vươn tay vừa muốn ôm khẽ hông của cô cô lại kéo đóa hoa cải áo người thối lui đến bên tường ngửi một cái mới bật cười rốt cuộc em tìm được chính là nó có chút mùi blue lover, chấm than hoặc kép. Cô lập tức cầm điện thoại di động lên, đóa hoa cải áo, lấy thêm quyển vở nhỏ ghi chép mùi thơm của đóa hoa này. Tưởng thiên lỗi không nói nhìn người này. Sau khi đường khả hình nhanh chóng ghi chép xong mùi hoa, liền không nói hai lời, đem hoa cải áo nhét trả lại trong cổ áo của anh, giống như không có theo thang máy lên tới tầng lầu, lập tức muốn đi ra đi. Tưởng thiên lỗi lại nắm bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cả người cô trở lại, đè ở trên tường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang sững sờ, lại lộ ra một chút tiểu tủy, cặp mắt to nhìn rất mệt mỏi, anh im lặng nhìn cô. Đường khả hình cũng có chút căng thẳng tựa vào trên tường, hai mắt trong trẻo nhìn anh, trong lòng có chút căng thẳng. Tưởng thiên lỗi chậm rãi tiến lên một bước nữa, cúi xuống nhìn cô, nói thái độ của em như vậy để cho anh cảm giác trong cơn mưa hôm kia, anh không có hôn em. Chấm ngoặc kép, đường khả hình khẽ cắn môi dưới, tâm trạng hơi căng thẳng nhìn anh hai mắt tưởng thiên lỗi nóng bỏng nhìn cô. Đường khả hình im lặng một lúc lâu, nhưng vẫn ngẩng đầu lên, nhìn anh nói, hôm nay em đi chạy bộ, lúc đi mệt mỏi rất mệt mỏi, leo đến đỉnh núi, nghe được tổng giám đốc nói với em, mệt mỏi như vậy leo đến đỉnh núi, cô còn có hơi sức ngắm phong cảnh sao. Em nghĩ, mặc kệ đối với anh, hay đối với sự nghiệp của em, em đều có thể hiểu rõ, quá trình hưởng thụ sau này mới là quý trọng. Hôn môi giống như tia nắng mùa thu, ấm áp, ngọt ngào, ướt át bởi vì lạnh lẽo lộ ra một chút khoảng cách nhưng mùi vị thật sự rất hấp dẫn nụ hôn sẽ biến mất sẽ đi qua nhưng mùi vị không mất chấm ngoặc kép hai mắt tưởng thiên lỗi phát ra một chút ánh sáng nhìn cô đường khả hinh mỉm cười nhìn về phía anh nói nhiều năm như vậy em biết gió anh mệt mỏi để xuống một chút thôi vui vẻ lên chút lúc đi đạt được lý tưởng mới có tâm trạng hưởng thụ phong cảnh kia nếu không cố chấp yêu mệt mỏi cũng không có hơi sức đi hưởng thụ ngọt ngào chấm ngoặc kép cửa thang máy chậm rãi mở ra đường khả hình sâu kín đi ra lộ ra một nụ cười sáng lạn nắm chặt điện thoại di động và cuốn sổ nhỏ nhanh chóng đi tới thang máy kế tiếp tưởng thiên lỗi tựa vào cửa trong thang máy nhớ tới lời nói êm ái của cô gái lúc này giống như nụ hôn rơi vào trên môi anh không nhịn được mỉm cười một cái lúc này điện thoại di động vang lên anh cầm lên mở màn hình Thấy tin nhắn của Đường Khả Hinh sau khi đi ra thang máy, nheo mắt nhìn về phía mình, cười thật đáng yêu. Anh không nhịn được bật cười. Vào buổi trưa, gần đây Trang Hạo Nhiên thật sự hết sức nhớ Nhung Truy Phong, nhất là cưỡi lên nó, sau khi nó đạp con Oscar thì anh càng yêu nó hơn, nói trước nửa giờ, sau khi dùng xong bữa trưa đơn giản, liền trực tiếp đi đến cái chuồng ở sau khách sạn Á Châu, chuẩn bị dắt con ngựa chạy hai vòng, bọn Lâm Sở Nhai đi theo ở phía sau đều kêu la nói tiểu đường không biết đi nơi nào rồi. Anh im lặng không lên tiếng, vẫn mặc áo sơ mi màu trắng kẻ sọc, quần tây dài đen, vẻ mặt thong thả đạp sân cỏ xanh biếc, cảm thụ ánh mặt trời mùa thu ấm áp, đi tới đường cái, sau đó anh nghe tiếng ngựa hí một chàng, dừng bước lại, nhìn thấy bóng dáng màu hồng của đường khả hình cười ha ha, người huấn luyện ngựa mới vừa cho truy phong, tắm rửa xong, cô và người huấn luyện cùng nhau dắt truy phong đứng ở dưới ánh mặt trời, một mình cô cầm một cây lược, vừa trải chuốt bộ lông cho con ngựa, vừa trải. Vừa nói chuyện với nó, bên cạnh để một cái máy radio nho nhỏ đang phát nhạc ra để nung đúc tính tình của nó. La 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 la, chấm ngoặc kép, cô vừa hát, vừa trải lông, một lát chạy đến bên này, một lát chạy đến bên kia, trải bên trái, trải bên phải cho con ngựa, còn muốn cầm kéo lên, còn nói lông mũi hơi dài muốn cắt, người huấn luyện ngựa lập tức ngăn cản, nói không thể cắt bỏ. Ồ, không thể cắt bỏ sao? cô lập tức vứt bỏ cây kéo hai tay cầm lược trải lông cho nó trải cho truy phong thoải mái không biết đến cỡ nào thỉnh thoảng còn hí một tiếng tỏ vẻ vui vẻ cô nhìn thấy con ngựa vui vẻ cô cũng vui vẻ ra sức chảy lông trời ạ à, lâm sở nhai nhìn cô không nhịn được nở nụ cười nói cô ấy so với con rán nhà mặc hàn còn ương ngạnh hơn trang hạo nhiên đứng ở một bên nhìn về phía cô con ngựa nhìn trang hạo nhiên đến liền hí lên một tiếng Đường Khả Hinh quay đầu thấy Trang Hạo Nhiên đi tới, mắt cô lập tức sáng lên, hướng về phía anh vẫy tay kêu to Tổng giám đốc. Chấm ngoặc kép Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng cô, lại không có để ý cô, nhanh chóng xoay người đi về phía sau. Cô sững sờ ở một bên, có chút mất mắt nhìn về phía anh. Bọn Lâm Sở Nhai đuổi theo sát, lại nhìn về phía Khả Hinh ra dấu tay cố gắng lên. Đường Khả Hinh nhìn bọn họ, đột nhiên mỉm cười, ừm một tiếng, gật đầu một cái lại cái cầm lược trải lông ngựa la 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 không biết hát cái gì tiếp tục trải lông ngựa trang hạo nhiên lạnh lùng lùng trở lại phòng làm việc trực tiếp ngồi vào trước bàn làm việc mới vừa muốn mở tài liệu lại thấy một tập tài liệu màu xanh dương đặt trước mặt của mình phía trên có một tờ giấy nốt nét chữ rất xinh đẹp viết môn học hôm nay anh do dự một lát vẫn vươn tay lật nhẹ tập tài liệu thấy trang đầu tiên viết đặc điểm mùi hương mùi hoa hồng kèm theo ảnh chụp hoa hồng ở đại sảnh dưới lầu và ghi chú, mùi hoa hồng đỏ tươi, lộ ra một chút ngọt ngào, nhưng nhụy hoa có hơi chua, mùi thơm của nhụy hoa hồng màu phấn, hơi có mùi kem hạt rẻ, mùi hoa hồng màu trắng có mùi nhạt nhất, thậm chí nhụy hoa có một chút mùi thơm của hoa bách hợp, à à, còn có một chút giống như mùi gạo. Hai mắt trang hạo nhiên thoáng qua vui vẻ, lại lật một tờ, nguồn gốc hoa là hoa bách hợp, ảnh chụp cũng là một đóa hoa bách hợp, lộ ra dễ màu đỏ, giải thích, mùi thơm này giống như mùi hương vừa tắm xong trên người tổng giám đốc trang chúng ta, mát mẻ, tao nhã, lại lộ ra một chút nam tính, tổng giám đốc trang chúng ta cũng không bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, vừa hài hước, vừa đẹp trai, tài giỏi biết bao nhiêu. Trang hạo nhiên ho khan một tiếng, trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý, lại lật xem từng tờ một mùi thơm cùng với hình ảnh. Tổng giám đốc, đường khả hình đột nhiên đẩy cửa sông tới. Trang hạo nhiên lập tức thu hồi tài liệu, ném về cô nói làm cái gì đường khả hình tránh thoát tài liệu kia có chút ủy khuất nói còn thiếu một sắp tài liệu bài tập không có đưa cho anh chấm ngoặc kép cút 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 trang hạo nhiên rất tức giận ngồi tại chỗ vẫn kêu lên đường khả hình nhìn đến anh tức giận tài liệu cũng không dám đưa trong cho anh nhưng mới vừa mới xoay người thấy tài liệu trên mặt đất mở ra trong lúc nhất thời cô có chút vui mừng nhìn về phía anh đi ra ngoài đi ra ngoài Trang Hạo Nhiên lại lạnh lùng đuổi cô đi ra ngoài. Chương 297, con cáo. Lúc hoàng hôn, ban ngày đột nhiên hơi nóng lên, ánh mặt trời cũng hơi gay gắt. Trang Hạo Nhiên sải bước đi ra khách sạn Á Châu, chỉ nói một câu nhiệt độ hơi cao. Đường Khả Hinh nhanh chóng tiến lên, không biết từ nơi nào tìm được một cây quạt, vừa đi vừa quạt gió cho anh, cười nói, anh còn nóng không? Trang Hạo Nhiên không để ý tới cô. Lưu Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng vừa muốn đến trước quầy ký tên, sau đó đi phòng ăn dùng cơm, không ngờ thấy nhân tài đường khả Hinh, trong ngày thu này, có thể cầm cây quạt quạt gió cho Trang Hạo Nhiên, cô A một tiếng, cười nói, đường khả Hinh điên rồi sao? Nhã Tuệ cũng đau lòng và bất đắc dĩ nhìn bộ dáng vâng vâng dạ dạ của bản thân, nói, đoán chừng cũng không khác lắm. Chiếc Audi Pipe lái tới. Trang Hạo Nhiên trực tiếp ngồi lên xe, đường khả Hinh lập tức ngồi lên xe điện mượn của đầu bếp Tiểu Hoàng chạy theo phía sau xe, người ta đạp chân ga một cái, cô cũng vặn tay ga một cái, chạy theo chiếc Audi pipic tốc độ 300 km h cũng chạy thật nhanh về phía trước. Trần Mạn Hồng và Lưu Nhã Tuệ nhìn thấy há mồm cứng lưỡi đi ra ngoài, nhìn chiếc xe điện lảo đảo lắc lắc, phát điên đuổi theo sát ở phía sau xe thể thao của người ta. Chấm ngoặc kép, trời à, cô ấy chạy chiếc xe điện đuổi theo Audi pipic Nhã Tuệ lay động một cái, thiếu chút nữa ngã tại cạnh cửa. Trang hạo nhiên nhàn nhã lái chiếc Audi Pipeix của mình, ánh mắt chợt lóe, nhìn kính chiếu hậu, bóng dáng nho nhỏ kia đang cưới xe điện đuổi đến, hai mắt anh xẹt qua nụ cười, thấy đèn đỏ trước mặt còn hơn 12 giây, anh hơi chậm lại, dừng ở trước vạch, đèn đỏ còn có 2 giây, anh lái xe, tay trái tựa nhẹ vào bên cửa sổ. Đường khả hình cưới chiếc xe điện, sộc sạch chạy tới bên cửa xe trang hạo nhiên, cảm giác mình thật sự rất vui vẻ, có thể bằng tốc độ của Audi Pipeix cô còn gõ nhẹ cửa sổ xe người ta một cái. Trang hạo nhiên cau mày, quay cửa xe xuống, quay đầu nhìn về phía người này. Anh đừng chờ tôi, chạy tốc độ bình thường tôi nhất định có thể đuổi theo anh. Đôi mắt cô tỏa sáng lấp lánh, thật vui vẻ nói. Trang hạo nhiên không nói nhìn chằm chằm người này, mặt cô quá dày. Anh ra sức đóng cửa sổ, hừ một tiếng. Đèn xanh sáng lên. Trang hạo nhiên muốn đạp chân ga lao đi phía trước, nhưng vẫn điều chỉnh cần ga số 2, đường khả lại ra sức vặn tay ga một cái, lao đi phía trước, khói bốc lên giống như người ta hút xì gà. Trang hạo nhiên lái xe ngừng lại siêu thị, theo bản năng nghiêng mặt nhìn thấy người nọ đã cởi bỏ nón bảo hộ, cũng theo tới, anh thở một hơi, sau đó đi vào siêu thị, kéo một chiếc shopping cart, đường khả hinh lập tức tiến lên, nhận lấy anh shopping cart trong tay nói, tôi đẩy, tôi đẩy, anh mua đi. Trang hạo nhiên không để ý tới cô, nhưng để cho cô đẩy, tự mình đi chọn mua một con gà, một chút đồ hộp tiêu chuẩn, sau đó là rau hoàng đế anh chưa từng ăn. Anh có chút nghi ngờ cầm loại rau kia lên, thả vào mũi người một cái, Khả Hinh lập tức tiến lên trước, cười nói đây là rau hoàng đế, nấu lẩu ăn ngon nhất. Chấm than ngoặc kép, Trang hạo nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn cô một cái, mới bỏ rau hoàng đế vào trong shopping cart. Đường Khả Hinh thật vui vẻ đẩy xe đi dạo cùng anh, không ngờ nhìn anh mới vừa muốn đi dạo đầu kia lại phát hiện bên này có người đang kêu giao băng vệ sinh hôm nay đại hạ giá 0,7%. Cô trợn mắt, há hốc miệng, thấy thật nhiều người tranh giành ở nơi đó. Cô lập tức đẩy xe xông tới, nhớ tới thời tiết sắp lạnh, vừa lúc muốn mua món đồ kia, nhưng không muốn đi xuống lầu mua. Cô lập tức ôm vài bọc lớn, ném vào trong shopping cart, thấy Trang Hạo Nhiên đã xách theo một phần cá sống, vừa muốn xoay người tìm người. Cô nhanh chóng đẩy trở về. Trang Hạo Nhiên mới vừa muốn bỏ thức ăn vào trong xe, sau đó nhìn thấy gói băng vệ sinh màu xanh dương để chung với con gà của mình. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi sai rồi, đường khả hình lập tức ôm lấy băng vệ sinh, bỏ vào chỗ khác trong shopping cart. Sắc mặt trang hạo nhiên lạnh lẽo nhưng không nói gì, mà đi về phía quầy tính tiền. Đường khả hình nhìn trời không biết vì sao lại mưa, liền cảm thán cuối mùa thu thật sự nhiều mưa, cô lập tức chạy đi, không có thời gian, muốn khởi động xe điện. Trang hạo nhiên nhìn cô cứ đi như vậy, xách theo một túi băng vệ sinh mua cho cô, anh tức giận thả toàn bộ đồ của mình lên, sau đó dùng chân đẩy xe. Nhìn nhân viên thu ngân nhanh chóng kiểm giá, anh lại liếc gói băng vệ sinh một cái, liền tức giận tiến lên, bưng toàn bộ đặt lên quầy thu tiền. Sau khi tính tiền xong, Trang Hạo Nhiên sách theo đồ đi ra, mới phát hiện trời đã mưa rồi, ánh mắt của anh hơi xoay tròn, cũng đã thấy Đường Khả Hinh mặc vào áo mưa màu đỏ, ngồi lên xe điện đã phát động, nhìn mình ở trong mưa. Vẫy mạnh tay một cái, anh không để ý tới cô nữa mà xoay người đi đếm xe của mình. Chiếc Audi Pipeak màu trắng, xe điện nho nhỏ màu trắng, chạy về phía khách sạn. Trang hạo nhiên vừa lái xe trong mưa, vừa thỉnh thoảng nhìn kính chiếu hậu một chút, thấy bóng dáng màu hồng nho nhỏ đó vẫn rất cố chấp chạy theo mình. Anh ho khan một tiếng, tiếp tục lái xe, hơi lỏng chân ga, chạy về phía trước. Trang hạo nhiên xách theo thức ăn đi xuống xe, đường khả hình cũng nhanh chóng đi xuống xe, cả người hơi ươn ướt đi theo phía sau anh, ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn anh nói, tôi đi lên. Giúp anh có được không? Anh không lên tiếng, đi vào thang máy. Đường khả hình không biết xấu hổ đi vào. Kết quả là, một buổi tối như vậy, Trang Hảo Nhiên làm món ăn, đường khả hình lau cái bàn, cái ghế, lau xong những thứ này, lại lau đèn thủy tinh, lau cái ly, còn thiếu chút nữa chưa lau người Trang Hảo Nhiên, không biết người đàn ông này làm món ăn thế nào, chỉ thấy anh nhanh chóng đem sốt tương vừa điều chế xong, bôi lên da con gà, làm cho nó trở thành màu vàng óng rất đẹp mắt, mới đưa lên đĩa, bỏ vào trong lò vi sóng. Đường Khả hình vừa lau tủ bát, vừa rất yêu thích nhìn anh. Cút, Trang Hạo Nhiên cau mày khẽ quát một tiếng, lấy cá hồi mua về, dùng dao nhỏ bén nhọn cắt thành từng mảnh, sau đó cuốn chúng lại, ở chính giữa nhỏ giọt tương salad màu trắng, quanh thân điểm một chút trứng cá, giống như đóa hoa nhỏ tươi đẹp, từng đóa đặt lên đĩa. Đường Khả Hinh rất nghiêm túc nhìn về phía anh, nói anh thật giống cha của tôi. Chấm ngoặc kép. Vậy kêu là cha đi, Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nói. Không muốn, Đường Khả Hinh hí mất cười. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn về phía cô, đem đĩa cá hồi đặt vào, nhìn thời gian nướng gà đã xong, mình đi lên lầu giặt quần áo, Đường Khả Hinh cũng đi theo lên, cùng đi vào phòng ngủ, vừa định nói chuyện, cũng đã thấy Trang Hạo Nhiên đứng ở trong phòng ngủ màu trắng, ngước nhìn trần nhà thủy tinh trong suốt nhìn mưa phùn rơi xuống róc rách bên ngoài tầng thủy tinh trong suốt, tạo thành giọt lệ, bầu trời có chút ảm đạm, gian phòng thủy tinh hình quả cầu phát ra ánh sáng light blue, anh im lặng không lên tiếng xoay người. Ở trước mặt cô, cởi cúc áo sơ mi thứ nhất. Đường khả hình trừng mắt, nhìn về phía anh. Hai mắt trang hạo nhiên đột nhiên lộ ra bấn cợt, đi tới trước mặt cô, cúi xuống, nhìn cô, lại nới lỏng một cúc áo sơ mi. Đường khả hình không sợ anh chút nào, lập tức ngẩng đầu lên, ở khoảng cách thật gần nhìn anh Ánh mắt trang hạo nhiên đột nhiên chăm chú Sống mũi cao thẳng Đụng đến chóp mũi khêu gợi nhỏ nhắn của cô Thậm chí nhìn đôi mắt mơ mộng của cô Nhẹ nhàng trước mắt Lông mi thật đáng yêu Tay anh nắm cúc áo thứ ba Lộ ra lồng ngực kiên cố Nhìn cô gật đầu một cái Nói cô được lắm Anh nhanh chóng xoay người Vừa cởi áo sơ mi Vừa đi vào phòng tắm Phốc đường khả hình thật vui vẻ xoay người Nhanh chóng nhào lên trên giường sửa sang lại ga giường hôm nay Trang Hạo Nhiên rời giường còn chưa có dọn dẹp xong, tắt hết mấy ngọn đèn nhỏ, lấy thêm khăn lau, lau bàn cho anh, lau hộp tủ, lại lau khung hình của anh, sau đó mới hưng phấn đi xuống, Trang Hạo Nhiên tắm rửa xong đi ra, mặc t-shirt màu xanh nhà tay ngắn, quần dài thường màu trắng, vẻ mặt thong thả đi ra ngoài, tóc ướt đẫm, nhìn cả căn phòng đều dọn dẹp sạch sẽ, anh liền im lặng đi xuống lầu. Đi vào phòng ăn, không nhìn thấy người, hai mắt anh lóe lên một cái, nhìn trên bàn ăn, đã để con gà nướng sốt tương xong, dùng dao hết sức bén nhọn cắt gà ra, lại ghép lại với nhau hết sức đặc sắc, cũng sắp xếp cá xong, ở giữa có một cái đĩa rau hoàng đế nho nhỏ, dùng trứng muối tốt nhất nấu canh. Một bó hoa bách hợp rất rực rỡ đặt ở trước bàn ăn, vẫn nhỏ giọt nước mưa lúc tới, anh chậm rãi nhìn chăm chú bó hoa bách hợp này, giống như thấy một cô gái nhỏ khoác áo mưa màu hồng đứng ở trong mưa, ngồi xổm xuống hỏi một bà gì ở ven đường mua hoa, hoa bách hợp này bao nhiêu tiền. 20 đồng, tôi mua, cô trả tiền xong, ôm hoa bách hợp vào trong ngực, cẩn thận đặt nó ở bên trong xe của anh. Trang hạo nhiên ngồi xuống, nhìn bó hoa bách hợp, nhớ tới bóng dáng chạy xe điện ở trong mưa, khẽ mỉm cười. Sáng sớm hôm sau, đêm qua trang hạo nhiên ngủ một giấc ngon lành, khi tỉnh lại, thấy mưa phùn đã ngừng, nhưng sương mù nặng nề, anh thở dốc một hơi, lim dim mắt một cái, mới thuận lợi rời giường, đi vào phòng tắm, thay đồ thể thao màu trắng, đi xuống lầu, mang giày thể thao vào mở cửa có một cô gái nhỏ lập tức té ở bên chân anh sửng sốt nhìn về phía cô đường khả hinh mặc quần áo thể thao màu trắng ngủ mơ mơ màng màng ôm tài liệu rượu đỏ ngã ngồi ở bên chân trang hạo nhiên cô mắt buồn ngủ lim dim bỏ lên nuốt một ngụm nước bọt nói anh đã dậy rồi hôm nay tôi đến sớm chấm ngoặc kép trang hạo nhiên im lặng nhìn cô một lúc lâu mới nói cô buông tha đi tôi đã nói rồi đã quyết định sẽ không thay đổi chấm ngoặc kép. Đường khả hình ngây ngô đứng tại chỗ, nhìn về phía anh sải bước đi vào thang máy, trong lòng của cô đau nhói, bước nhanh theo sát, đi lên, nói tôi sẽ không bỏ cuộc. Sẽ không. Đường núi vẫn uốn lượn, mây mù vẫn bao quanh. Bước chân trang hạo nhiên vẫn vững vàng chạy lên núi, hôm nay đường khả hình buông lỏng tâm trạng, cười hì hì đi theo phía sau anh, dọc theo đường hái một hai đóa hoa nhỏ, vừa chạy vừa ngửi. Nói, hoa này hơi kỳ lạ, có chút mùi hoa tulip, còn có chút mùi quyết. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên vẫn cất bước chạy. Cô cũng chạy theo, thỉnh thoảng hát cho anh nghe một bài, mặc dù đến giữa chừng cô đã mệt, nhưng vẫn kiên trì chạy về phía trước, vừa chạy, vừa buông lỏng tâm trạng, thật vui vẻ nhìn rừng núi tầng tầng lớp lớp, kêu to tôi phải cố gắng. Ngoặc kép, âm thanh này truyền tới trong thế giới sơn thần, tiếng rội lại, lặp đi lặp lại về phía thế giới của cô. Đường khả hình lại tăng tốc độ, chạy theo sau lưng Trang Hạo Nhiên, chạy về phía trước, cuối cùng cắn răng một cái, vượt qua bên cạnh anh, chạy tới phía trước. Trang hạo nhiên ngừng bước chân, nhìn bóng dáng cô chạy rất nhanh, lại im lặng không lên tiếng chạy về phía trước. Cuối cùng, hai người lại một lần nữa đứng ở trên cao, nhìn về phía ánh mặt trời sau rừng núi, khúc xạ mãnh liệt, kích thích làn sương mù trắng, tạo thành ánh sáng nhiều màu sắc, di động ở lưng chừng núi. Trang hạo nhiên nhìn cảnh sắc trước mặt, đột nhiên mỉm cười, cũng đã thấy bóng dáng nho nhỏ kia, im lặng chạy xuống núi, anh nhìn bóng lưng của cô, hai mắt lộ ra nhu hòa nhiều ngày trôi qua, nhưng vẫn không chịu thay đổi quyết định. Qua buổi trưa, bởi vì Trang Hạo Nhiên phải đưa bọn Lâm Sở Nhai đi thăm triển lãm gỗ mun, cho nên rời khỏi công ty rất sớm, đường Khả Hinh vẫn rất nhiệt tình đi theo. Đại sảnh khách sạn, gió thổi bồng bềnh, mặc dù có ánh mặt trời, nhưng vẫn lạnh lẽo. Hôm nay đường Khả Hinh mặc một chiếc áo len màu trắng rộng rãi, quần sót nhung ngắn màu đen, đội mũ rộng vành màu đỏ thấm, giống như cái đuôi nhỏ của người ta, đi theo sau lưng Trang Hạo Nhiên, không hiểu, cười hỏi anh Tổng Giám Đốc. Anh định đi đâu? Chúng tôi muốn đi xem triển lãm gỗ mun, đây chính là hội triển lãm Tổng Giám Đốc thích nhất. Lâm Sở Nhai cười nói, cô muốn đi không? Ngồi xe của tôi đi. Chấm ngoặc kép. Tốt tốt. Tôi để cho cô đi sao? Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nói. Đường Khả Hinh lại dương mắt nhìn về phía anh. Tô Lạc Hoành có chút hiểu cười cười, đẩy đường khả hình ngồi vào ghế lái phụ chiếc Audi Pipeak, nói, ngồi đây. Để tổng giám đốc đưa cô đi. Đường khả hình có chút lo sợ quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên đã lạnh lùng ngồi vào bên trong xe, cài dây nịt an toàn xong, nói thắt dây nịt an toàn đi. Đường khả hình cười vui vẻ, lập tức kéo dây nịt an toàn. Xe chạy về phía hội triển lãm gỗ mun. Trong quá trình đi, đường khả hình hiểu được gỗ mun là loại gỗ đắt tiền nhất trên thế giới, do vỏ trái đất thay đổi, Thực vật trên mặt đất bị chôn vùi trong lòng sông cổ xưa hoặc trong nước bùn, sau đó trải qua thiếu oxy và áp suất cao, dưới tác động của vi khuẩn và các vi sinh vật trải qua hàng triệu năm, hoặc mấy ngàn năm, mới ra loại gỗ chân quý, cho nên còn gọi là than hóa gỗ, là đá và gỗ hợp thành, cho nên nó có tính thanh nhã của gỗ và hấp dẫn của đá, còn có tên gọi khác là âm mộc. Làm vật trừ tà, người xưa nói, nhà có nửa thước gỗ mun, thắng được một dương châu báu. Trang Hạo Nhiên luôn là người nhiệt tình yêu thích văn hóa Trung Quốc, đối với truyền thống văn hóa Trung Hoa, cũng như kế thừa truyền thống có giá trị đều hết sức yêu thích, nhất gỗ mun, lần trước bởi vì sinh nhật của Tô Thủy Kỳ, anh gửi tặng kinh kim cang dùng tơ vàng thượng đẳng khảm trên gỗ mun, quà tặng này, sau đó được Tô Thủy Kỳ cất kỹ trong bộ đồ cổ của mình. Trước giờ triển lãm khách quý sôi nổi đi dạo vòng quanh, bởi vì triển lãm mở buổi chiều. Lúc đám người Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh tới trung tâm hội triển lãm, Nghe nói triển lãm gỗ mun lần này hết sức đặc sắc, hàng triệu gỗ mun tự nhiên được trưng bày, điêu khắc tên của bốn nhân vật nổi tiếng và phong cảnh chính, còn có vô số bình phong cổ mới xuất hiện trong năm nay, trong đó có bình phong con cáo mà Trang Hạo Nhiên thích nhất. Tại sao Tổng Giám Đốc thích con cáo vậy? Đường Khả Hinh ngạc nhiên hỏi khẽ Tô Lạc Hoành. Cô hỏi anh ấy đi. Chấm ngoặc kép, Tô Lạc Hoành nhịn cười nói. Đã đến giờ triển lãm, Trang Hạo Nhiên cùng bọn họ đi vào khu triển lãm gỗ mun gần ngàn mét vuông đường khả hinh kinh ngạc nhìn các loại gỗ mun, sáng bóng, điêu khắc hết sức hấp dẫn, nhân vật và phong cảnh, tất cả đều thể hiện rất sống động, cô nhìn đến mất hồn, thấy Trang Hạo Nhiên đã đứng ở trước tấm bình phong con cáo nổi tiếng, cao một mét, hai mắt chăm chú say mê. Đường khả hinh cũng không nhìn được đi tới bên cạnh anh, ở giữa đám đông, nhìn về phía bốn con cáo màu trắng trong bình phong gỗ ngun, lông màu trắng đứng thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, tựa vào trước một bó hoa nhỏ màu trắng, cuộn tròn cái đuôi nhỏ của mình, hết sức hết sức đáng yêu cô cũng không nhịn được bật cười quay đầu nhìn về phía trang hạo nhiên anh cũng hơi lộ ra nụ cười thỏa mãn nhìn về phía tấm bình phong này tại sao anh thích con cáo vậy đường khả hinh quay đầu nhìn về phía anh hỏi trang hạo nhiên không lên tiếng biết cô đứng bên cạnh vừa muốn xoay người đi khỏi liền thấy bạn học cũ của mình anh lập tức vươn tay bắt tay với anh nói xem ra cậu thành công rồi hội triển lãm rất sinh động chấm ngoặc kép thế nào Thích Bình Phong con cáo này, nghĩ biện pháp lấy nó đi." Bạn học nói đùa. "Đừng cười, tôi biết rõ không lấy được." Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên thật sự hết sức hết sức yêu thích con cáo nhỏ này. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, không nhịn được lấy điện thoại di động ra chụp được tấm hình con cáo quý giá. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, không có để ý, đi về phía trước, xem gian hàng mỹ nghệ nhỏ. Sau khi triển lãm kết thúc, Đường Khả Hinh nói mệt mỏi, muốn về nhà trước không đi ăn tối với anh trang hạo nhiên im lặng nhìn cô bóng dáng của đường khả hình nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của anh anh đứng ở trong gió hơi suy nghĩ một chút cũng không để ý một mình đi siêu thị một ngày trôi qua rất nhanh sáng sớm hôm sau trang hạo nhiên tỉnh lại thức dậy sớm hơn so với bình thường thay quần áo thể thao nike màu đen nhanh chóng đi ra phòng tổng thống mở cửa trước cửa trống rỗng hai mắt của anh ngưng tụ chương 298, tìm được rồi. Sáng sớm ngày hôm đó, mưa lạnh răng mờ, trên núi đường có chút trơn trượt, theo thói quen thường ngày, Trang Hạo Nhiên vẫn mặc áo mưa, không thay đổi chạy tới đỉnh núi, vừa đi vừa nghĩ tới cô gái nhỏ đi theo của mình hai ngày này, cặp mắt sáng lấp lánh, nở nụ cười rất sáng lạn, biết rõ trong lòng của cô khổ sở như thế nào, nhưng anh vẫn giữ nguyên tắc của mình, chỉ vì anh là người đàn ông cứng rắn. Mưa phùn vẫn rơi xuống giả dích, hai tròng mắt nóng rực của trang hạo nhiên rất kiên định ở trong giá rét đầu thu thoáng qua một chút ánh sáng sắc bén nhưng vẫn lên tới đỉnh núi anh thở gấp nhìn về phía bên kia chân trời ánh mặt trời lẩn trốn sương mù quá nhiều nó đi ra nhưng anh nhìn không thấy khắp đỉnh núi giống như tấm lụa mỏng mông lung huyền bí ánh mắt anh xoay tròn đưa mắt nhìn phong cảnh nơi kia thật lâu thật lâu nhớ tới ánh mắt của một ông lão nhìn mình lộ ra chấp nhất và nhiệt tình dùng âm thanh chậm rãi rất nhịp nhàng nói cuộc sống không thể quá lưu luyến phong cảnh đỉnh núi, bởi vì mỗi một ngày chúng ta phải giữ vững thái độ và nhiệt tình trong người. Cho nên, hạo nhiên, nếu có một ngày, con lên đến đỉnh núi, phải nhanh xuống núi. Trang hạo nhiên nghĩ tới những lời này, không lên tiếng nữa, chỉ xoay người, nhanh chóng chạy xuống núi, làm bạn của mình chỉ có nước mưa tịch mịch. Mưa rơi càng lúc càng lớn. Trang hạo nhiên trở lại, phòng tổng thống, tùy thiện dùng điểm tâm, nghe tiếng mưa rơi tí tách, thay quần kẻ sọc đen trắng, tây trang màu xám cho, cầm hoa cải áo hình tam giác màu trắng đen, cài trước cổ áo, mới xoay người đi ra ngoài. Trở lại công ty, Trang hạo nhiên đội mưa phùn, đi vào đại sảnh, mắt nhìn xung quanh. Tiêu đồng lập tức dẫn ba người thư ký tiến lên, cười nói, lão đại, hôm nay tới sớm vậy. Ừ, anh đi vào thang máy. Tiêu đồng cũng đi vào, nhìn về phía anh, có chút ngạc nhiên cười nói, tại sao? không thấy khả hình nhỉ, hôm nay cô ấy không có tới sao, không phải hai ngày trước bị sốt ngã bệnh, không chịu nổi chứ. Trang hạo nhiên biết người kia không có ở dưới lầu, cũng không lên tiếng. Mưa rơi càng to, cả thành phố đã ẩm ướt, khắp nơi đều một màu ảm đạm. Một chợ đồ cổ, đường khả hình mặc một áo ti shirt màu đen có mũ đội đầu, váy ngắn xếp ly màu trắng, mang giày da màu đen, chống cây dù nhưng cả người vẫn có chút ướt đẫm, vẫn bước dọc theo tiệm bán đồ cổ, nhìn qua xem lại, vẫn không có hài lòng, cô lại thở dài một cái, trực tiếp qua hàng vỉa hè bên kia, nhìn từng cái bình hoa kiểu cổ, bình phong, hồ lô nhỏ, còn có bàn toán nhỏ làm thủ công, nhưng không có bình phong nhỏ hợp mắt mình. Trên đường phố càng ngày càng ẩm ướt, cuối cùng đường khả hình đứng ở một sạp hàng, thấy một ông lão 80 tuổi, ngồi xổm ở lều lớn, trước mặt để rất nhiều bình cổ lớn nhỏ giống như mẫu thêu cô vừa che dù vừa một tay cầm lên một tấm bình phong nhỏ trong đó trong lòng của mình tính toán màu sắc của con cáo kia, còn chưa đúng, liền lắc đầu một cái. Cháu gái, cháu muốn chọn cái gì? Ông lão 18 tuổi ngồi xổm ở trên đất, vẫn tươi cười rạng rỡ nhìn về phía cô. Đường khả hình nhắc cây dù, nhìn về phía ông chủ, mỉm cười nói, cháu muốn tìm một tấm bình phong nho nhỏ, màu đen bóng giống như gỗ mun. Chấm ngoặc kép, ông lão kia vừa nghe xong, liền cười nhạo cô nói, cháu gái nhỏ, gỗ mun là thứ đồ tốt ngàn năm, tôi làm mộc người năm, cũng không biết nơi nào có thể tìm được thứ gỗ có màu sắc giống gỗ mun, không thể nào. Không bằng hỏi cháu ba mẹ của mình một chút, có bảo vật gia truyền ngàn năm hay không, còn có thể. Đường khả hình cố ý chừng mắt về phía ông lão, nhưng vẫn bất đắc dĩ mỉm cười, che dù đứng lên, bước đi ở trong mưa, vừa đi vừa nghĩ, làm gì có bảo vật gia truyền ngàn năm. Chấm ngoặc kép, cô dừng ở tại chỗ, che dù, trong đầu không tự chủ nhớ lại một hình ảnh nhiều năm trước, đó là một hình ảnh mông lung và mơ hồ, mình mặc váy nhỏ màu trắng tinh, nhảy nhót đi đến trước mặt cha, nhìn cha đang thỏa mãn cầm một tấm bình phong nhỏ có con rồng bay rất đẹp, dưới ánh mặt trời rực rỡ, cười rất vui vẻ, tấm bình phong đó. Tấm bình phong đó. Cô thật kích động suy nghĩ, sau này tấm bình phong qua nơi nào. Hai mắt của cô chợt lóe, lập tức che dù, chạy thẳng phía trước. Con hẻm nhỏ, tích tí tách. Đường khả hình núp ở đầu ngõ hẻm kia, che dù thật căng thẳng chờ đợi, sau đó không lâu, quả nhiên Lý Tú Lan mặc áo bông màu trắng giá rẻ, quần dài màu đen, có chút gấp gáp đi ra, thấy con gái, bà vui mừng mỉm cười, che dù đi lên trước, gọi nhỏ, khả Hinh. Chấm ngoặc kép, mẹ, đường khả Hinh lập tức nắm chặt tay của mẹ, nhìn mặt bà, căng thẳng nói con có chuyện muốn hỏi mẹ. Ai, con nói đi, Lý Tú Lan thấy con gái gấp gáp như vậy, bà cũng vội vàng gật đầu đáp, Đường Khả Hinh nhìn khuôn mặt mẹ già nua tiều tụy, trong lòng rất do dự, nhưng vẫn nói, lúc con còn bé, nhớ có một hình ảnh, lúc đó cha có một tấm bình phong cổ rất đẹp mà cha rất ưa thích. Đúng không? Lý Tú Lan cũng không nghĩ ngợi, nhưng ánh mắt ngơ ngác nhìn Khả Hinh nói, đúng vậy. Chấm ngoặc kép. Vậy tấm bình phong đó ở đâu? Đường Khả Hinh lại nhanh chóng gấp gáp hỏi, nó ở đâu? Có phải anh trai cầm đi hay không? Con nhớ chuyển đi rất nhiều đồ trong nhà, nhưng không có không có bình phong này, chấm ngoặc kép. Lý Tú Lan nhìn chầm chầm con gái, hốc mắt có hơi hồng nhuận xin lỗi nói tấm bình phong này. Không có cho anh trai lấy đi, chấm ngoặc kép. Đường khả hình trợn to hai mắt nhìn mẹ, vui mừng nói có thật không? Nó ở nơi nào, mẹ cất hả? Lý Tú Lan có chút ngạc nhiên nhìn khả hình, nói mẹ không có. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình thất vọng nhìn mẹ, vậy. Tấm bình phong này, chấm ngoặc kép. Tấm bình phong này chấm ngoặc kép lý tú lan nói với con gái vẫn ở chỗ của con chấm ngoặc kép à đường khả hình khiếp sợ nhìn mẹ không thể tin nổi nói ở chỗ của con làm sao có thể con không nhìn thấy chấm ngoặc kép lúc ấy trước khi cha của con đi khỏi đem một chút vật tương đối có giá trị cất giấu vào một cái dương lớn căn dặn cho dù có chuyện gì con cũng tuyệt đối không thể bán nó đó là đồ cưới của con sau này con quên sao chính là cái dương lớn màu đỏ vật này, mẹ vẫn không có dám động tới, cho dù bị đánh đến chết, chúng ta cũng chỉ vất vả kiếm tiền, cũng không dám có chú ý với nó. Chấm ngoặc kép. Trời à, đường khả hình đột nhiên vui vẻ nói tiếng cảm ơn mẹ, đã phát điên xoay người chạy ra ngoài. Ai, khả hình, chấm ngoặc kép, Lý Tú Lan nhìn về phía con gái, kêu to, mẹ muốn nói với con, không biết vì sao, trong khoảng thời gian này mẹ được khu phố điều vào làm việc ghi chép xe vận tải trong văn phòng, tiền lương đã tăng rất nhiều. Chấm ngoặc kép, con gái đã biến mất tại cái hẻm nhỏ. Hôm nay Nhã Tuệ đi làm giờ trưa, cho nên vùi ở trong chăn, ngủ say xưa, tuy nhiên cô nghe được gian phòng từng trận âm thanh lôi lôi kéo kéo, cục gạch vang dội cô lật người, kéo chân qua trùm kín đầu, nhưng trận âm thanh kéo kéo cục gạch vẫn chuyển tới. Cô thở ra một hơi, vén chân lên, nhìn về phía trần nhà trước mặt, nói, đường khả hinh. Cô muốn làm gì vậy? Trận âm thanh kéo kéo cục gạch tiếp tục chuyển đến. Cô gào khóc một tiếng, xoay người, hai mắt tỉnh táo trợn lên, có thể nhìn thấy đường khả hình khom người ngồi xổm ở bên giường, lôi hết rất nhiều đồ dưới sàng, giày, cái hộp, linh tinh, ra ngoài, sau đó tự mình chui vào bên trong đáy giường, không biết đẩy cái gì, soạt soạt. Nhã tuệ lập tức vén chăn lên, chân không đi xuống, thấy cô lật tung cả gian phòng, liền ngồi xổm xuống, nhìn khả hình ở giữa giường, gọi, này, cô ở bên trong làm gì vậy? Một lát sau, đường khả hình cũng chưa đi ra chỉ nghe được âm thanh soạt soạt sau đó làm âm thanh cô đang đẩy một cái gì đó lộ ra cái dương lớn đầy bụi bẩm một trận gió thổi qua bụi bẩm bay lên ôi chao cô làm gì thế à nhã tuệ thật sự bất đắc dĩ lấy tay quạt phủi bụi bẩm nói cái dương này mấy chục năm cũng không động tới hôm nay cô lật ra làm cái gì muốn tìm cái gì nhã tuệ cũng không biết trong dương này có đồ vật gì ba mẹ cũng không cho mình mở ra tôi tìm món đồ rất quý giá. Cả người đường khả hình cũng đầy bụi bẩm, trên tóc, trên mặt tất cả đều bụi bám, chỉ có cặp mắt to tròn chấp một cái. Cô vừa dứt lời, cũng đã nhanh chóng muốn mở cái dương vừa dày vừa nặng, nhưng không ngờ cái dương này bị khóa lại rồi. Cô quát to một tiếng, tại sao phải khóa lại? Nói nhảm, cái dương không khóa, tại sao phải đặt ở trong dương? Có thể là đồ tương đối quý trọng đấy. Nhã tuệ cũng có chút tò mò, bởi vì lúc ấy sau khi cha của khả hình xảy ra chuyện, nhà hàng Trung Quốc đã cho anh trai rồi, đồ còn sót lại trong nhà không nhiều lắm, tất cả đều bán trả nợ. Hơn nữa lúc ấy chú Đường còn có tài sản kinh người, có ba nhà hàng Pháp, nhưng ẩn biến mất khó hiểu theo hoàn cảnh. Tôi bổ nó, hai mắt Đường Khả Hinh nóng lên nói. Bổ, bổ, nhã tuệ lập tức nhìn cái cái dương dày nói, không có chìa khóa sao. Tôi vẫn chưa từng mở ra, cho dù có chìa khóa, tôi cũng không biết nó ở nơi nào, tôi đi lấy dao. Chấm ngoặc kép cô không nói hai lời, liền nhảy dựng lên, vọt vào phòng bếp, cầm lấy dao, trong vẻ mặt căng thẳng nhã tuệ nhìn chăm chú, cô đi tới trước giương gỗ, vung dao lớn lên, chát một tiếng, bổ vào ổ khóa. Ổ khóa rơi trên mặt đất. Nhã tuệ đi đến bên cạnh cô, ngồi cạnh cô. Đường khả hình quỷ gối trước cái dương, tập trung run rẩy đưa hai tay ra, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt dương, dùng sức kéo một cái, ầm một tiếng mở dương ra, trước mắt xuất hiện rất nhiều cái hộp sáng trói đắt tiền, phía trên tầng một là khung hình người cả nhà lúc ấy và một số cuốn sách dạy nấu ăn quý giá. Bên trong còn có thực đơn món ăn gia truyền nhà họ đường do cha đặc chế. Vật này, anh trai vẫn luôn mơ ước muốn có, nhưng anh vẫn không biết ở đâu, rất oán trách chuyện này. Trời à, chấm ngoặc kép, nhã tuệ lật mấy chục cuốn sách dạy nấu ăn, kinh ngạc nói, đường khả hinh, tôi vẫn oán trách tại sao lúc ấy chú đem nhà hàng Trung Quốc để lại cho anh của cô, cũng không để lại cho cô một vật gì, thì ra đã giữ lại rất nhiều đồ rất quý giá. Chấm ngoặc kép, đường khả hình cũng trợn mắt há mồm dơ thực đơn trong tay, đột nhiên cảm thấy kích động, hai mắt lập tức đỏ bừng. Nhã tuệ cũng giúp cô, thật sự tò mò lật xuống, thấy một cái hộp gỗ màu đỏ, cô tò mò nâng lên, mở ra xem, lại là một cái ly rượu màu đỏ. Cái ly, cô kêu nhỏ, đường khả hình lập tức để thực đơn xuống, cầm lấy cái ly tulip cao cổ, dơ lên, thói quen xem độ mỏng và độ cao của nó, suy nghĩ có lẽ cái ly này có cái gì sâu xa. Nhưng cô nhìn xung quanh vẫn không nhìn ra, có thể là kỷ niệm của cha ở một lúc nào đó, cô lại xem từng món, từng món, có vòng tay ngọc phỉ thúy thượng đẳng hơn 200 năm, một chiếc nhẫn ngọc kỳ lân của Hoàng Thất Thanh Triều đã thất truyền thật lâu, còn có một viên chân châu Hải Nam thật lớn. Đây mới thật là đồ cưới. Hai mắt đường khả hình lập tức dưng dưng, tâm trạng kích động lật tiếp, tiếp theo là một số ảnh chụp lúc mình còn bé và lúc một tuổi đã nắm ngọc phỉ thúy, cô đang cầm mọi thứ quý giá, đặt ở lòng bàn tay khẽ vuốt một lúc lâu, mới buông chúng xuống, lại nhanh chóng tìm, chỉ thiếu chút nữa chui vào trong dương. Rốt cuộc cô muốn tìm cái gì vậy? Nhã tuệ nhìn đường khả hình kinh ngạc hỏi. Tìm một vật rất quý giá. Chấm ngoặc kép, đường khả hình lấy ra từng món quần áo nhỏ màu trắng mình mặc lúc sinh ra, cùng mũ quả dưa, lại lật ra vòng tay mình mang khi còn bé. Rốt cuộc nín thở nhìn thấy một cái hộp gỗ màu đen tầng dưới chót nhất, bên ngoài khắc hoa mai thật tinh tế, lộ ra một chút ngọc khí màu trắng nhìn rất sống động. Cô chăm chú nhìn cái hộp này, theo bản năng có một loại trực giác vật kia đang ở bên trong. Trên mặt của cô không nhịn được lộ ra nụ cười, run rẩy vươn tay, bưng cái hộp gỗ lớn thật nặng, để dưới đất, tập trung tinh thần bình tĩnh mở cái hộp ra. Một tấm bình phong gỗ muôn hình rồng đen sáng bóng đột nhiên xuất hiện. Cô a hát một tiếng, ôm tấm bình phong này lên, cười ha 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 nói, tôi tìm được rồi chấm than ngoặc kép, chương 299, quá muộn. Vào buổi trưa, mưa vẫn tí tách rơi xuống. Cỏ non cũng ướt đẫm nước mưa. Sau khi Trang Hạo Nhiên đến khách sạn Á Châu học xong, liền cùng bọn Lâm Sở Nhai đi nhà khách Đại Dương dùng cơm. Bốn người đàn ông tự chống cây dù màu đen của mình. Tiêu đồng chống cây dù trong suốt, đi theo Trang Hạo Nhiên tiến về phía. Nước mưa ào ào chút xuống. Kỳ lạ, tại sao không thấy tiểu đường? không phải là không kiên trì nổi nữa chứ, con bé này không giống. Chấm ngoặc kép, Tô Lạc Hoành vừa đạp sân cỏ ướt át đi về phía trước, vừa nghi ngờ nói. Lâm sở nhai nghĩ ngợi, có chút tức giận nhìn về phía bóng lưng trang hạo nhiên bước nhanh về phía trước nói, có người lòng giả dạ rất ác độc, người ta bị cảm lạnh phát sốt vẫn làm bữa ăn sáng bữa trưa bữa ăn tối cho anh ấy, còn lái xe điện đuổi theo chiếc Audi Pipe của anh ấy, cũng không chịu tha thứ, trái tim của tiểu đường đã nguội lạnh rồi. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chỉ xài bước đi vào phòng ăn biển. Tiêu Đồng nhìn anh một cái, cũng im lặng đuổi theo. Nhã Tuệ và Kỳ Gia Minh đứng ở lối vào, mỉm cười chờ. Trang Hạo Nhiên nhìn Nhã Tuệ một cái, cũng không lên tiếng, đi vào, ngồi ở vị trí ngày đó, tùy tiện chọn vài món ăn, Lâm Sở Nhai cũng chọn một phần bíp steak tây, anh đóng thực đơn lại, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhã Tuệ, rõ ràng tâm trạng buông lỏng, cười nói đúng rồi muốn hỏi phó quản lý lưu một chút tại sao hôm nay tiểu đường không tới có phải không thích chúng tôi nữa hay không trang hạo nhiên không lên tiếng cầm nước ấm uống nhã tuệ cũng nhìn trang hạo nhiên một cái hơi cười nói cô ấy ở nhà chấm ngoặc kép hai mắt trang hạo nhiên rõ ràng không vui ở nhà làm gì tào anh kiệt ngẩng đầu lên nhìn về phía lưu nhã tuệ có hơi thất vọng hỏi nhã tuệ trầm ngâm trong chốc lát chỉ mỉm cười nói cô ấy ở nhà làm một chút chuyện khéo tay rất tâm linh. Chuyện khéo tay, Lâm Sở Nhai rất hứng thú cười nói, tôi chỉ biết tiểu đường biết làm cơm, pha coffee hạng nhất, nhưng không biết cô ấy còn khéo tay, cô ấy làm gì vậy? À, khó nói lắm, chấm ngoặc kép, nhã tuệ im lặng một lúc, chỉ cầm thực đơn, khẽ gật đầu, lui xuống. Chuyện này kỳ lạ, chấm ngoặc kép, Lâm Sở Nhai nhìn bộ dạng nhã tuệ một chút cũng không liên quan tới tôi, thái độ giống như không có chuyện gì, thật sự buồn cười nói chẳng lẽ. Cô ấy thật bỏ qua. Trang hạo nhiên không lên tiếng, cầm khăn ăn, mở nhẹ ra, nhớ tới nụ cười ngọt ngào của đường khả hình đi lên đỉnh núi, trầm ngâm trong chốc lát, lại nâng nước ấm uống một hớp nhỏ. Thời gian càng sau giờ trưa, bầu trời càng tối, lộ ra một chút sắc ảm đạm. Mưa to vẫn rơi xuống tí tách. Sau giờ ngọ, ngôi lầu nhỏ cũng đã mở đèn huỳnh quang, cánh cửa sổ gian phòng này chỉ mở nửa cánh, nhìn thấy bên ngoài mưa rơi tầm tả giống như tuyết rơi, phía trước cửa sổ có một cô gái, mặc váy ngủ màu trắng thật dài, bên ngoài khoác một cái chăn, ngồi ở trên sàn nhà bằng gỗ, xung quanh để rất nhiều loại chỉ thiêu hạng nhất, trước mặt để tấm bình phong gỗ mun chín con rồng ngậm hạt châu, còn có một tấm hình bình phong con cáo được phóng to in ra từ điện thoại di động. Cô một mình cầm trong tay bàn thiêu màu tím, đè ép tấm khăn lụa tô hàng thượng đẳng, ngón tay thon dài, Nắm nhẹ một cây kim nhỏ gắn liền với một sợi dây nhỏ màu trắng sữa, nhẹ nhàng xuyên qua bàn thêu, nhìn cánh hoa nhỏ xinh đẹp dần dần đã thành hình, cô vui vẻ mỉm cười, nhớ tới mẹ cũng đã từng là người rất khéo tay, thêu cho mình một cái yếm có đóa hoa mai nhỏ màu trắng sữa, vô cùng xinh đẹp, cô nghĩ tới đây, may mắn mình được di truyền một chút khéo tay và kỹ thuật vẽ tranh của mẹ, bởi vì khi còn bé, cha đích thân dạy mình cầm bút máy, vẽ các loại tranh căn bản về bữa điểm tâm bởi vì trước khi đầu bếp thiết kế món ăn, phải phát họa hình. Cô dựa theo hình vẽ mẫu, tinh xảo và tỉ mỉ từng chút một theo hình vẽ trong lòng mình muốn, màu xanh trước cửa sổ cũng đã lột đột rơi xuống hạt mưa làm bạn với cô gái kiên cường này, chạy đua với thời gian. Hai mắt của cô kiên định cầm cây kim nhỏ, im lặng chăm chú theo đóa hoa nhỏ màu trắng, nhớ con cáo nhỏ núp ở trong bụi hoa nhỏ, đầu có lập tức cảm giác đong đưa, cô hơi sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn về phía hình ảnh con cáo nhỏ ở dưới đèn bàn, khẽ mỉm cười, tiếp tục chăm chú theo hình vẽ này. Nước mưa vẫn rơi xuống tí tách. Khắp nơi đều ướt đẫm nhưng tập đoàn hoàn cầu không chút hư hao, người đứng đầu chuỗi khách sạn trên thế giới, chuẩn bị triệu tập cuộc tranh tài chuyên gia hầu rượu 3 năm một lần thật đặc sắc, hiện tại đã tiếp nhận ghi danh toàn cầu. Sáng sớm hôm sau, tin tức mới vừa phát ra thì có vô số ký giả xông tới trước khách sạn Á Châu, lúc này khó có được tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Cầu và tập đoàn Á Châu đều đang ở trong nước, Thông qua họp báo lần này, các ký giả hỏi hai vị tổng giám đốc có tuyển thủ trong lòng hay không, đến cuối cùng có thể thu được cổ phần vườn nho hay không. Tưởng Thiên lỗi mặc tây trang màu bạc, áo sơ mi đen, cổ áo mở ra, phong cách cao quý, nhưng vẫn từ chối người ngoài ngàn dặm, không trả lời vấn đề của ký giả, chỉ ký tên của mình vào bảng giao kết cuộc so tài lần này. Hôm nay Trang Hạo Nhiên mặc tây trang màu xanh dương đậm theo phong cách In lần, áo sơ mi màu xanh nhạt, vạt áo trước cài con bướm màu bạc cũng chỉ mỉm cười, ký vào tên của mình. Hai vị tổng giám đốc cũng không có người chọn thích hợp sao. Một ký giả vò tới ký giả trước bàn, gấp gáp hỏi. Trang hạo nhiên và tưởng thiên lỗi đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía phóng viên kia, mỉm cười bí ẩn. Tiêu hảo oánh mặc bộ ghi lê màu đen, quần dài màu đen thẳng đứng, vẫn bộ dáng quý phái, gỡ mắt kiếm xuống, nhìn về phía trang hạo nhiên, khẽ mỉm cười. Không tới bao lâu cuộc họp báo liền kết thúc, Tưởng thiên lỗi dẫn đầu đi trước, căn dặn Đông Anh ở sau lưng, lập tức gọi Lauren cho tôi. Trang hạo nhiên nhanh chóng bước đi, tiêu đồng theo sát phía sau, nhanh chóng nói, thời gian ghi danh chỉ có 3 ngày, qua thời hạn đó, tất cả danh sách đều không có hiệu lực, hôm nay khả hình còn chưa tới sao. Vậy, bảng ghi danh, tôi có cần, giữ lại cho cô ấy hay không? Chấm ngoặc kép, giữ lại làm gì? Trang hạo nhiên lạnh lùng nói, cô ấy là nhân viên hoàn cầu sao? Cô ấy có tư cách gì tham gia? Chuyện này, chấm ngoặc kép, tiêu đồng bất đắc dĩ nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên nhanh chóng đi khỏi đại sảnh khách sạn Á Châu. Tiêu đồng đứng ở trong hành lang, nghĩ tới nghĩ lui, ngay lập tức nhanh chóng đi về phía phòng ăn biển, thùng 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 đi xuống lầu, thấy nhã tuệ đang đứng ở một bên chiêu đãi khách. Cô lập tức tiến lên, kéo tay của nhã tuệ, rất gấp gáp hỏi cuộc tranh tài đã sớm bắt đầu rồi, Khả Hinh đi đâu? Đã hai ngày cô ấy chưa xuất hiện bảng ghi danh, tôi cũng đã giữ lại cho cô ấy, hay là cô ấy xin tổng giám đốc thử xem có thể vượt qua kiểm tra hay không." Nhã Tệ nhìn Tiêu Đồng, suy nghĩ chuyện này, nói: "Cô chờ một chút, tôi gọi điện thoại cho cô ấy." Điện thoại di động trong ngôi lầu nhỏ nhanh chóng vang lên. Cô gái đã một ngày một đêm không ngủ, giống như không chút mỏi mệt, tay cầm bàn thêu, tay cầm cây kim nhỏ, từng chút từng chút thêu cái đuôi con cáo thật đẹp, mặc cho điện thoại di động reo vang. Nhã Tuệ gấp gáp cầm điện thoại di động, nghe tiếng chuông, dậm chân suy nghĩ, rốt cuộc con bé này đang làm gì. Một chiếc xe Mercedes phiên bản dài chạy nhanh tới đại sảnh khách sạn Á Châu, toàn thân Lauren mặc tây trang màu đen lịch lãm, tinh thần sáng láng đi ra ngoài, đi theo phía sau là chuyên gia hầu rượu xuất sắc nhất Á Châu tham dự tập huấn, nở nụ cười đi về phía sảnh tiệc lầu hai báo danh, nghe được trợ lý nói, toàn bộ chuyên gia hầu rượu Á Châu đã thông qua kiểm tra ghi danh, ông ta nghe xong liền gật đầu, dẫn tuyển thủ cùng lên lầu 2. Tất cả đồng nghiệp trước đại sảnh, còn có bọn từ trạch minh cũng dối rít nhìn xem cuộc so tài này đều có chút lo lắng suy nghĩ cho bản thân của nhã tuệ, không biết khả hình như thế nào. Lần này em họ của Tào Ngọc Tinh cũng được lựa chọn trong đám chuyên gia hầu rượu, cô Hả Hê buông lời, đối với em gái đoạt giải, rất có lòng tin. Trần Mạn Hồng khinh bỉ cô không biết ngượng ngùng. Thời gian vô cùng quý trọng và bận rộn, các chuyên gia hầu rượu ở nước ngoài của tập đoàn Hoàn Cầu cũng đã chính thức thông qua kiểm tra, đưa vào một nhân viên duy nhất tiến hành ghi danh, mà một bộ phận chuyên gia hầu rượu, ít ngày nữa sẽ trở về nước, sớm tiến hành luyện tập vòng đấu loại, rất nhiều trang trại rượu đỏ, vì cuộc tranh tài lần này, đưa tới rượu đỏ mẫu của mình miễn phí, bởi vì đây là cơ hội quảng bá quý giá và có đủ lực. Hai ngày nay, khách đến khách sạn Á Châu càng nhiều hơn. Nhã tuệ bận rộn đến choáng váng đầu, đây đã là ngày thứ hai, ngày mai sắp hết hạn báo danh, trong lòng của cô rất gấp gáp đang suy nghĩ, khả Hinh Rốt cuộc cô xong chưa? Tại sao muốn theo cái này? Ngôi lầu nhỏ, mưa phùn vẫn mờ mịt, ngày rét lạnh, đường khả Hinh mặc áo t-shirt màu trắng dài tay, quần thể thao màu trắng, hít hít lỗ mũi đỏ bừng, khoác chăn bông thật dày, tay cầm bàn thêu, ngón tay xương đỏ cầm cây kim nhỏ, nhẹ nhàng thêu đầu con cáo, hai con người linh động hết sức khó thêu. cô ngừng lại, hít mắt, hít thở sâu một cái, mạnh chống thân thể hai ngày hai đêm không ngủ, nuốt cổ họng khô rát, cầm chỉ màu đen hướng hai con mắt trong bản vẽ, nhẹ nhàng đâm xuống. Thời gian lặng lẽ trôi qua không một tiếng động, bên này đại sảnh Á Châu đã bận rộn hai ngày, đến lúc tối, ghi danh căn bản đã hoàn thành, nhân viên hành chính hơi bận rộn, tra xét tất cả danh sách chuyên gia rượu đỏ, bàn tán ai có cơ hội đoạt giải. 8 giờ, Nhã Tuệ tan việc, vọt vào trong taxi thật nhanh, kêu to trở về phố Tây Hoa. Mau chấm than ngoặc kép, taxi một đường lao thẳng về phía trước. Tưởng thiên lỗi đứng ở trước cửa sổ sát đất, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đang cầm rượu đỏ, nhìn phong cảnh hoàn toàn trắng bệch mơ hồ, suy nghĩ rốt cuộc cô có tới hay không. Tại sao muốn buông tha? Một bóng dáng khác, Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi màu đen, quần tây đen ngồi ở trên ghế salon, phòng tổng thống, tay nâng ly chắc đồ nay, hoàng hậu của các loại rượu, hai mắt lạnh lùng nhìn ra phía trước, ngón tay nhẹ nhàng xoay thân ly dò xét ly rượu vẻ mặt đông lạnh không lên tiếng taxi chạy nhanh đến ngôi lầu nhỏ nhã tuệ lao ra taxi đội mưa chạy về nhà vọt vào trong nhà kêu to đường khả hinh. chấm ngoặc kép ừ chấm ngoặc kép đường khả hinh đã sửa xong mắt con cáo bắt đầu cầm sợi chỉ màu tím nhà thêu hoa lan sốt cuộc cô đang làm gì nhã tuệ vứt túi sách quỳ gối trước mặt cô rất gấp gáp nói thời hạn ghi danh tranh tài rượu đỏ sắp hết rồi cô vẫn còn làm cái này làm gì mau ghi danh trước rồi nói chấm ngoặc kép bây giờ tôi không còn là nhân viên của hoàn cầu chấm ngoặc kép đôi mắt to của đường khả hình vẫn sáng lấp lánh vậy cô đi xin trang hạo nhiên thử xem mà không phải ở chỗ này thêu chấm than ngoặc kép nhã tuệ thật sốt ruột nói đường khả hình không nói gì thêm chỉ cầm sợi chỉ màu tím nhà thật dài đã xỏ xong nhẹ nhàng đâm xuống bàn thêu ôi chao cô thật sự làm người ta lo lắng chết rồi. Chấm than ngoặc kép, nhã tuệ nổi điên nói. Đường khả hình không lên tiếng, liếc nhìn con cáo nhỏ bên cạnh một bó hoa lan nhỏ, lại im lặng vung kim thiêu trong tay. Mưa bên ngoài ngôi lầu nhỏ, chìm trong đêm tối tiếp tục rơi xuống, ánh đèn bàn sáng rực. Nhã tuệ tắm rửa xong, hoảng sợ nhìn về phía khả hình, nói, đã 3 giờ sáng. Cô nghỉ ngơi một lúc đi, đã hai ngày hai đêm cô không ngủ rồi. Chấm ngoặc kép. Đường khả Hinh không lên tiếng, ánh mắt thật bình tĩnh vung sợi chỉ màu xanh nhạt trong tay, nhẹ nhàng theo cành lan, hơi nhắc mí mắt, liếc nhìn con cáo nhỏ nấp dưới một tảng đá nhỏ màu xám cho, được phân bố chỉ ba màu, cô tiếp tục im lặng bình tĩnh theo cành cây, ngón tay ở phía trước nhẹ nhàng nhắc tới, nơi đầu ngón tay có thật nhiều lỗ kim, theo lên có một chút máu, cô ngậm tay trong miệng, mút nhẹ, tiếp tục theo. Thời gian, đối với có vài người mà nói, quý giá đến cỡ nào? Nhưng bạn không biết, bạn chia tay đêm tối, bình minh sẽ tới rất nhanh. Dưới ánh đèn, cô gái vẫn bình tĩnh theo tảng đá kia, đường chỉ cuối cùng, nhớ lại mẹ từng nói, vật động khó thêu thật ra vật tính càng khó theo hơn. Cô hết sức hết sức bình tĩnh kéo chặt lòng ngón tay ở dưới sợi chỉ, để cho hình dáng từ từ rõ ràng. Hôm nay mưa phùn vẫn mờ mịt, nghe nhã tuệ nói, xế chiều hôm nay 5 giờ hết hạn bỏ phiếu, muốn cô cho dù có chuyện gì, nhất định phải đến hoàn cầu vào buổi trưa. Đường khả hình nghe xong, vào lúc giữa trưa, rốt cuộc hai mắt đỏ bừng nâng nhẹ con cáo nhỏ, hao tổn công sức ba ngày ba đêm không ngủ thiêu xong, so với tấm hình lớn, mặc dù không thiêu đẹp như chuyên gia, nhưng cũng hết sức tinh xảo, cô khẽ thở dài một hơi, ba ngày nay giống như đã trải qua sự thay đổi khủng khiếp, để cho cô hiểu, bình tĩnh chống đỡ bất cứ chuyện gì, đều là cần thiết. Cô thở hổn hển, lau sạch nước mắt, nhanh chóng lấy cái hộp nhỏ, đem khăn lụa màu trắng đã thiêu xong, rất cẩn thận gấp lại. Bỏ vào, sau đó sẽ nhanh chóng mang ra cái hộp đen đặt tấm bình phong gỗ mùn vào đóng lại lập tức mang ba lô nhỏ lao ra cửa nhà thấy một chiếc taxi cô lập tức vọt vào nói đi chợ đồ cổ mau một giờ ba mươi phút nhã tuệ muốn phát điên ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo trên tường nức nức nở nở nói xảy ra chuyện gì sao còn chưa tới chấm than ngoặc kép hai giờ đường khả hinh vọt vào một tiệm sửa chữa và gia công đồ cổ đem bình phong và khăn thiêu của mình nện ở trên quầy kêu to bà chủ mau tôi muốn trang trí bình phong chấm than ngoặc kép bà chủ vừa nghe ngay lập tức đi ra mở nắp hộp nhìn thấy loại gỗ mùn thượng đẳng bà ta giật mình nói gỗ tốt đừng nói nhiều tôi muốn khảm vào bình phong đường khả hình lập tức lấy ra khăn lụa mình đã thêu xong được 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 tôi lập tức bảo công nhân gia công cho cô phải làm bao lâu chấm hỏi ngoặc kép 2 giờ, chấm ngoặc kép. À, chấm hỏi ngoặc kép, đường khả hình kêu lên, làm như thế phải mất 2 giờ. Cô gái nhỏ, bà chủ không có cách nào nói với cô, tấm bình phong chín rồng của cô phải mở ra trước, móng vuốt kẹp chặt vải, cũng không phải là người bình thường có thể làm được, tôi nhìn thấy cô gấp gáp mới ra công cho cô 2 giờ. Người bình thường tôi phải làm nó một ngày. Được, 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 bà đừng nhiều lời, mau, đường khả hình lập tức giọng chân nói. Bà chủ nghe vậy, biết cô gấp gáp, liền nhanh chóng sắn ống tay áo, cùng nhân viên khảm cho cô. Đường khả hình gấp gáp nhắc cổ tay, nhìn thời gian đã qua 2 giờ rồi, cô thở dài một hơi, cầu xin ông trời, ông làm cho thời gian trôi qua chậm một chút. Thời gian luôn vô tình, ngược lại trời mưa có thể nhẹ nhàng một chút. Bà chủ và ba công nhân nhanh chóng tháo tấm bình phong, hai cô gái nhanh chóng mở bức tranh theo con cáo nhỏ của khả hình, lại tìm vài lụa trắng, sau đó so sánh bức tranh, tìm các loại thủy tinh gắn vào cho cô, tất cả đều bận rộn làm việc. Khả Hinh ngồi xổm ở trước cửa tiệm, vừa lạnh vừa đói lại mệt mỏi ho khan, đoán chừng sau khi phát sốt xong đã phát bệnh, cô run rẩy vươn tay, nhấc viền nón của mình lên, đội lên đầu, rất sốt ruột chờ đợi. 4 giờ 27 phút, Khả Hinh lập tức nhảy dựng lên, khóc nhìn về phía bọn họ nói còn chưa xong sao. Bà chủ cầm lên một con ốc gỗ cuối cùng, dán keo trắng, nhẹ nhàng vặn vào, mới lau mồ hôi trên chán, thở gấp gáp nói, được rồi. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình lập tức nhào tới trước, dương mắt nhìn tấm bình phong gỗ mùn chín con rồng cha để lại cho mình, hiện tại khảm vào hình con cáo nhỏ thật vất vả thiêu được, giống như thoáng qua chút dịu dàng. Sau đó bà chủ nhẹ nhàng xoay bình phong nói, ôi, vật này dày vò chết chúng tôi, lúc ban đầu còn tưởng rằng là khảm bình thường, làm rất lâu mới hiểu được, hai bên cạnh nó có ốc gỗ, bình phong này có thể xoay được. Bà nói xong, lại đem bình phong trong suốt lật nhẹ ra phía sau, lại xoay trở lại cho Đường Khả Hinh xem, con cáo nhỏ hiện ra trước mắt. Khả Hinh mỉm cười, ôm lấy bảo bối, cho một nghìn đồng, đã phát điên bỏ nó vào trong hộp, chạy ra ngoài. Cô gái nhỏ cũng đừng trà đạp vật này, đây chính là một khối gỗ môn mấy ngàn năm hiếm có. Bà chủ có chút gấp gáp đi ra, nói với Đường Khả Hinh nói. Đường Khả Hinh đã vọt vào taxi, nói với tài xế mau khách sạn Á Châu. 4 giờ 50 phút. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lối cùng đi vào đại sảnh Á Châu, thời gian ghi danh còn có 5 phút sẽ hết hạn, bọn họ thực hiện nghi thức bàn giao hiệp nghị cuộc so tài một lần nữa. Ký giả dối rít cầm máy chụp hình, chụp hình ảnh đặc sắc của hai người đàn ông. Đông Anh và Tiêu Đồng đứng ở bên cạnh hai tổng giám đốc, ngẩng đầu lên nhìn về phía đồng hồ treo ở giữa, vừa đúng 5 giờ, bọn họ mỉm cười cùng nhân viên tham gia ghi danh đứng dậy vỗ tay cười nói, thời gian ghi danh đã hết hạn, chúc mừng các vị tuyển thủ tham gia cuộc so tài chuyên gia hầu rượu lần này. Chờ một chút, tiếng của đường khả hình từ ngoài đại sảnh truyền đến. Trang hạo nhiên và tưởng thiên lỗi mới vừa muốn ngồi xuống, nghe tiếng kêu như thế, đồng thời ngẩng đầu lên. Cả người đường khả hình ướt đấm, thở hồn hển ôm cái cái hộp màu đen, vọt vào đám người, nhào tới trước mặt trang hạo nhiên, ngẩng đầu nhìn anh nghẹn ngào nói tôi. Tôi tới ghi danh tôi muốn ghi danh. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn về phía cô nói, cô đã tới quá muộn. chương 300, bình phong của tôi. Sắc mặt của đường khả hình càng trắng bệch, ngẩng đầu lên nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, đã qua 5 giờ 5 phút. Tưởng thiên lỗi đau lòng nhìn về phía cô. Đường khả hình cũng không buông tha nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, khóc nói, không phải anh vẫn luôn dạy tôi, làm người phải linh hoạt một chút sao. Cho tôi một cơ hội đi, Tổng Giám Đốc xin cho tôi một cơ hội tổng giám đốc tôi cầu xin anh trang hạo nhiên cười lạnh lùng nhìn về phía cô nói đường khả hình cô thật sự là không đổi tính xấu hết lần này đến lần khác khiêu chiến quy định khách sạn cô cảm thấy mấy ngàn người tranh tài là chuyện đùa sao hay là có rất nhiều rất nhiều người bọn họ vẫn còn ở trên đường cũng không kịp thời gian tôi cũng cho bọn họ một cơ hội cơ hội dễ dàng có được như vậy sao tôi nói một lần quy định là để tuân thủ không phải để cho cô phá hư. Hai mắt tưởng thiên lỗi nghiêm nghị chợt lóe, nhưng vẫn bất đắc dĩ thở dốc một hơi. Ký giả nhìn cảnh tượng này, dối giết cầm camera, chụp lại hình ảnh kỳ lạ này. Tiêu hào oánh cũng đứng ở trong đó, nhìn cảnh tượng này. Nước mắt đường khả hình rơi xuống, dùng tấm lòng rất đơn thuần của mình, nhìn về phía khuôn mặt vô tình và lạnh lùng của Trang Hạo Nhiên, nói chẳng lẽ. Ở trên đường, anh phát hiện thật sự có một người rất thích rất thích rất thích rượu đỏ, cô ấy có thể vì nó dâng hiến tất cả, nhiệt tình dâng hiến tất cả, cũng không chịu mở một con đường sao. Trang Hạo Nhiên dừng lại nhìn cô một lúc lâu, mới nói, không được. Trang Hạo Nhiên, Đường Khả Hinh rất đau lòng khóc kêu anh, cho tôi một cơ hội. Cầu xin anh, cầu xin anh. Hai mắt Trang Hạo Nhiên mãnh liệt chợt lóe, nhìn về phía cô nói, cô không có tư cách so tài chuyên gia hầu rượu lần này, cũng không có tư cách đi vào khách sạn Á Châu cô không phải là khách. Kéo cô ấy đi ra ngoài, không nên quấy dày cuộc họp báo của chúng. Trang hạo nhiên, có chừng mực, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn về phía anh, gầm nhẹ một tiếng, liền để cho đông anh dịu dàng tiến lên đỡ cô đi ra ngoài. Tổng giám đốc, chấm ngoặc kép, đường khả hình khóc buông tay của đông anh và hai bảo vệ ra, lại đến trước mặt trang hạo nhiên, thân thể đã cực độ mệt mỏi và hư mềm, bởi vì mắc mưa, thân thể nhanh chóng phát sốt, nhưng vẫn ôm chặt cái hộp kia, nhìn về phía anh khổ khổ rơi lệ nói cho tôi một cơ hội cầu xin anh cho tôi một cơ hội mỗi ngày tôi chạy bộ lên núi với anh tôi mỗi ngày tôi làm bữa sáng cho anh được không cho tôi một cơ hội đi xin anh chấm ngoặc kép lauren mới vừa từ sảnh tiệc lầu 2 đi xuống nghe tiếng khóc cũng tò mò đi vào đám người không ngờ nhìn thấy đường khả hinh ông ta kêu lên là cô trang hạo nhiên lạnh lùng đứng ở nơi đó nhìn về phía cô nhưng vẫn tức giận nói, nói cho tôi biết, tại sao tới trễ. Tôi, chấm ngoặc kép, đường khả hình cũng không quen cường điệu nỗ lực của mình đối với người khác, cô không biết nói gì, chỉ ôm chặt cái hộp gỗ, hai mắt hiện lên nước mắt, thật gấp nhìn về phía anh, mới vừa muốn mở miệng. Ngay cả một lý do cô cũng không có sao, Trang hạo nhiên gầm nhẹ, có chuyện gì tới trễ, có chuyện gì tới trễ, đã xảy ra chuyện gì, từ nhà cô đến khách sạn Á Châu, cần ba ngày sau lộ trình chỉ ngắn ngủn nửa giờ. Cần ba ngày sao, cô cho tôi một lý do. Giọng nói lạnh lẽo, tưởng thiên lỗi cũng nghi ngờ nhìn về phía cô, nhanh chóng nói đường khả hinh. Trước mặt nhiều người, cho tổng giám đốc trang một lý do. Cho mọi người một lý do, tại sao tới trễ. Tôi, tôi, tôi muốn để cho anh chính thức tha thứ cho tôi, muốn cho anh hiểu tấm lòng của tôi, để cho tôi làm thư ký của anh, tham gia cuộc tranh tài lần này, đem kiến thức anh dạy cho tôi, thể hiện cho mọi người, tôi thực sự rất khát vọng. Chấm ngoặc kép, đường khả hình thật gấp gáp ôm cái hộp kia, nước mắt lăn xuống, nhìn về phía trang hạo nhiên. Nhã tuệ nghe được tin tức, lúc này cũng vọt vào đám người, nhìn bản thân bị uất ức như vậy, hai mắt của cô đỏ lên, đau lòng rơi lệ. Tôi không cần biết cô có tâm tư gì, tôi đã nói với cô một lần, công việc là công việc. Chuyện riêng là chuyện riêng, hôm nay trước mặt mọi người, ngay trước truyền thông toàn thế giới, cô bỏ đi quy tắc và chuẩn mực của chính mình, cô đã không đạt yêu cầu. Tình cảm riêng dùng để giải quyết chuyện sau này, không phải cho cô lợi dụng đạt tới mục đích. Trang Hạo Nhiên giận dữ nói. Nhã Tuệ nghe nói như thế, nghĩ tới bản thân vất vả ba ngày này, thật là uổng phí, cô lập tức xông lên trước, vừa muốn nói gì đó. Đường Khả Hinh lại ngăn ở trước mặt của Nhã Tuệ, rất gấp gáp ôm hộp gỗ của mình, cả người gần như ngất xỉu nhìn trang hạo nhiên trước mặt nói tôi sai rồi cô lại sai rồi rốt cuộc đến khi nào thì cô mới học được không cần nói xin lỗi làm một chút chuyện để cho tôi cảm thấy cô làm đúng luôn phạm sai lầm ở trước mặt nhiều người trang hạo nhiên thật sự hết sức tức giận hận cô vô dụng như thế hạo nhiên đủ rồi tưởng thiên lỗi lại tức giận kêu anh anh muốn cô ấy thì anh nhận đi bây giờ cô ấy đã không phải của nhân viên của tôi Tôi không quản lý cô ấy, tôi cũng không muốn trông nom cô ấy." Trang Hạo Nhiên nói dứt lời, cũng đã vòng qua cái bàn, cũng không ký tài liệu, trong ánh mắt mọi người, sải bước đi qua bên cạnh Đường Khả Hinh, muốn rời khỏi. "Tổng giám đốc." chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh xoay người, toàn thân nóng lên, đầu nặng chịu choáng váng, nước mắt ào ào chảy xuống, nhưng vẫn mơ hồ nhìn về phía người đàn ông trước mặt sắp đi khỏi. Nhã Tuệ tức giận đến khó chịu đau lòng hét to với đường khả hinh, tôi bảo cô đừng thiêu vật này. Vì cái này ba ngày ba đêm không ngủ, người ta cũng không lãnh tình của cô, mất việc, còn bỏ qua cuộc tranh tài này, tôi hận chết vật này. Chấm than ngoặc kép, cô nói xong, chụp hộp gỗ trong tay đường khả hinh ném đi. Hộp gỗ bộc một tiếng rơi trên mặt đất, nắp gỗ bung ra, bốc một tiếng, tấm bình phong gỗ mun chín con rồng văng ra ngoài. Thủy tinh bắn ra bốn phía. A, à. Đường khả hình nhìn về phía này tấm bình phong, vừa khóc, vừa sông lên trước ôm lấy tấm bình phong này. Trang hạo nhiên nghe tiếng động như thế, chậm rãi xoay người, nhìn thấy một tấm bình phong nhỏ bằng gỗ mun, thủy tinh bể tan tành bắn ra bốn phía, hình ảnh con cáo nhỏ quen thuộc nhanh chóng đập vào trước mắt của mình. Anh kêu khẽ một tiếng, nhìn đường khả hình khóc ôm lấy tấm bình phong, tay đâm vào trong thủy tinh, khóc giống, vỡ rồi. Vỡ rồi, làm sao đây, làm sao đây, Cô khổ sở ngẩng đầu khóc xong, cả người cảm thấy choáng váng, trước mặt bỗng tối sầm, liền ngã xuống đất. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên nhìn về phía bóng dáng ngất đi, đồng thời kinh hãi, chạy gấp tới, Trang Hạo Nhiên đã vượt lên trước một bước, ôm lấy thân thể Khả Hinh, nhìn hai mắt cô đóng chặt, đau lòng kêu to, "Đường Khả Hinh." Chấm than ngoặc kép. "Khả Hinh." Chấm ngoặc kép, Nhã Tuệ lập tức tiến lên, đau lòng xin lỗi khóc nói, "Tôi sai rồi, thật xin lỗi." Tôi không nên đập vỡ bình phong của cô. Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Trang Hạo Nhiên thở dài, lập tức ôm cô chạy về phía phòng cấp cứu, kêu to kêu bác sĩ. "Mau, chấm than ngoặc kép. Bệnh viện nằm ở phía sau câu lạc bộ Á Châu, một tòa nhà trang nhã màu trắng, được nước mưa nhẹ nhàng tẩy rửa, vô cùng sạch sẽ. Bệnh viện là nơi hoặc là bạn bị thương tiến vào để được cứu chữa, hoặc là bạn đã được chữa khỏi, vui vẻ rời đi." chỉ khổ cho những người vẫn còn bị thương. Một phòng bệnh VIP đặc cấp ở cuối bệnh viện, bên ngoài là một ao sen, bởi vì mùa thu đã đến, cho nên có chút lá xanh đã bắt đầu tàn lụi, bên trong phòng bệnh bày biện trang nhã, sang trọng, bởi vì đây là tuyến bệnh viện tưởng thị mở ra, chuyên dùng để đón tiếp khách và nhân viên cấp cao của tập đoàn, cho nên lắp đặt thiết bị hết sức sang trọng, nhưng mùi thuốc này làm cho người ta cảm giác nơi này là một nơi để cho người ta dưỡng bệnh. Có một cô gái nằm ở trên khăn trải giường trắng tinh đôi tay quấn băng gạc, ngủ say. Bởi vì đã ba ngày ba đêm cô không ngủ, đoán chừng là mệt mỏi, mới vừa truyền dịch xong, thân thể càng không khỏe. Trang hạo nhiên ngồi trên ghế salon ở mép giường, ngón tay chạy ở trên môi, hai mắt lộ ra dịu dàng nhìn về phía cô gái hôn mê trên giường, nhìn thật lâu thật lâu, nhớ tới lúc này ở đại sảnh cô nói, muốn cho anh chính thức tha thứ tôi, muốn cho anh hiểu tấm lòng của tôi, để cho tôi làm thư ký của anh, tham gia cuộc tranh tài lần này, đem kiến thức anh dạy cho tôi thể hiện cho mọi người tôi thực sự rất khát vọng anh ngẫm nghĩ những lời này hơi nhắc mí mắt nhìn cô gái trên giường cô vẫn ngủ say đôi bàn tay nhỏ bé quấn băng gạc lộ ra ngón tay út màu hồng anh nhìn chăm chú tiếng gõ cửa vang lên anh mới từ từ quay đầu đáp khẽ vào đi chấm ngoặc kép bác sĩ đi tới trang hạo nhiên có chút lo lắng lập tức đứng dậy nhìn về phía bác sĩ Bác sĩ Lưu cung kính nói với Trang Hạo Nhiên nói, Trang Tổng, chúng tôi đã xét nghiệm máu cho cô ấy, còn có chụp x quang, kết quả cho ra, cô ấy bị viêm phổi nhẹ, có thể do mấy ngày trước vẫn còn bị sốt, không có nghỉ ngơi tốt, lại mắc mưa, cho nên mới như vậy. Chấm ngoặc kép. Vậy, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên thật căng thẳng hỏi. Ngài yên tâm, không có gì đáng ngại, truyền dịch, hạ sốt. Ở trong bệnh viện quan sát hai ngày, có lẽ không đáng ngại bác sĩ lưu an ủi anh trước mỉm cười nói cảm ơn ông bác sĩ trang hạo nhiên nói xong liền không nhịn được quay đầu nhìn khả hinh nằm ở trên giường khuôn mặt tái nhợt lộ ra một chút đau buồn tĩnh mịch hai mắt anh trở nên dịu dàng chậm rãi ngồi ở bên giường của cô nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô ngón cái nhẹ nhàng xẹt qua ngón tay nhỏ bé của cô nhìn cô gái đang ngủ say đau lòng thở dốc thời gian không biết qua bao lâu mưa phùn vẫn rơi xuống bên trong phòng bệnh yên tĩnh, truyền đến một tiếng thở dốc. Đường khả hình có chút khó chịu nằm ở trên giường, ngón tay khẽ nhúc nhích, hai mắt nhẹ nhàng di động, chớp nhẹ lông mi. Một bàn tay, nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của cô, xoa lấy. Bàn tay của cô ấm áp, nhất thời cảm giác cả người đều ấm áp, một cảm giác thư thái chạy khắp thân thể, từ trong choáng váng, cô chậm rãi mở mắt, thấy nhã tuệ đang lo lắng nhìn mình, tiểu nhu cũng nhìn mình, chớp chớp mắt một cái, thật lo lắng. Cô thở dốc một hơi, kêu nhỏ, "Chấm ngoặc kép, bình phong của tôi, bình phong của tôi đâu?" Nhã Tuệ nghe nói như vậy, ánh mắt ngưng tụ, khổ sở nhìn về phía cô. Tiểu Nhu cũng buồn bã nhìn về phía cô. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 301: Không nên hành động bừa bãi. Đường Khả Hinh nhìn thấy nét mặt của các cô, trong lòng run lên, hai mắt lập tức tràn lệ, đau lòng hỏi, "Có phải bình phong đã mất rồi hay không?" Nhã tuệ nhìn chằm chằm khả hình, đột nhiên bất đắc dĩ mỉm cười, nói, không phải cô đưa bình phong cho người khác sao? Cho nên người ta cầm đi rồi. Chấm ngoặc kép. À, đường khả hình sững sờ, hồ đồ nhìn về phía nhã tuệ, nói cầm đi. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu nhu chu miệng một cái, lập tức có chút buồn bực và tức giận nói, nếu như là tôi, bình phong quý thế này, tôi không nỡ cho anh ấy đâu. Tôi còn cố ý đi hỏi quản lý về cái gọi là gỗ mun, hay gỗ mun tơ vàng gì đó, không ngờ quản lý nói với tôi, cái đồ vật này đã có ở thời đại khủng long. Trời à, vậy không phải vật này thật đắt đỏ sao? Khả Hinh, nghĩ biện pháp đem nó trở về đi. Tôi nói mẹ của tôi chặt cây bạch dương lớn trước cửa nhà chúng tôi, đưa cho anh ấy một cái. Phốc, Nhã Tuệ không nhịn được bật cười. Khả Hinh cũng khó nín cười, suy yếu nhìn về phía Nhã Tuệ, mang theo một chút an ủi nhìn bản thân, nhẹ nhàng hỏi Tổng Giám Đốc anh ấy tha thứ cho tôi không? Nhã tuệ nhìn chằm chằm đường khả hình, sau đó im lặng nghiêng người tới trước, đem một phần tài liệu đặt trên bàn nhỏ ở giường ngủ, cầm qua, đưa cho cô, mỉm cười nói, đây là. Thư ký tổng giám đốc Trang đưa tới cho cô sáng sớm hôm nay. Chấm ngoặc kép, đường khả hình sững sờ, hơi sợ hãi, chống mạnh thân thể suy yếu, nhận lấy phần tài liệu kia, cẩn thận mở ra, rút ra một phần tài liệu, phía trên viết, thư mời nhận việc. Cô sững sờ, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía nhã tuệ. Nhã tuệ cũng nhịn cười, thật dịu dàng nhìn về phía cô. Hai mắt đường khả hình lập tức tràn lệ, đầu ngón tay run rẩy nắm phần tài liệu kia, nín thở tập trung nhìn xuống thư mời nhận việc, tập đoàn hoàn cầu chính thức dùng văn bản này mời đường khả hình đảm nhiệm chức vụ thư ký điều hành của Tổng Giám đốc, kiêm phó quản lý lĩnh vực rượu khu vực châu Âu, tiền lương 30.000 đồng, không kể phúc lợi, cô kích động đến nói không ra lời cho rằng mình nhìn lầm rồi, run rẩy vui sướng dơ văn bản này lên, nhớ tới mấy ngày này kiên trì, dài rằng giặc giống như một thế kỷ. Cô muốn cười, nhưng cảm giác từng cơn sóng dâng trào trong thân thể của mình, làm cho đầu óc mình choáng váng. Cô thở hổn hển, chớp mắt một cái, nước mắt rơi xuống, lại nhìn kỹ văn bản kia, quả thật là thư mời nhận việc đường khả hình. Cô đột nhiên cảm động khóc. Hai mắt nhã tuệ cũng đỏ bừng, mỉm cười an ủi, tiến lên, ôm nhẹ bản thân, cảm thán nói, khả hinh, chúc mừng cô, chúc mừng cô kiên trì được. Bước đi này quá mệt mỏi, cô vất vả rồi. Chấm ngoặc kép. Đường khả hinh thật kích động, rất quý trọng ôm chặt phần tài liệu kia, không nói nên lời, chỉ kích động khóc. Xem tiếp đi, nhã tuổi kích động cười nói. Đôi mắt đường khả hinh đẫm lệ nhìn bản thân một cái, mới nhẹ nhàng mở phần tài liệu thứ hai, bên trong rõ ràng bảng đăng ký dự thi chuyên gia hầu rượu, cô khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn bản thân nhã tuệ mỉm cười gật đầu cảm động nói sáng sớm hôm nay lúc tôi nhìn thấy tài liệu này tôi cũng giật mình sau đó thư ký tiêu nói với tôi thật ra bảng đăng ký dự thi này ba ngày trước tổng giám đốc trang đã chuẩn bị xong cho cô tự mình giúp cô điền mẫu tự mình giúp cô đóng dấu tự mình cắt hình của cô dán lên cho cô ba ngày nay anh ấy vẫn luôn chờ cô nhưng cô chưa từng xuất hiện anh tức giận cũng là có lý do tổng công ty hoàn cầu tổ chức cuộc so tài chuyên gia hầu rượu lần này bất kể là ai bao gồm cả hai tổng giám đốc của tập đoàn cũng không thể lấy lý do cá nhân, tự ý sửa đổi bất kỳ nguyên tắc và quy định của tổ chức đã đặt ra. Nói cách khác, lý do anh ấy tức giận không phải vì cô tới trễ, mà anh ấy biết có một số chuyện ngay cả bản thân anh ấy cũng không có biện pháp thay đổi và không thể không tuân thủ. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình cảm động đến nói không ra lời, ngón tay hồng nhẹ nhàng quét qua tên của mình. Cảm giác lúc người đàn ông kia đang điền tên cho mình nhất định rất nghiêm túc, ánh mắt rất chăm chú, lúc viết trong lòng tràn đầy mong đợi và nặng nề trong lòng của cô đau nhói nước mắt lan xuống rơi vào trên tờ giấy trắng nhìn hình của mình rất ngọt ngào chụp sau khi nhận chức được mấy ngày anh vẫn nói nhìn rất đẹp trong lòng của cô lại ngọt ngào nhìn mình trong hình cười thật vui vẻ và tràn đầy mong đợi nhã tuệ hơi kích động nhìn khả hình nói còn có mặc dù lần này cô tới chậm mấy phút nhưng quy định cứng nhắc không thể thay đổi tổng giám đốc trang vì để cho cô dự thi công bằng tự mình ở trước mặt truyền thông thừa nhận mình đã sơ sót ở phương diện quản lý để xảy ra tình trạng ngoài ý muốn lần này cũng tự mình cúi người nhận lỗi với lãnh đạo cấp cao của hoàn cầu và người dự thi sau đó làm công văn kiểm điểm lần nữa lấy danh nghĩa tổng giám đốc tự mình đến văn phòng tổng công ty hoàn cầu trình bảng đăng ký dự thi cho cô sáng sớm hôm nay văn phòng tổng công ty mới chính thức tiếp nhận may mắn lauren tiên sinh đảm nhận chức vụ tổng phụ trách lĩnh vực rượu của hoàn cầu ông ấy cũng lấy một năm tiền lương viết giấy bảo đảm cho cô, lúc này văn phòng tổng công ty mới chính thức nhượng bộ, thụ lý bảng đăng ký dự thi của cô. Chấm ngoặc kép, đường khả hình ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn về phía bản thân. Tiểu Nhu thật sự không nghĩ ra nói, không phải là 5 phút đồng hồ sao. Tại sao làm lớn chuyện như vậy chứ? Nhã Tuệ cũng hơi nặng nề nói, suy nghĩ thử xem, bình thường chúng ta làm việc cũng đã phạm phải sai lầm lớn nhỏ nhưng cuộc tranh tài lần này là so đấu cổ phần trang trại rượu đỏ của công ty, cho nên vô cùng nghiêm túc. Điều này cũng khó trách Tổng Giám Đốc Trang tức giận như vậy. Chấm ngoặc kép, hai mắt đường khả hình đỏ bừng, rơi lệ nhìn bảng đăng ký dự thi, nghĩ tới ánh mắt Trang hạo nhiên bình thường hay đùa cợt, hoặc quan tâm, hoặc nghiêm túc, cô kích động ngẩng đầu lên, nhìn về phía nhã tuệ nghẹn ngào hỏi, bây giờ Tổng Giám Đốc ở đâu? nhã tuệ mỉm cười nói đoán chừng vào lúc này rất mệt mỏi tối hôm qua bởi vì cô không thoải mái anh ấy canh giữ cả một buổi tối hôm nay tổng giám đốc tưởng dẫn oscar theo mới đuổi anh ấy đi được trước khi đi mang theo bình phong còn trách tôi có chuyện gì thì từ từ nói tức giận ném đồ vật này chẳng may rất bể thì làm thế nào chấm ngoặc kép nhã tuệ nói tới chỗ này không nhịn được bật khóc đường khả hình cũng ôm tài liệu ôm nhã tuệ bật khóc Nói thật xin lỗi, để cho cô lo lắng. Tôi không lo lắng cho cô, trải qua chuyện này, tôi không lo lắng cho cô nữa. Tương lai cho dù tôi xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ xử lý tốt. Chúc mừng cô, Khả Hinh. Vất vả cho cô rồi, cố gắng lên, quý trọng cơ hội không dễ có, đây đều là máu và mồ hôi." Chấm ngoặc kép, Nhã Tuệ bật khóc nói. Đường Khả Hinh vội vàng gật đầu. Nhân tài tiểu Nhu đứng ở một bên, cũng không nhịn được lau nước mắt, khóc. Đừng khóc, chấm ngoặc kép, nhã tuệ vui mừng bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của bản thân, nói cô không biết, văn phòng tổng công ty Hoàn Cầu mới vừa thụ lý bảng đăng ký của cô, họ đã giao thật nhiều tài liệu rượu đỏ, bao gồm tài liệu trang trại nho ở trong nước và ngoài nước, trả lại cho cô thẻ làm việc, thẻ căn cước của cô, có thể đến văn phòng tổng công ty Hoàn Cầu nhận lấy từng loại rượu đỏ mẫu trên toàn thế giới. Trong thời gian dự thi còn có thể tham gia đại hội thử nghiệm rượu của các nơi vô điều kiện tự do ra vào thư viện nội bộ hoàn cầu. Phía trên có tài liệu quan trọng và quý giá về rượu đỏ, bạch trà, trà bánh, tùy ý để cho cô xem. Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, thật sự rất vui mừng nở nụ cười, cả người giống như bay bóng, kích động nhìn về phía nhã tuệ nói, tôi không ngờ, sau khi tham gia dự thi, có thể có rất nhiều thứ có thể học tập. Cho nên cô phải cố gắng lên, cảm ơn Tổng Giám Đốc Trang, anh ấy vì cô tốn không ít tâm tư rồi. Nhã tuệ kích động cười nói. Đường khả hình vội vàng gật đầu, kích động hỏi, bây giờ anh ấy ở đâu? Vào lúc này, đoán chừng ở Hoàn Cầu, bởi vì phải mở một cuộc họp khẩn cấp. Chấm ngoặc kép, nhã tuệ mỉm cười nói. Tôi muốn đi tìm anh ấy. Tôi muốn gặp anh ấy. Tôi muốn gặp anh ấy ngay. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình không nói hai lời, lập tức vén chăn lên, muốn nhảy xuống. Cô đừng vội vã như vậy, gấp cái gì, Nhã tuệ thật căng thẳng đỡ người của cô nói, anh ấy nhất định sẽ sang đây thăm cô. Chấm ngoặc kép, tôi muốn gặp anh ấy. Lập tức, đường khả Hinh không nói hai lời, cũng không chú ý trên người mặc quần áo gì, liền cầm áo khoác màu hồng của mình để ở một bên, mặc vào, đã phát điên mang dép bệnh viện, chạy như bay đi ra ngoài. Cô trở lại cho tôi, còn nói làm chuyện gì, không nên hành động bừa bãi. Chấm than ngoặc kép, nhã tuệ thật sự tức chết con bé này xung động. Đường khả hình hoàn toàn không nghe thấy, chỉ chạy như bay về phía trước, mỗi một bước, cũng cảm giác cuộc sống của mình thật sự ổn định, cảm giác vui sướng giống như học sinh mới, làm cho cô vui vẻ nở nụ cười, đôi bàn tay nhỏ bé băng bó, cầm quả đấm nho nhỏ, chạy thật nhanh về phía trước. Trụ sở hoàn cầu Tiêu đồng đang nhanh chóng in tài liệu khách sạn dưới nước, xem đi xem lại một lần nữa, ngay lập tức đi ra phòng thư ký, đi tới phòng họp, lại nhìn thấy một bóng dáng màu hồng xa xa đi về phía bên này, cô dừng bước chân, hơi híp trong mắt, thấy đường khả hình rất vui vẻ đi tới, cô đột nhiên vui vẻ mỉm cười. chị tiêu đồng, chấm than ngoặc kép, đường khả hình thở hổn hển lập tức chạy đến trước mặt của tiêu đồng, thật kích động mỉm cười kêu to. a, à, hai cô gái, chị nhìn tôi, tôi nhìn chị, đều cười thật vui vẻ. chúc mừng cô, đường khả hình, chấm than ngoặc kép, tiêu đồng lập tức ôm chặt khả hình, cười nói. cảm ơn, cố lên nhé, chấm than ngoặc kép. Vâng, từ đấy lòng đường khả hình và tiêu đồng nhìn nhau, thật kích động nở nụ cười, đồng nghiệp bộ phận hành chính bên kia, hai ngày nay chứng kiến khả hình vui vẻ, tất cả cũng đều vỗ tay, nói cố lên. Cảm ơn, chấm than ngoặc kép, đường khả hình khom lưng gật đầu chào đồng nghiệp một cái, lập tức nôn nóng hỏi tổng giám đốc đâu. Anh ấy mới vừa họp xong cuộc họp khẩn cấp, đang cùng tưởng. Chấm ngoặc kép, tiêu đồng còn chưa nói hết lời, đường khả hình đã thật kích động lướt nhanh như một trận gió, Vịch một tiếng, Đường Hoàng đẩy cửa phòng làm việc của Trang Hạo Nhiên, kêu to tổng giám đốc. Chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên không ngờ mình mới vừa muốn nằm trên người của Tưởng Thiên Lỗi, vừa nghe giọng nói này, bọn họ lập tức nhảy dựng lên, thật căng thẳng và kích động nhìn về phía Đường Khả Hinh. Vẻ mặt Đường Khả Hinh cũng khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng chợt run lên, ngón tay chỉ ra, nói: "Các người, các người." Chấm ngoặc kép. Tiêu Đồng cũng ngẩn ngơ tài liệu trong tay rất xuống, hoảng sợ. chương 302, tối nay anh đến thăm em. Cô 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 cô, chấm ngoặc kép, Trang hạo nhiên tức giận đứng lên, giống như người có tật giật mình, chỉ vào đường khả hình giống lên, mới vừa dậy dỗ xong, phục chức không tới một tiếng đồng hồ, dám xông vào phòng làm việc của cấp trên. Còn ra thể thống gì? Muốn cút ra khỏi hoàn cầu đúng không? Tôi, chấm ngoặc kép, đường khả hình vẫn sững sờ nhìn về phía hai người đàn ông này, nhất là tưởng thiên lỗi cũng nhanh chóng đứng lên, sửa sang lại tây trang, nặng nề ho khan, mới ra sức trợn mắt nhìn trang hạo nhiên một cái. Trái tim đường khả hình lại vỡ tan, cô đột nhiên phát hiện người đàn ông này yêu như mặt, không phải là chuyện đau lòng và đáng sợ nhất thế giới, cô dương mắt nhìn về phía anh, vẻ mặt như bị táo bón muốn khóc. Tưởng thiên lỗi ý thức được ánh mắt của đường khả hình, anh lập tức cau mày nhìn về phía cô, hỏi em. Em, em nghi ngờ cái gì? vẻ mặt đường khả hình như bị thương nhìn anh. Lão đại, chấm, anh, chấm ngoặc kép, tiêu đồng cũng mất hồn vội vàng đóng cửa lại. Trang hạo nhiên nhìn tiêu đồng đóng cửa lại, cũng có chút sợ nhìn về phía cô, giống như mình sẽ phải chịu sỉ nhục nói tại sao cô đóng cửa. Cô muốn làm chuyện gì không thể để người khác trông thấy sao. Tiêu đồng ủy khuất nhìn người đàn ông không biết xấu hổ, dậm chân kêu lên là các người làm chuyện không thể để người khác trông thấy đấy chúng ta làm chuyện gì không thể để người khác trông thấy anh có sao trang hạo nhiên quay đầu hỏi tưởng thiên lỗi tưởng thiên lỗi nhìn về phía trang hạo nhiên tức giận nói tôi có sao cậu còn không biết xấu hổ hỏi tôi mới vừa rồi tại sao cậu dán vào tôi dán vào làm gì tôi tôi không phải muốn nói nhỏ với anh sao trang hạo nhiên gấp gáp nói hai người đàn ông ở trong một gian phòng lớn còn phải nói nhỏ đường khả hình thật sự không thể hiểu thật gian nan nhìn bọn họ. Chúng tôi nói nhỏ, liên quan gì tới cô? Trang hạo nhiên nhìn chằm chằm đường khả hình, rất không khách khí hỏi. Tôi, tôi muốn nghe cậu nói nhỏ lúc nào hả? Tưởng thiên lỗi nhìn về phía anh, tức giận nói. Nhưng mới vừa rồi, chúng tôi rõ ràng nhìn thấy anh rất mập mờ với tổng giám đốc. Chấm ngoặc kép, đường khả hình hết sức cẩn thận, hoảng sợ nói với tưởng thiên lỗi. Tiêu đồng vội vàng gật đầu. Cô hoa mắt phải không? trang hạo nhiên chợt tức giận nói không có đường khả hình trở nên kích động thất thường nhìn hai người đàn ông này nhớ tới mấy ngày trước tưởng thiên lỗi hôn mình cô đột nhiên cảm thấy buồn nôn muốn ói tưởng thiên lỗi ngửa mặt không thể tin nổi nhìn cô sau đó sải bước đi tới trước mặt cô gầm nhẹ rốt cuộc em đang nghi ngờ cái gì nghi ngờ anh sao nghi ngờ nghi ngờ anh chấm ngoặc kép anh chỉ về phía trang hạo nhiên nói nghi ngờ anh thích cái tên kia Trang Hạo Nhiên quả thực không thể tiếp nhận nói, tôi làm sao có thể thích anh. Tôi không giống Tào Anh Kiệt, tại sao tôi phải thích anh? Anh tức giận nói câu đầu tiên là nói với tưởng thiên lỗi, câu kế tiếp là nói với tiêu đồng và đường khả hinh. Đủ rồi. Tưởng thiên lỗi thật sự tức giận nói, tại sao tôi phải ở chỗ này giải thích tôi có thích đàn ông hay không? Có thích cậu hay không? Chuyện này thực sự quá kỳ cục. Sự thật là tôi mới vừa ngồi ở chỗ này, cậu muốn nói nhỏ với tôi một chút. Trước kia cậu không sờ tay của tôi thì cũng sờ chân. Cậu đã sớm không bình thường." Chấm than ngoặc kép. "Anh, anh đừng nói tôi như vậy." Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, người đàn ông cao lớn này, nói anh là đàn ông, năm nay cũng đã 32 tuổi rưỡi, lại vẫn còn là trai tân, bọn Lâm Sở Nhai cũng sớm đã nghi ngờ anh. "Tiêu Đồng, cô nói có đúng không? Anh hãm hại người khác, kéo cấp dưới xuống nước." Trang Hạo Nhiên, chấm than ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi tức giận gọi anh Đường Khả Hinh và Tiêu Đồng, hai người đồng thời trợn to hai mắt, há miệng, giống nhìn thấy con con khỉ trong vườn thú lột vỏ chuối tiêu, nhìn về phía anh. Vẻ mặt của Tưởng Thiên lỗi đỏ bừng, tức giận đi đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, duỗi tay ra níu cổ của anh, lạnh lùng nói, tôi cho cậu biết, còn dám nói lung tung với tôi. Tôi bảo Oscar cắn cậu, làm sao cậu biết tôi là trai tân? Bản thân Trang Hạo Nhiên cũng không nhịn được bật cười nói, tính tính toán toán thời gian, có lẽ là như vậy. Anh giống như đang nói đến kinh nguyệt của người ta. Cậu chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi thật muốn vung quyền đánh anh. Được rồi, được rồi, Tiêu Đồng và Đường Khả Hinh đi lên trước, nhẹ nhàng tách hai người bọn họ ra, Tiêu Đồng nói không nên vọng động, Đường Khả Hinh nói, đúng vậy, không nên hành động bừa bãi, chuyện giới tính, thật sự không phải do chính mình. Chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi tức giận nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói em không tin tưởng anh sao? Không tin anh sao? anh hỏi hai câu. Đường khả hình chớp mắt một cái nhìn về phía anh nói em. Em, đang suy nghĩ, anh đã 32 tuổi rưỡi vẫn là một trai tân, em nghe xong, không biết nên may mắn hay bất hạnh cho anh đây. Phốc, tiêu đồng không nhịn được nở nụ cười. Chúng ta đừng nói đến vấn đề này nữa. Chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lập tức đẩy đường khả hình ra, chỉ vào mũi trang hạo nhiên nói cậu nhớ cho tôi. Chuyện ngày hôm nay, tôi và cậu chưa xong đâu. Tại sao anh và tôi chưa xong? Anh khinh miệt tôi tái máy tay chân đối với anh, đã làm tổn thương nhân cách và tâm hồn của tôi. Tôi cũng chỉ nói anh là trai tân mà thôi. Trai tân không có tội. Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên vẫn không buông tha người, nói. Cậu, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lại tiến lên, thật muốn đánh anh. Đi 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 một chút, đường khả hình lập tức đẩy tưởng thiên lỗi đi ra ngoài. Tưởng thiên lỗi bị đường khả hình đẩy đi, tức giận trợn mắt nhìn Trang Hạo Nhiên một cái, mới lạnh lùng đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên muốn tiến lên nói mấy câu, Tiêu Đồng lại đưa tay kéo anh lại, gấp gáp nói, được rồi, được rồi. Anh muốn làm gì, không nên ồn ào, rốt cuộc tại sao các người muốn trộn chung một chỗ vậy? Trang Hạo Nhiên lập tức im lặng, nhớ tới chuyện ngày hôm qua suýt chút nữa hủy bỏ tư cách dự thi của Khả Hinh, ngoại trừ tổng công ty cho mình và Lauren một chút mặt mũi, tưởng thiên lỗi cũng ra mặt bảo đảm, nửa uy hiếp, nửa thỉnh cầu đối với người tổ chức của tổng công ty, vấn đề mới được giải quyết, đây không phải lúc này muốn sáp lại, trêu chọc hai người bọn họ và nói tiếng cảm ơn, không ngờ người còn chưa có sáp lại, cô đã xông vào. Anh nghĩ tới đường khả hình, mới tức giận nói con bé đáng chết này. Đi vào phá hư chuyện tốt của tôi. Đường khả hình tiến tổng giám đốc đại nhân đi vào thang máy, vẫn dùng ánh mắt rất kỳ quái, nhìn về phía anh nói tổng giám đốc đại nhân, anh đi thong thả. Chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi đứng ở bên trong thang máy không nói nhìn về phía người này tức giận nói không phải còn nghi ngờ anh chứ người khác không tin anh không có quan hệ em không tin tưởng anh sao à chấm ngoặc kép con người đường khả hình quẹo trái quẹo phải không biết nên nói gì cho tốt tưởng thiên lỗi nhìn về phía cô khuôn mặt tức giận chợt nắm chặt tay của cô lập tức kéo cô vào thang máy phịch một tiếng nhấn nút lên lầu cuối ai khả hình bị anh ném trên tường thang máy khẽ kêu một tiếng đau quá đôi tay tưởng thiên lối bộp một tiếng trống trên tường thang máy bao vây ở trước người đường khả hình cúi xuống hai mắt nóng rực nhìn cô nói sẽ không thật nghi ngờ anh chứ đường khả hình bị bao quanh ở trong ngực của anh ngẩng đầu lên mở mắt to nhìn anh hôm nay mặc áo sơ mi màu hồng tây trang màu đen vạt áo trước cài có xích xích hoa hồng so thường ngày có vẻ mới mẻ và đặc biệt trái tim cô không khỏi nhảy lên nhưng vẫn không nhịn được cười nói em Em, chẳng qua em chỉ cảm thấy, tại sao anh đã 32 tuổi rưỡi vẫn còn chấm ngoặc kép. Cô không dám nói tiếp, nhưng thật sự sợ hãi nhìn anh. Tưởng Thiên Lối cũng bất đắc dĩ nhìn cô, tâm trạng cũng bình tĩnh lại, trên mặt lộ ra nụ cười, nói: "Thật ngạc nhiên sao?" Đường Khả hình nghiêng mặt, liếc mắt vẫn có chút sợ hãi nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lối cũng nhìn cô. "Anh, anh tính giữ thân trong sạch vì chị ấy?" những lời này đường khả hình hỏi quá tuyệt hảo và khó khăn. Tưởng thiên lỗi không nhịn được bật cười, cúi đầu cũng nhẹ chán của cô, cảm thán nói một câu, vì em mà. Chấm ngoặc kép, trong lòng của đường khả hình ngọt ngào, không nhịn được cười, nhìn anh. Hai ngày nay anh rất lo lắng, sợ em bị áp lực, lại không dám quá lộ liễu. Chấm ngoặc kép, anh nói xong, vươn tay nâng nhẹ mặt của cô, cúi xuống hôn trên môi của cô. Trong lòng của đường khả hình chợt mềm mại, ánh mắt trong trẻo nhìn chầm chầm anh, như một cô vợ nhỏ thật dịu dàng. Tưởng thiên lỗi bưng cầm mặt của cô, nóng bỏng nhìn cô một cái, mới chậm rãi cúi xuống hôn trên môi của cô, đầu lưỡi xông vào trong miệng của cô, cùng đầu lưỡi nho nhỏ nhẹ nhàng quấn lấy. Ư mờ chấm ngoặc kép, đường khả hinh lại say, vươn tay ôm cổ của anh, nhón chân lên, đón nụ hôn của anh. Cửa thang máy mở ra, lập tức là khoảng không thủy tinh trong suốt, mưa phùn đang phất phới bên ngoài. Tưởng Thiên Lỗi lập tức ôm chặt eo của Đường Khả Hinh, nhẹ nhàng ôm cả người cô ra thang máy, đứng ở trong không gian trong suốt, đón mưa phùn rất nhỏ, hai người cuồng nhiệt quấn lấy, triền miên hôn, thân thể Tưởng Thiên Lỗi lại kích thích, tay xoa nhẹ ở hông của cô, lại cảm thấy thân thể của cô có chút lạnh lẽo, đau lòng dừng nụ hôn lại, thật dịu dàng nhìn cô nói, thân thể còn chưa khỏe, tại sao còn phải chạy đến, bác sĩ nói em bị viêm phổi nhẹ. Em, chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh không biết nên nói gì, chỉ cúi đầu Tưởng thiên lỗi nhìn bộ dáng của cô, cũng hiểu, khẽ mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói trở về bệnh viện sớm một chút, nghỉ ngơi cho tốt. Tối nay, anh đi qua thăm em, chấm ngoặc kép, đường khả hình có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, chương 303, không có bảo cô gọi. Đường khả hình mang theo một chút ngọt ngào tưởng thiên lỗi lưu cho mình, mỉm cười đi thang máy trở lại tầng lầu tổng giám đốc, thấy tiêu đồng mới vừa từ trong phòng làm việc của trang hạo nhiên đi ra, cô lập tức vui vẻ nghinh đón, hỏi tổng giám đốc đâu. Tiêu đồng nhìn về phía đường khả hình, có chút sững sờ cười nói, ở bên trong đấy, cô tìm anh ấy. Ừm, đường khả hình lập tức gật đầu một cái. Tiêu đồng mỉm cười nói, vào đi, gõ cửa nhé. Đường khả hình bật cười nói, vâng. Tiêu đồng im lặng đi khỏi. Đường khả hình nhớ tới chuyện mới vừa rồi, mình còn chưa nói cảm ơn anh, liền đầy xúc động đi tới trước cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi, giọng nói trầm thấp mà chăm chú, đoán chừng anh đang xem văn kiện. Khả Hinh suy nghĩ một chút, vẫn cứ mỉm cười đẩy cửa đi vào, nhìn thấy hôm nay Trang Hạo Nhiên mặc tây trang màu trắng, áo sơ mi màu xanh nhạt, hơi nới lỏng cổ áo, vạt áo trước cài co xích xích hoa màu xanh nhạt, đang cúi đầu xem tài liệu, cũng không ngẩng đầu lên, cô im lặng nhìn anh thật lâu, rốt cuộc chậm rãi đi tới trước mặt của anh, gọi nhỏ: "Tổng giám đốc." Chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên cũng không ngẩng đầu lên đang căng thẳng xem tài liệu Thái Hiền mang về từ Hàn Quốc. Đường Khả Hinh biết anh vẫn nghe, vẫn cứ dịu dàng mà biết ơn nói: "Cảm ơn anh. Cảm ơn anh để cho tôi trở lại hoàn cầu một lần nữa." Trang Hạo Nhiên vẫn im lặng xem tài liệu. "Tôi nhất định sẽ cố gắng thật tốt, cố gắng làm việc, cố gắng học tập, tranh thủ lấy được thành tích tốt ở trong trận đấu để đền đáp anh đã hao tổn tâm trí tranh thủ cơ hội cho tôi." Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh dịu dàng nói: Rốt cuộc trang hạo nhiên xem tài liệu xong, ngẩng đầu lên, nhìn cô gái trước mặt, mặc đồng phục bệnh nhân màu trắng, bên ngoài khoác áo khoác màu hồng, đang rụt rè đứng ở trước mặt của mình, hai mắt anh thoáng qua nụ cười, để xuống bút máy, nói cô không cần cảm ơn tôi, cơ hội này là cô tranh thủ được. Đường khả hình nhìn về phía anh, có chút đỏ mặt giải thích, thật ra tôi không biết so tài trước thời hạn, chỉ theo xong mới đến. Chấm ngoặc kép, cô cho rằng tôi vì bình phong này, cho nên cho cô một cơ hội trang hạo nhiên mỉm cười nhìn về phía cô hỏi đường khả hinh nghi ngờ nhìn về phía anh trang hạo nhiên nhìn về phía cô lạnh nhạt nói cô luôn biết cá tính của tôi đối với cấp dưới yêu cầu rất cao mặc dù tôi cho phép cho mọi người tự do nhưng công ty không phải của một mình tôi năng lực của mọi người tài hoa của mọi người là thể hiện cho công ty này thể hiện cho bản thân mình không phải thể hiện cho tôi cho nên cho dù cô đối với tôi có thật tốt đi nữa nếu cô không đại hiệp yêu cầu tôi cũng sẽ không cần cô tôi ích kỷ, sẽ có lỗi với hoàn cầu. Thử hỏi trên thế giới này, ai không sống mà còn sống rất thành kính. Đường Khả Hinh đồng ý với lời của anh, nhưng vẫn giải thích tôi cũng không có nghĩ tới, muốn đối tốt với anh, để đạt được mục đích gì. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết quyết tâm của tôi, nhưng bởi vì tôi thật sự nhìn thấy anh thật sự thích bình phong này, cho nên... Muốn làm một phần tâm ý tặng cho anh, chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên trầm ngâm nhìn cô một lúc lâu, nói cảm ơn cô. Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh hơi sướng sở nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên chớp mắt hai mắt, đột nhiên cúi đầu cười, đứng lên, vòng qua bàn làm việc, đứng ở trước mặt của cô, cởi tây trang của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên trên người của Khả Hinh, kéo bả vai cô, nhẹ nhàng nắm chặt, muốn nói gì đó nhưng vẫn còn chỉ gật đầu một cái, nói cố gắng lên. Đường Khả Hinh vui vẻ mỉm cười, nói tôi biết rồi. Anh yên tâm, bây giờ tôi trở lại hoàn cầu, cho dù không thể thắng ở cuộc tranh tài, tôi cũng vui vẻ đồ vô dụng trang hạo nhiên lại hung hăng nhìn cô một cái nhưng vẫn không nhịn được bật cười ôi chao đừng nghiêm túc như vậy mà chấm ngoặc kép đường khả hinh đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng nắm tay của anh lấy lòng cười nói đi 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 không nên động tay động chân lão tử mới vừa mới chọc một xì căng đan thêm một cái nữa tôi còn cưới vợ được hay không trang hạo nhiên liều mạng rút tay ra một mình đi thẳng ra ngoài anh muốn đi đâu Đường khả Hinh nhìn về phía anh, ngạc nhiên hỏi. Đưa cô trở về bệnh viện, cứ chạy đến như vậy, xót lên thì làm thế nào? Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên đã đi ra ngoài trước. Ai, anh đưa tôi trở về bệnh viện, tại sao anh còn đi nhanh hơn tôi vậy? Đường khả Hinh giống như cái đuôi nhỏ của người ta, đi tới trước, muốn kéo cánh tay Trang Hạo Nhiên. Cô đừng lôi lôi kéo kéo có được hay không, con gái phải dè dặt một chút, Trang Hạo Nhiên lập tức vừa buông tay của cô ra sợ cái gì, dù sao anh không có bạn gái. Đường Khả Hinh ồn ào nói. Phi, tôi không có bạn gái, có quan hệ tới cô sao? Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn cô nói. Tại sao không có quan hệ? Tương lai anh thật không có bạn gái, anh lấy tôi, dù sao đồ cưới của tôi cũng cho anh rồi. Chỉ cần đến gần Trang Hạo Nhiên, Đường Khả Hinh rất muốn cười giỡn. Ngược lại Trang Hạo Nhiên thật sự giật mình nhìn Đường Khả Hinh, nói có nghĩa là sao? Đường Khả Hinh đứng ở trước thang máy, nheo mắt nhìn Trang Hạo Nhiên nói, tấm bình phong đó là đồ cưới của cha tôi để lại cho tôi. Chấm ngoặc kép. Trời à, Trang Hạo Nhiên phát điên rũi ra ngón tay, chỉ vào Đường Khả Hinh kêu nói, tôi biết ngay cô tâm cơ rất nặng mà. Nói, cô yêu thích tôi đã bao lâu? Hắc, Đường Khả Hinh nghe xong, liền tức giận phủi tay của anh, nói anh nói lời này cũng không biết xấu hổ. Bây giờ anh thích đàn ông hay phụ nữ, tôi cũng không biết đấy tôi làm sao có thể sẽ thích anh chứ? Tôi tình nguyện thích loài khỉ đột tôi còn có chuối tiêu để ăn. Thích anh, tôi làm thế nào? Lúc này cửa thang máy mở ra. Trang hạo nhiên nghiến răng tiến lên, một tay vòng chặt cổ của cô, tóm cô đi vào, mới ra sức nói, tôi muốn xem trong miệng cô có răng chó hay không, có thể mắng chửi người như vậy. Ôi chao, đường khả hình bị trang hạo nhiên kẹp không thở nổi, thở hồn hển nói, cho dù trong miệng của tôi có răng chó, cũng là anh lắp cho tôi tôi ôm lên đập chết cô. Trang hạo nhiên nghe xong, ra sức bế ngang cô, muốn đập. A, à, chấm ngoặc kép, đường khả hình bị dọa đến thét chói tai vừa cười to. Cửa thang máy đóng lại. Tất cả đồng nghiệp hành tránh đều rất tò mò ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai người lúc này, nói, bọn họ đang làm gì thế? Tiêu đồng chậm rãi như mỹ nữ cổ đại, nhìn về phía bọn họ nói, không nhìn thấy à? Té ngã, chấm than ngoặc kép, khắp bầu trời nổi lên mưa phùn. Trang Hạo Nhiên cùng với Đường Khả Hinh đùa nghịch một chút, cười vui vẻ đi trở về bệnh viện, Khả Hinh nghe nói bọn Trần Mạn Hồng tới, lập tức vui vẻ đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh bệnh viện mua đồ mời mọi người ăn. Lúc Trang Hạo Nhiên từ trong ví tiền rút ra thẻ ngân hàng cho cô cầm đi quẹt, mới căn dặn, hôm qua cô mới sốt cao, cho nên đừng ăn thức ăn lạnh và đồ chiên. Biết rồi, Đường Khả Hinh một tay lấy chi phiếu, liền biến mất. Trang Hạo Nhiên nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô, đột nhiên mỉm cười. Mới vừa muốn xoay người đi trở về phòng bệnh trước, anh đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng màu xanh nhạt rất quen thuộc thoáng qua trước mặt của mình. Ánh mắt của anh nhấp nháy, không thể tin nổi ngẩng đầu lên đi phía trước nhìn kỹ. Một phụ nữ mặc váy dài màu xanh dương tao nhã, bên ngoài khoác áo da màu đen, tóc dài phất phới bước đi, trong tay còn cầm hai toa thuốc, đầu óc của anh nhất thời nổi sóng lớn, không dám tin, cũng vô cùng hưng phấn đi về phía trước. "Gọi, Tinh Xuyên." Quả nhiên Tinh Xuyên quay đầu, có chút sững sờ nhìn về phía trước. Một trận gió thổi qua, phất lên mái tóc dài bồng bềnh. Âm. Um, ánh mắt của Tổng Giám Đốc Trang Vĩ Đại bị mũi tên thần tình yêu bắn trúng một lần nữa, bốc lên hai trái tim đỏ thấm. Anh kích động đến nói không ra lời, chỉ lắc đầu một cái, cười rất đáng yêu, vui vẻ đi tới nói, trời ạ. À, chúng ta rất có duyên, ngay cả ngã bệnh cũng cùng ngã bệnh. Nhìn xem đầu óc anh rất linh hoạt. Tinh xuyên không nói nhìn về phía anh, nở nụ cười nói anh ngã bệnh. Hội chứng đao. Cô thì sao? Trang Hạo Nhiên thật sự rất đáng yêu nhìn về phía Tinh Xuyên. Tinh Xuyên lại bất đắc dĩ nhìn anh, nói: "Tiên sinh, hội chứng đau, bình thường dùng tầm soát cho phụ nữ trước khi mang thai, anh làm sao vậy?" "Vậy thì bị sốt thôi." "Cô thì sao?" Trang Hạo Nhiên nhìn khuôn mặt xinh xắn của Tinh Xuyên, xinh đẹp giống như một đóa mẫu đơn không bao giờ tàn lụi, anh càng yêu thích hơn, nói: "Tinh Xuyên quay đầu đi, thở dài một hơi, suy nghĩ người này đẹp trai như vậy nhưng thật sự đáng tiếc trí thông minh bất đắc dĩ đưa biên lai like trong tay có chút nhàm chán nói hai bảo bối song sinh của tôi bị sốt ở nằm viện theo dõi tôi đi đóng tiền chấm ngoặc kép con của chúng ta làm sao bị sốt anh khiếp sợ hỏi tinh xuyên im lặng nhìn người này đột nhiên thật sự hoảng sợ có chút nói không ra lời đi chúng ta đi xem một chút trang hạo nhiên không nói hai lời cứ như thân sĩ in lần đỡ nhẹ bả vai người khác bước đi Tinh Xuyên thật sự kinh hãi, thân thể không tự chủ để cho anh đẩy đi về phía trước. Đường Khả Hinh mới vừa mua xong rất nhiều ăn ngon trở lại, trong miệng ngậm một cây kẹo que, vừa nhìn băng gạc trong tay mình, lại cảm giác trước mắt có bóng người thoáng một cái, ngẩng đầu lên cũng đã thấy Trang Hạo Nhiên cùng cô gái tên Tinh Xuyên đi về phía khác, cô không khỏi trợn to hai mắt, há to mồm, nói: "Có chuyện gì?" Cô suy nghĩ một chút, liền thật sự tò mò đi theo, nhưng vừa đi vào hành lang đã không thấy tăm hơi hai người bọn họ cô hơi sừng sốt, liền dọc theo đường nhìn phòng bệnh xung quanh, rốt cuộc tại trước cửa một căn phòng bệnh nào đấy, thấy Trang Hạo Nhiên đứng ở trước hai chiếc giường bệnh nhỏ, đang ngẩn người nhìn hai đứa bé bốn tuổi thật đáng yêu trước mặt, giống nhau như đúc, cô có chút kinh ngạc đi vào, nói, hai đứa bé này. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên thật vui vẻ cúi xuống, nhìn hai bảo bối này, mặc đồ bệnh nhân màu trắng giống nhau, công chúa nhỏ có mái tóc ngắn khả ái. Hoàng tử nhỏ cũng cắt tóc ngắn, trên trán của bọn chúng đồng thời dán một tấm hạ sốt dán chân nhỏ cuộn lên vô cùng đáng yêu, hít mũi một cái, ngây thơ khả ái giống như hai con heo con biết bao nhiêu, mắt to sáng long lanh, miệng chu chu nhìn về phía mình, anh đột nhiên hưng phấn kích động kêu lên, ôi, mẹ ơi, hai bảo bối này thật đáng yêu, cô xem hoàng tử nhỏ này rất giống tôi. Đường khả hình trợn to hai mắt, nhìn người đàn ông không biết xấu hổ này. Cô xem, công chúa nhỏ kia, rất giống như mẹ của nó. Trang hạo nhiên cười thật kích động, lại khom người xuống, cười thật đáng yêu nhìn hai đứa bé trước mặt nói, bảo bối. Gọi ba đi. Toàn bộ đồ ăn vặt rơi trên mặt đất. Con người đường khả hình cũng muốn rớt ra, nhìn người đàn ông không biết xấu hổ này, khiếp sợ nói, ba. Không có bảo cô gọi tôi đâu. Trang hạo nhiên trừng mắt về phía cô, tức giận nói. chương 304, chiều cao. Ai gọi anh hả? Đường khả hình tức giận nhìn Trang hạo nhiên một cái, mới lại quay đầu nhìn về phía hai người bạn nhỏ có thể do bị sốt cho nên có chút yếu mềm không còn hơi sức nhưng vẫn giống như con cọp con mắt to chừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm trang hạo nhiên cô không nhịn được mỉm cười khom người xuống nhìn cô bé con cực kỳ xinh đẹp nhẹ nhàng nói nào gọi mẹ này cô không biết xấu hổ trang hạo nhiên tức giận chỉ hướng đường khả hình nói tại sao cô có thể như vậy đứa bé là cô sinh sao đứa bé cũng không phải là anh sinh Đường Khả Hinh muốn nôn mửa vì anh. Đứa bé là tôi sinh." Chấm ngoặc kép, Tinh Xuyên dẫn bác sĩ, đứng ở cửa vừa nhìn hai người này, im lặng nói. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tinh Xuyên, cũng không nhịn được ho khan một tiếng, đứng thẳng người, hơi cách ra một chút. Tinh Xuyên lạnh lùng nhìn anh một cái, mới chậm rãi đi tới, thấy Đường Khả Hinh, hai mắt chợt lóe, nở nụ cười. Đường Khả Hinh thấy cô, cũng mỉm cười. Trang Hạo Nhiên nhìn thấy vẻ mặt hai người các cô, anh đột nhiên đứng ở trước mặt của Đường Khả Hinh, nhìn về phía Tinh Xuyên, cười rất đẹp trai. Tinh Xuyên nhìn đến anh, sắc mặt lập tức thu lại, đi qua bên cạnh anh, nhìn bác sĩ và y tá lập tức cầm nhiệt kế đo nhiệt độ cho hai người bạn nhỏ. "Mẹ, công chúa nhỏ vừa nhìn thấy y tá, mở chừng hai mắt, "ô ô" một tiếng, mím môi, cọ chân nhỏ, muốn khóc." "A, à, đừng khóc đừng khóc, nào để chú ôm." chấm ngoặc kép Trang hạo nhiên lập tức đi tới, rất đáng yêu ngồi ở bên giường, vươn tay ôm cô bé vào trong lòng. Anh đột nhiên có cảm giác kỳ lạ, thân thể của mình cũng có con, nở nụ cười rất dịu dàng thương yêu. Tinh xuyên không còn lời nào để nói, nhìn người này. Phúc Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, không nhịn được cười. Thật ra bác sĩ và y tá cũng không biết mà tổng giám đốc cao nhất, huống chi là nhân viên bệnh viện. Y tá nhìn người đàn ông đẹp trai này suy nghĩ chắc hẳn anh không phải là cha của đứa bé. Cô bé vừa mím môi khóc, vừa ngẩng đầu lên, mắt to rơi lệ nhìn chằm chằm về phía chú đẹp trai một chút, có chút không hiểu anh là ai. Dáng vẻ trang hạo nhiên giống như là cha của người ta nhìn cô bé, vẻ mặt rất khoa trương nói, bảo bảo ngoan, để chú xem một chút nhiệt độ trên người bảo bảo là bao nhiêu, không có chích thuốc, sẽ không chích thuốc. Chấm than ngoặc kép chấm. Anh nói xong, ngay lập tức giơ tay, nhận lấy nhiệt kế y tá đưa tới, nhìn cô bé nói há miệng ra a à, ngoặc kép anh nói xong há miệng mình ra cô bé trừng mắt thật to dương dương nhìn người này bác sĩ và y tá cùng tinh xuyên cùng nhau im lặng nhìn anh trang hạo nhiên thấy cô bé cũng không nhúc nhích hơi đổ mồ hôi anh lại không biết xấu hổ cầm nhiệt kế đưa tới khóe miệng cô bé nói há miệng ra a à, chấm ngoặc kép lúc này vẻ mặt cô bé thay đổi một chút nghiêng đầu đi nhìn về phía người này. Bé trai bên cạnh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, khóe miệng cong lên, nở nụ cười, chật. Tinh Xuyên ôm vai ngẩng đầu nhìn về phía hai bảo bối của mình, không khỏi mỉm cười. Đường Khả Hinh nhìn cảnh tượng này, hai mắt cô lập tức sáng lên, đi tới, dùng bả vai đẩy Trang Hạo Nhiên, nhận lấy nhiệt kế, khom người xuống, cười thật ngọt ngào và rực rỡ nhìn cô bé. Cảm thấy trong bụng cô bé không biết chứa bao nhiêu ý nghĩ xấu xa, cô cười ha ha ha, cầm nhiệt kế đưa về phía cô nhóc này nói bảo bối cháu có muốn chích thuốc hay không bảo bối bốn tuổi nhìn về phía đường khả hình lập tức lắc đầu một cái không muốn đúng không đường khả hình lại cười nhìn bảo bối nói nhưng nếu như cháu không muốn đo nhiệt độ gì sẽ thăm dò bằng tay chấm ngoặc kép cô lập tức đặt tay lên chán bé gái kêu a hát một tiếng cô bé sợ hết hồn tựa vào bên trên giường mắt to để phòng nhìn chằm chằm gì Đường Khả hình lập tức rất khoa trương, rất kinh ngạc nói: "Trời ạ. À, nóng rất lợi hại, không cần đo nhiệt độ, nhất định nhất định là bị sốt." Lấy một cây kim lớn nhất, chích vào mông cô. Mắt và miệng của bé gái nhất thời tạo thành chữ A, không nói hai lời, liền giành lấy nhiệt kế trong tay Đường Khả hình, lập tức đặt ở trong miệng, nằm ở trên giường cũng không nhúc nhích. Đường Khả hình đột nhiên cười xấu xa, nói với cô: "Đúng rồi. Lúc này mới ngoan." Cô nói xong, con người liếc qua nhìn về phía đứa bé trai kia. Bảo bối nhỏ không nói hai lời, ngay lập tức cầm lấy nhiệt kế trong tay y tá, ngậm trong miệng, nằm xuống, mặt nhìn lên trời. Tinh xuyên có chút giật mình nhìn về phía cô gái mỉm cười. Tốt lắm, đường khả hình giống như cô giáo vườn trẻ, nhìn hai bảo bối, mỉm cười nói các cháu đều ngoan ngoán, nhưng nếu không kéo chăn đắp, bị cảm lạnh rồi, bị sốt, vẫn phải bị chích thuốc. Hai người bạn nhỏ ngồi dậy, nắm chăn, soạt một tiếng đắp lên trên người của mình, ngoan ngoãn ngậm nhiệt kế, không dám nói gì. Tất cả bác sĩ và y tá đều nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi bị hai đứa nhóc này quậy tưng bừng không có cách nào. Tinh xuyên cũng rất dịu dàng nhìn về phía đường khả hinh. Sắc mặt trang hạo nhiên thật thúi đứng ở nơi đó, nhìn đường khả hinh cười xinh đẹp như hoa, anh lại cắn răng lách cách. Không tới một lúc, y tá lấy nhiệt kế của bảo bảo, 38,5 độ, Bác sĩ đề nghị uống thuốc theo dõi, Tinh Xuyên hiểu rõ, sau khi cảm ơn bác sĩ, liền đưa Trang Hạo Nhiên và Khả Hinh đi ra phòng bệnh, Trang Hạo Nhiên mới vừa muốn tiến lên nói chuyện, cũng đã thấy Tinh Xuyên mỉm cười nói với Khả Hinh nói: "Lúc này thật sự cảm ơn cô, không ngờ cô đối với đứa bé lại hết lòng như vậy, bởi vì đứa bé này, từ nhỏ đã sống với cha 2 năm mới về đến bên cạnh tôi, cho nên có lúc tôi cũng hơi luống cuống." Chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, nhìn Tinh Xuyên nói chuyện vẻ mặt lộ ra dịu dàng, quyến rũ hấp dẫn, anh nhìn ngây người. Ôi chao, không nên nói như vậy, bởi vì khi còn bé tôi cũng là đứa bé rất bướng bỉnh, tôi biết rõ trong lòng chúng nó. Hai đứa bé của chị Tinh Xuyên thật xinh đẹp, người cha nhất định rất đẹp trai chứ, đường khả hình rất nhiệt tình hỏi. Tinh Xuyên suy nghĩ một chút, hơi mỉm cười, gật gật đầu nói tạm được. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên vẫn tình thâm sâu nhìn về phía cô. Sau khi trò chuyện vài câu, hai người liền chia tay trong lòng đường khả hình vui vẻ ôm theo đồ ăn vặt của mình bước đi cô muốn làm gì trang hạo nhiên hồi tức giận tiến lên nhìn đường khả hình tức giận hỏi nghĩa là sao đường khả hình ngạc nhiên hỏi ngược lại anh tôi chấm ngoặc kép trang hạo nhiên có khổ không nói ra được nhìn đường khả hình đau lòng muốn chết nói làm thế nào tôi cũng nghĩ không ra tình địch của tôi lại là cô đường khả hình há hốc miệng nhìn về phía anh cô nói xem, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên chỉ đường khả hình, tức giận đến run rẩy hỏi, giới tính của cô có vấn đề hay không? Giới tính của anh mới có vấn đề đấy, chấm than ngoặc kép, đường khả hình lập tức cầm đồ ăn vặt ném trên người anh, tức giận nói, lúc tôi còn nhỏ, ngay cả khỉ đột được cũng thích đấy. Chấm than ngoặc kép, làm sao cô biết là khỉ đột được chứ? Trang hạo nhiên nói xong, chỉ thẳng vào đường khả hình tức giận nói, tôi cảnh cáo cô. Cô không có việc gì, không nên trêu chọc tinh xuyên nhà tôi cùng hai bảo bối nhà tôi anh thật ghê tởm người ta cũng không thích anh lại còn nhà tôi nhà tôi đường khả hình chắt lưỡi liếc anh một cái mới xoay người bước đi đứng lại đường khả hình càng đi càng nhanh cuối cùng gia tăng tốc độ đi tới phía trước trang hạo nhiên theo sát phía sau tiến lên lập tức ôm cả người cô nhốt bên cạnh thùng rác a à, chấm ngoặc kép cả người đường khả hình bị lộn ngược làm cho cô cười to ha 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 hai người vừa nói vừa cười trở lại phòng bệnh, đã thấy Trần Mạn Hồng, Tiểu Nhu, Nhã Tuệ, đám người lâm sở nhai nói cười ở trong phòng, thậm chí Tào Anh Kiệt không chút nào kiêng kỵ mà từ sau lưng ôm Trần Mạn Hồng, muốn hôn trên mặt của cô, mặt của Trần Mạn Hồng đỏ lên, muốn đẩy anh ra, nhưng Tào Anh Kiệt muốn ôm cô, hôn ở trên mặt của cô, Tiểu Nhu đỏ mặt, quay đầu nhìn thấy Khả Hinh trở lại, con người cô lập tức sáng lấp lánh, gọi Khả Hinh. Chấm than ngoặc kép, mọi người cùng nhau nhìn ra phía ngoài. Bọn Trang Hạo Nhiên đi tới, lập tức mỉm cười đứng thẳng người, nói: "Khả Hinh đã về rồi." Tổng giám đốc, chấm ngoặc kép, Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng, Tiểu Nhu lập tức rất cung kính chào. "Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi." Trang Hạo Nhiên kêu bọn họ ngồi xuống, sau đó đỡ đường Khả Hinh nằm lại trên giường, đắp kín chăn cho cô, mới xoay người nói: "Tán gẫu chuyện gì hăng say như vậy?" "Chúng tôi đang nói chuyện cao phú suất." Tô Lạc Hoành vừa nói, vừa nhìn Tiểu Nhu buộc hai bím tóc mặc chiếc váy dài dây đeo màu trắng, đeo mắt kính đen thật to, ngồi ở một bên, cầm quả táo, rất khéo léo muốn tìm dao gọt táo, nhưng cô cầm quả táo to nhìn xung quanh không tìm được con dao. Lãnh mặc hàn ngồi ở một bên, thấy thế, đột nhiên xoay cổ tay một cái, ngay trước mặt tiểu nhu, vèo một tiếng, một con dao nhỏ màu bạc sắc bén cắm vào quả táo ở trong lòng tay cô. Con người tiểu nhu cũng muốn rớt ra, nhìn về phía lãnh mặc hàn, hoảng sợ đến phát run, không nói ra lời. Tô Lạc Hoành nhìn về phía cô nhóc kia, không nhịn được mỉm cười. Cao Phú Xuất, Trang Hạo Nhiên ngồi ở bên giường, cầm một quả nho liền nhét vào trong miệng đường khả hinh, mới có chút hả hê cười nói, nói đến Cao Phú Xuất, tôi không xứng sao. Phi, chấm ngoặc kép, lâm sở nhai dội cho anh gáo nước lạnh, cười nói, anh cũng không biết, hiện tại trong diễn đàn khách sạn đang cho điểm anh và tổng giám đốc tưởng, nói người nào đẹp trai, người nào có tiền hơn, người nào cao hơn. Tôi thua. Trang Hạo Nhiên tức giận kêu lên. Không biết, trước mắt chỉ có thể kết luận, chính là chiều cao của hai người dường như giống nhau. Hôm nay tâm trạng của bọn Lâm Sở Nhai cũng thật tốt. Phi, chiều cao của tôi và anh ấy không giống nhau. Tôi cao 1m88, anh ấy cao 1m85. Trang Hạo Nhiên không chịu phục nói. Tất cả mọi người không nhịn được bật cười. Lúc này đường Khả Hinh cũng cười thật vui vẻ, không ngờ vào lúc này điện thoại vang lên, cô vừa cười vừa lấy điện thoại di động ra, thấy tưởng thiên lỗi gọi tới, cô sướng sờ, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn mọi người, suy nghĩ trong chốc lát, liền giả bộ như bạn bè bình thường, nhận máy, alo. Chấm ngoặc kép. Trước khi tưởng thiên lỗi mở cuộc họp nhỏ, gọi điện thoại cho khả Hinh, trước mặt rất nhiều lãnh đạo cấp cao chuẩn bị ngồi, trên mặt của anh lộ ra nụ cười hỏi chuyện gì náo nhiệt như vậy. Chấm ngoặc kép. Chúng tôi đang nói chuyện cao phú suất. Đường Khả Hinh nhớ tới lời của Trang Hạo Nhiên, lại không nhịn được bật cười. Lại nghe đến ba chữ này. Tưởng thiên lỗi có chút nghi ngờ cười, nói, rốt cuộc cao phú suất là cái gì? Không biết à, lên mạng tra một chút đi, đường khả hình trêu chọc anh. Anh mới không nhàm chán như vậy. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi cười nhẹ nói. Đúng rồi, đường khả hình nghe trang hạo nhiên còn đang tự biên tự diễn, liền cầm điện thoại di động, hỏi khẽ em hỏi anh một việc. Chấm ngoặc kép, ừ chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi đáp. Anh cao bao nhiêu, đường khả hình đột nhiên rất hứng thú hỏi anh. Tưởng thiên lỗi nghe hỏi vậy, hai mắt lộ ra một chút dịu dàng nói, hỏi chuyện này làm gì. Sợ em hôn anh, không với tới. Rất hiếm thấy anh nói đùa. Ghét, đường khả hình kêu nhỏ, lại căng thẳng hỏi, rốt cuộc chiều cao bao nhiêu vậy. Trường 305, cô ấy không thích anh. Tưởng thiên lỗi suy nghĩ một chút, liền nói, không rõ lắm, lúc học đại học là 1m88. Chấm ngoặc kép. Đường Khả hình vừa nghe xong, con người sáng lên, nói có thật không? Anh chưa bao giờ nói dối. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhàn nhạt nói. Đường Khả hình vừa nghe vậy, lập tức nói cúp máy. Tưởng thiên lỗi cầm điện thoại di động, sửng sốt. Đông Anh nhẹ nhàng đặt tài liệu trước mặt của anh, nhìn bộ dáng của anh, liền dịu dàng cười hỏi, Tổng Giám Đốc, anh có chuyện gì muốn hỏi hay cần căn dặn, vẻ mặt tưởng thiên lỗi không biết biểu lộ như thế nào, nhìn về phía Đông Anh, có chút mất hồn hỏi, Đông Anh. Chấm ngoặc kép. Vâng, chấm ngoặc kép, Đông Anh đáp nhẹ. Ngoặc kép chấm. Chấm ngoặc kép, vẻ mặt tưởng thiên lỗi vẫn không biết nên biểu lộ ra sao. Đông Anh hơi cúi đầu, nghi ngờ nhìn về phía anh. Đàn ông, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đông Anh mở miệng nói, đàn ông. Thân cao 1m88, còn thấp sao? Đông Anh đột nhiên mỉm cười, nói, 1m88 còn thấp à. 1m88 rất cao, chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi cảm giác mình cũng rất cao, chẳng lẽ người kia 1m58.59 còn muốn tìm đàn ông cao 2m. Rốt cuộc anh có chút mất hứng nâng nhẹ laptop, cao mày mở Baidu Google ra, nhìn khung địa chỉ phía trên, muốn gõ vào ba chữ mình muốn, đột nhiên đầu óc nóng lên, tâm trạng không vui suy nghĩ, tôi mới không có thói quen như vậy, chẳng lẽ tôi còn hỏi mình phải cao phú xuất hay không tôi không đủ cao sao tôi không đủ đẹp trai sao tôi không đủ có tiền sao vậy rốt cuộc cao phú xuất có nghĩa là gì anh càng nghĩ càng không nhịn được mở máy vi tính ra do so dự một lát nhanh chóng gõ lên cao phú xuất chấm ngoặc kép tổng giám đốc chấm ngoặc kép đông anh lại đem một phần tài liệu đưa đến trước mặt của anh tưởng thiên lỗi nhanh chóng đóng máy vi tính ngẩng đầu lên Nóng nảy nhìn về phía cô. Đông Anh giật mình nhìn về phía anh, có chút hoảng hốt hỏi: "Anh, anh có chuyện gì sao?" Tưởng Thiên lỗi thở dốc một hơi, chớp mắt hai cái, cầm lấy tài liệu cô đưa, mới nói: "Lúc đến đây phải một tiếng." Làm giật mình. chấm ngoặc kép. "À, Đông Anh kinh ngạc nhìn anh một cái, chỉ à một tiếng, nói tốt. Tôi, tôi xin lỗi." chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên lỗi không lên tiếng. Đông Anh im lặng, ngạc nhiên nghi ngờ đi ra ngoài tưởng thiên lỗi nhắc mí mắt nhìn đông anh thật đi ra ngoài anh mới chậm rãi mở máy vi tính ra nhìn xuống dòng chữ cao phú xuất không ngờ còn có từ điển bách khoa chắt lưỡi một tiếng mở từ điển bách khoa ra thấy cao phú xuất là từ ngữ lóng tần số xuất hiện dày đặc ở các diễn đàn lớn nó miêu tả người đàn ông chiều cao tám thước tài năng giàu có vóc dáng hoàn mỹ vô khuyết anh hơi nheo mắt hơi có chút hài lòng tiếp tục nhìn xuống nhưng trong cuộc sống hiện thực ngày nay từ ngữ cao phú xuất phần lớn dùng để giễu cợt kẻ kiêu ngạo cuồng vọng không tự biết mình âm um, anh tức giận đóng máy vi tính tất cả lãnh đạo cấp cao cùng dừng lại động tác im lặng nhìn về phía tưởng thiên lỗi ngạc nhiên anh có chuyện gì vậy đông anh cũng kinh ngạc ngồi ở dưới khán đài nhìn anh họp đi chấm than ngoặc kép tưởng thiên lỗi tức giận để máy vi tính xuống mở tài liệu ra quát khẽ tất cả mọi người giật nảy mình Đường khả hinh, tưởng thiên lỗi tức giận kêu cái tên này, nói anh rất không có tự biết rõ, cuồng vọng tự đại sao. Anh không cao, anh không đẹp trai, anh không giàu, em gả cho khỉ đột đi. Hắc xì, chấm than ngoặc kép. Đường khả hinh nằm ở trên giường bệnh, đột nhiên hắc xì một cái, cô hít mũi một cái, mới nói, người nào mắng tôi. Thế nào, tất cả người trong phòng bệnh đều dừng động tác, nhìn về phía cô. Trang hạo nhiên chế diễu nhìn cô nói cô làm chuyện có lỗi à? Mới không có, đường khả hình lại hít mũi một cái. Vậy đúng là có người mắng cô rồi. Tiểu Nhu rất mê tín, vừa nói, vừa bóc hạt ghê, đưa đến trong tay lãnh mặc hàn. Lãnh mặc hàn cũng không nhìn nơi khác, ăn. Tiểu Nhu rất cam tâm trạng nguyện cúi đầu, dùng ngón tay nho nhỏ bóc vỏ hạt ghê của nhà mình cho lãnh mặc hàn. Kể từ S sau khi cô nhìn thấy đao pháp của anh, đối với anh sùng bái dối tinh dối mù, cô vừa dùng dao nhọn mở ra một cái lỗ nhỏ trên hạt kê, mới hỏi nhỏ con rán trong nhà của anh đã đi chưa. Lãnh mặc hàn nghe hỏi, suy nghĩ rất nghiêm túc, mới nói, dường như lại trở về rồi. Chấm ngoặc kép, ồ, chấm ngoặc kép, tiểu nhu rất nghiêm túc gật đầu một cái, lại nhìn lãnh mặc hàn nói, nếu không như vậy đi, con mèo cái nhà tôi mới vừa sinh ba con, cho anh một con. Lãnh mặc hàn quay đầu nhìn tiểu nhu hỏi, tại sao? Anh không biết, Tiểu Nhu há hốc miệng thành chữ a, nhìn Lãnh Mặc Hàn nói, "Mèo ăn con dán." Con mèo nhà cô ăn con dán. Sốt cuộc trên mặt người đàn ông núi băng Lãnh Mặc Hàn có một chút cảm xúc, nhìn cô. "Ngày mai, tôi ôm tới cho anh một con." Ở trong nhà anh kêu một tiếng, con dán cũng chạy mất. Trong nhà của chúng tôi rất nhiều gạo, cũng không có dán, bởi vì con mèo cái nhà tôi kêu rất lợi hại. Tiểu Nhu cầm hạt kê, lại gần Lãnh Mặc Hàn, thần bí nói, "Anh yên tâm." Trên thế giới này, ngoại trừ ba mẹ của tôi sinh ra tôi gen bất thường, thì chắc là cha mẹ của nó phải có con chứ. Cô nói xong rất cảm động lòng người. Lãnh mặc hàn nhìn bộ dáng thật thà của cô, không biết nên nói gì cho phải. Quyết định như vậy đi, cô bóc hạt kê cuối cùng cho anh ăn, mình cũng thật vui vẻ nhảy lên, nhẹ nhàng chạy đi rửa tay. Tô lạc hoành phù một tiếng, không nhịn được cười nhìn theo bóng lưng tiểu nhu. Đường khả hình nằm ở trên giường, Nhìn bạn bè đồng nghiệp bên cạnh, mọi người vô cùng náo nhiệt, trong lòng của cô vừa động, có chút cảm động nhìn mọi người xung quanh, tất cả đều thoải mái, cười rất vui vẻ, hơi cảm thán nghĩ, nếu như thế giới xung quanh có thể vui vẻ cả đời như vậy, thật tốt. Cô nghĩ tới đây, lại cảm động nhìn về phía Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng đang gọt trái cây, Lâm Sở Nhai muốn ôm Tào Anh Kiệt, Tào Anh Kiệt liều mạng tránh ra khỏi anh, cô yếu ớt mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại, có lẽ bởi vì quá mệt mỏi, rốt cuộc ngủ thiếp đi trang hạo nhiên và mọi người vừa cười đùa vừa quay đầu nhìn đường khả hình cô gái yếu đuối rốt cuộc mệt dã rời nằm ngủ ở trên giường bệnh trắng như tuyết nhưng trên khuôn mặt vẫn tràn đầy nụ cười ôn nhu hai mắt anh lộ ra dịu dàng nhìn cô nhớ tới vẻ mặt cô khổ sở rơi lệ khi bình phong rơi trên mặt đất giống như mảnh vụn của tấm gương nào đấy đâm vào trái tim của mình anh không nhịn được vươn tay nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô có chút kiên định tan chảy ở trong tay cô sau lúc hoàng hôn, khả hình tỉnh lại trong cảm giác hư mềm và ánh trăng mờ nhạt, nhìn thấy một mình nhã tuệ ngồi ở bên giường, đem hạt kê tiểu nhu đưa tới, rất kiên nhẫn bóc từng hạt, đặt ở trên đĩa, cô khẽ mỉm cười, nhìn bạn than, âm thanh khàn khàn, kêu nhỏ, nhã tuệ. Chấm ngoặc kép, nhã tuệ lập tức ngẩng đầu lên, thấy khả hình đã tỉnh lại, cô mỉm cười, đứng lên ngồi ở bên giường, nhìn bạn thân nói có cảm thấy khá hơn một chút hay không. Tôi đã không có việc gì, chấm ngoặc kép, đường khả hình mỉm cười nói. Không có việc gì, cũng phải ở lại theo dõi một buổi tối. Chấm ngoặc kép, nhã tuệ phủ thêm chăn cho cô. Đường khả hình nuốt cổ họng khô rát một cái, hai mắt không khỏi nhìn về phía đồng hồ treo trên tường. Đã 6 giờ chiều, nghĩ có thể tưởng thiên lỗi sắp đến, cô có chút lo lắng nhìn nhã tuệ. Nhã tuệ cũng nhìn khả hình, cảm thấy trong ánh mắt của cô hơi ký lạ, liền cười hỏi thế nào. Đường khả hình biết bản thân phản đối tưởng thiên lỗi, không nhịn được nhẹ nắm tay nhã tuệ. Nhã tuệ cũng nhẹ nắm tay của cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi tái nhợt, không yên lòng hỏi rốt cuộc có chuyện gì. Đường khả hình nhẹ nhàng chớp mắt, khẽ mỉm cười nói không có việc gì. Chấm ngoặc kép, cô chậm rãi quay đầu, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, suy nghĩ lúc nào người đàn ông kia tới. Phòng họp số một tập đoàn Á Châu tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên ngồi ở vị trí chủ trì nghe báo cáo dự án khách sạn dưới nước lần thứ hai kỹ sư trưởng đang báo cáo kết quả thí nghiệm thủy tinh dẻo của dự án khách sạn dưới nước lần thứ hai trang hạo nhiên hết sức yên lặng lắng nghe độ dày thủy tinh dẻo rốt cuộc phù hợp yêu cầu của mình anh tiếp tục im lặng tưởng thiên lỗi ngồi ở một bên vừa nhìn tài liệu vừa hơi nghiêng người sang trang hạo nhiên nhàn nhạt nói tôi nói nếu độ dày thủy tinh dẻo còn chưa đủ Tôi quyết định dùng nó làm một chiếc quan tài." Chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên kỳ quái quay đầu nhìn người này, nhẹ nhàng nói, "Làm quan tài làm chi?" Nhốt cậu ở bên trong, để vạn người kính ngưỡng." Tưởng Thiên Lỗi lạnh nhạt nói. "Anh." Chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên hơi cao giọng nhìn anh. Cả phòng họp cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía mọi người, đột nhiên ho mạnh một tiếng. Trên mặt Tưởng Thiên Lỗi tràn qua nụ cười lại cảm thấy điện thoại di động trong ngực đang chấn động, là tin nhắn của Khả Hinh, hai mắt của anh hơi lộ ra dịu dàng, ngón cái nhẹ nhàng mở tin nhắn, vừa nhìn tối nay Nhã Tuệ sẽ ở bên cạnh em, hay là anh đừng tới nữa, bởi vì cô ấy không thích anh lắm, em sợ anh đến rồi, cô sẽ đuổi anh ra ngoài. Em không muốn nhìn thấy anh bị mất mặt. Anh nhíu mày, nhìn tin nhắn này, đột nhiên tức giận. Audio điện tử võ tấn bền chương 306, khi tình yêu đến gần. Hoàng hôn đã qua, tia sáng cuối cùng rút đi, màn đêm buông xuống. Nhưng chân trời bên kia, còn cất giấu một mảng lớn đỏ sậm, lúc có người đi qua, giống như hình cắt màu đen của mỗi người, nghe nói đây là điểm báo sẽ có một cơn bão táp sắp đến. Gió thật lớn. Khả Hinh đưa Nhã Tuệ đi ra bệnh viện, bởi vì cô phải ký thẻ của phòng ăn, cô mỉm cười nhìn bóng dáng của bản thân, đi tới chân trời màu đỏ, cô khẽ mỉm cười, xoay người đi vào bệnh viện, đi tới phòng bệnh của mình. Lúc này điện thoại di động vang lên. Cô đi trên hành lang thật dài, cầm điện thoại di động, thấy điện thoại của Tưởng Thiên Lỗi, trong lòng có chút vui vẻ, ngay lập tức nhận máy, alo một tiếng. Giọng nói lạnh nhạt của Tưởng Thiên Lỗi truyền đến, thật không cần anh đi qua cùng em. Đường Khả Hinh trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhưng vẫn hơi gật đầu, dịu dàng nói ừm. chấm ngoặc kép. ngoặc kép chấm. chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi không biết nói gì cho phải trên mặt hơi không vui đường khả hình tiếp tục đi vào trong phòng bệnh mỉm cười nói nhã tuệ vẫn rất sợ thân phận của anh sẽ mang đến cho em tổn thương lần trước bởi vì chuyện này suýt chút nữa đã đoạn tuyệt quan hệ với em chấm ngoặc kép cho nên em cảm thấy thân phận của anh không xứng với thư ký đường em tưởng thiên lỗi cao mày không nói nên lời đường khả hình đứng ở cạnh cửa phòng bệnh của mình nghe những lời này lập tức nói, ôi chao không phải ý này, anh hiểu mà. Vậy là ý nào? Tưởng thiên lỗi hỏi. Đường khả Hinh không dám lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng kéo cửa phòng bệnh, đi vào, mới dịu dàng nói, em không muốn bạn bè tốt nhất của em không vui. Chấm ngoặc kép. Sau đó thì sao? Em cũng không muốn anh không vui. Chấm ngoặc kép, đường khả Hinh đi tới trước bình hoa bách hợp, duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa, lại thật lòng nói, em đã từng nhìn thấy anh khổ sở, cho nên em muốn tránh khỏi loại khổ sở này em không muốn lựa chọn em tình nguyện cô đơn một mình em tin có một số việc sẽ từ từ sẽ rõ ràng thời gian nếu như anh biết quý trọng thật ra là một chuyện rất tuyệt vời chấm ngoặc kép tưởng thiên lối cầm điện thoại di động nghe lời này hai mắt hơi lộ ra dịu dàng trên mặt hiện lên nụ cười mới chậm rãi nói cho nên em tình nguyện không gặp anh chấm ngoặc kép em chấm ngoặc kép đường khả hình mới vừa muốn nói chuyện cầm điện thoại di động lại sững sờ ngẩng đầu lên nhìn về phía chiếc gương trong suốt ở trước mặt phản chiếu hình ảnh một người đàn ông kiên nghị cô kinh ngạc trợn to hai mắt chậm rãi xoay người nhìn thấy tưởng thiên lỗi đã tựa vào cạnh cửa nở nụ cười dịu dàng nhìn mình cô khiếp sợ nắm điện thoại không thể tin nổi nhìn về phía anh tưởng thiên lỗi đứng ở bên cửa dịu dàng nhìn về phía cô đường khả hinh đột nhiên mỉm cười hai mắt rưng rưng thật kích động tiến lên nhào tới anh lập tức vọt vào trong ngực của anh tưởng thiên lỗi đưa tay nhận không kịp ôm lấy trọng lực của cô tựa vào bên tường đột nhiên mỉm cười đường khả hinh vẫn cho rằng đang nằm mộng thở mạnh ngẩng đầu lên không thể tin nhìn về phía tưởng thiên lỗi tưởng thiên lỗi cúi đầu nhìn cô trong tròng mắt thoáng qua một chút ánh sáng nóng bỏng hai người không nói lời nào chỉ im lặng ôm nhau hôn cuồng nhiệt đôi tay to lớn của anh ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô Ngón tay vuốt phe eo của cô, đầu lưới kích động xông vào cùng với đầu lưới cô nặng nề quấn lấy, một chút hương ngọt ngào, mỗi lần hôn cũng giống như được hồi sinh, mang đến cảm giác mới lạ, tốt đẹp, nghĩ tới đây, anh đột nhiên ôm chặt eo nhỏ của cô, bế cô lên. Đường khả Hinh ôm cổ của anh, ấm áp nhìn hai mắt anh. Tưởng thiên lỗi cũng im lặng nhìn cô, nhẹ nhàng đè cô xuống giường, nhìn chăm chăm, mới chậm rãi cởi tay trang của mình, để nó qua một bên lại cúi đầu mút nhẹ cánh môi giống như hoa anh đào. Đường khả hình hơi cuộn hai chân, vươn tay ôm nhẹ cổ của anh, đón nhận nụ hôn của anh, cảm thấy hơi thở đàn ông của anh đang nhào về phía mình. Cô say xưa, cô trầm mê, cô lại trầm mê một lần nữa. Tưởng thiên lỗi nửa ngồi ở trên giường, nửa ôm cô gái trước mặt, sau một lúc cuồng nhiệt ôm hôn, anh mới dịu dàng kết thúc nụ hôn kia. Hơi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, đôi mắt mơ mộng lấp lánh, con người anh hơi xoay chuyển, Giọng nói hơi khàn khan, cảm tính hỏi, em muốn cái gì? À, Đường Khả Hinh có chút không hiểu ôm cổ của anh, hai mắt mê ly không hiểu nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn thật sâu khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, càng đau lòng hỏi, ở bên cạnh anh, không uất ức sao? Thời gian có thể sẽ rất khổ sở. Chấm ngoặc kép. Anh cũng đã từng vượt qua thật nhiều năm tháng như vậy, nghe được câu kia, thời gian, nếu như anh biết quý trọng, thật ra là một chuyện rất tuyệt vời, tim của anh lại đau như dao cắt hai mắt đường khả hình tràn lệ nhìn anh thật lòng cười nói em muốn bất cứ cái gì anh đều cho em không tưởng thiên lỗi cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô còn có đôi mắt to chân thành khẽ mỉm cười ngón tay nhẹ nhàng rơi vào lông mày của cô mới thật chậm rãi đáp ừ chấm ngoặc kép đường khả hình nhìn anh thật sâu khẽ chớp mắt nói em muốn anh hạnh phúc chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi hơi trầm ngâm nhìn cô có chút kinh ngạc nói chỉ như vậy chỉ như vậy Chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn anh chầm chầm nói. Anh cho là, em sẽ muốn cái khác. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi ở khoảng cách thật gần nhìn đôi mắt to xinh đẹp của cô, đầy áp vô hạn dịu dàng. Cái gì, đường khả hình nhẹ nhàng hỏi anh. Tưởng thiên lỗi khẽ mỉm cười, nói anh. Chấm ngoặc kép, đường khả hình chừng mắt nhìn anh. Tưởng thiên lỗi không nhịn được mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ môi ngọt của cô, mới thở dài nói em là đồ ngốc. Đường Khả Hinh lại mỉm cười nói, nếu anh yêu em, nếu anh là của em, anh không được hạnh phúc, vậy chúng ta ở chung một chỗ, còn có ý nghĩa gì? Em chỉ hy vọng anh có thể hạnh phúc, sau này anh và người nào ở chung một chỗ, em cũng sẽ chúc phúc cho anh. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nghe lời này có ẩn ý khác, hỏi em không tin anh sao? Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, cô im lặng nhìn anh. Tưởng thiên lỗi lại cúi đầu nhìn cô nói, không tin chúng ta có thể ở bên nhau sao? em không thể gây thêm áp lực cho anh. Thoải mái một chút, chấm ngoặc kép, đường khả hình lại nhẹ nhàng nhìn nói. Tưởng thiên lỗi nhìn chằm chầm cô gái trước mặt, đột nhiên có chút bất đắc dĩ cười nói, em bảo anh làm sao có thể không thương em. Đường khả hình tinh nghịch mỉm cười, nói, này, đừng nói lời này, lúc mới quen em, anh ném em ở trên đường, rất việt tình. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi chợt mỉm cười, dịu dàng nói, lúc nào cũng vậy nói chuyện, không phải tức giận thì xấu tính kêu la, gọi cả tên họ của người ta, có lúc anh cũng cảm giác giữa chúng ta có khoảng cách thật lớn. Chấm ngoặc kép. Không phải sao, anh là tổng giám đốc, em chỉ là một thư ký, đây vốn là khoảng cách rất lớn. Chấm ngoặc kép, đường khả hình ngọt ngào nói. Tưởng thiên lỗi nghe vậy, cúi đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười nói, anh có một cách, chính là rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta. Chấm ngoặc kép, đường khả hình im lặng nhìn anh trên mặt tưởng thiên lỗi hơi lộ ra ngượng ngùng, nói tối nay anh ở lại, giữa chúng ta sẽ không còn khoảng cách nữa. Chấm ngoặc kép, anh, chấm ngoặc kép, đường khả hình tức giận, muốn đưa nắm tay nhỏ đấm anh, tưởng thiên lỗi dịu dàng chụp lấy, nhìn cô thật lòng nói, gọi tên của anh. Chấm ngoặc kép, trong lòng của đường khả hình ấm áp, sừng sốt nhìn anh. Tưởng thiên lỗi nhìn cô thật sâu, hơi lộ ra nụ cười ôn nhu, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé mềm mại, rất bá đạo nhưng giống như cầu xin, sau này. Không được gọi cả tên họ của anh, gọi tên của anh thôi. Trên mặt đường khả hình tràn qua nụ cười, trong trong lòng dâng lên cảm xúc thật kích động, nhìn khuôn mặt kiên nghị hoàn mỹ của người đàn ông, nổi có chút súng khí, nhẹ nhàng mở môi, gọi nhỏ thiên lỗi. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nghe tiếng gọi này, hai mắt lộ ra ánh sáng nóng rực, nhìn cô, chậm rãi mỉm cười, lại cưng chiều ra lệnh, gọi nữa. Chấm ngoặc kép thiên lỗi, chấm ngoặc kép, đường khả hình gọi rất ngọt ngào, mặt đột nhiên đỏ bừng. Tưởng thiên lỗi lại nghe tiếng gọi này, trong thân thể trào dâng lên khát vọng, cúi xuống cuồng nhiệt hôn cô gái trước mặt, mút nhẹ cánh môi của cô, giống như từng đợt sóng tuôn trào, kéo tấm nệm màu trắng đắp lên lẫn nhau. Đường khả hình căng thẳng, ánh mắt nóng bỏng nhìn anh, khẽ nhắm mắt lại, tiếp nhận kích tình. Hành lang lộ thiên ngoài phòng bệnh, gió thật to. Hai tay đường khả hình trống ở trên thành cửa, trên mặt lộ ra ngọt ngào, nhìn về phía rừng trúc chìm ở trong bóng đêm, lay động mạnh, trong lòng của cô từ từ bị ngọt ngào bao quanh, nhộn nhạo, hai mắt xoay tròn, nhớ tới tưởng thiên lỗi mới vừa ở trong chăn, hôn nhẹ mình, giống như nói lời thì thầm, thật bá đạo hỏi, yêu anh không? Yêu! Tiếng đáp lại rất ngọt ngào bay trong không khí. Đường khả hình không nhịn được mỉm cười, đón gió lớn, có chút xấu hổ nhớ tới tưởng thiên lỗi hôn ở trên người mình, cảm thấy người đàn ông này rất khát vọng, mặt của cô đỏ lên thở ra một hơi không nhịn được xoay người nhìn về phía người đàn ông nửa nằm ở trên giường anh có chút mệt mỏi đã ngủ giống như ngày bình thường cánh tay gác nhẹ ở trán trong tao nhã lộ ra một chút thâm trầm cô ngọt ngào cúi đầu ngẩng đầu lên nhìn ánh sao trên bầu trời ngắm nhìn thật lâu thật lâu trong lúc bất chợt thật nhớ cha nhẹ nhàng kêu lên cha con có người trong lòng không biết sau này anh ấy có thể cùng với con đi thăm cha một chút không có thể chấm ngoặc kép, một giọng nói trầm ấm từ phía sau truyền đến. Cô sững sờ, quay đầu nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đã cầm chăn nhẹ nhàng phủ lên trên người của cô, nắm nhẹ bả vai của cô, lại từ sau lưng ôm nhẹ cô, hôn mái tóc cô, mới nói có thời gian, anh với em đi gặp chú. chấm ngoặc kép. Một tiếng gọi kia, Đường Khả Hình có chút kích động xoay người, ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng cúi xuống nhìn cô, hai mắt nóng rực lóe lên ở trong màn đêm. Trong lòng đường khả hinh vừa động, đột nhiên vươn tay, ôm cổ của anh, hôn lên môi mỏng của anh. Tưởng thiên lỗi mỉm cười, cũng ôm chặt thân thể của cô, cúi xuống hôn lên môi ngọt của cô. Bóng đêm rất yên tĩnh, bóng trúc lay động thật mạnh làm cho ánh trăng dịu dàng cũng lắc lư. Hai người rất cuồng nhiệt dán vào nhau, nhiệt tình hôn đối phương. Ao nhỏ mùa thu gợn lên những con sóng nhỏ, nhộn nhạo nhu tình vô hạn. Kỳ lạ, tại sao nhã tuệ còn chưa trở lại? đường khả hình ngạc nhiên hỏi tưởng thiên lỗi nhìn cô thần bí mỉm cười đường khả hình nhìn ánh mắt kia liền tức giận đánh bờ vai của anh một cái nói anh lại làm gì vậy hai ngày nay cô ấy đã rất vất vả rồi vẫn còn giao chuyện cho cô ấy làm anh sẽ bồi thường cho cô ấy chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi ôm chặt khả hình bật cười nói ghét đường khả hình tựa vào trong ngực của anh đấm mạnh vào lồng ngực của anh mặt lại ửng đỏ dán trong lồng ngực kiên cố của anh bóng đêm vẫn thật sâu. Nhã tuệ một mình đi qua sân sau câu lạc bộ Á Châu, bước qua một con đường mòn tối, đi về phía bệnh viện, vừa đi vừa suy nghĩ, không biết khả hình có chờ mình hay không, nếu cô ở một mình nhàm chán, làm thế nào. Cô nghĩ tới đây, liền gia tăng tốc độ đi về phía trước. Một bóng đen di động ở trước một bụi cây vạn vế cao lớn, trong tay lóe ra một thanh dao nhỏ bén nhọn. Trường 307, đau khổ và hèn mọn. Nhã tuệ bước từng bước đi về phía trước, lại cảm giác phía sau lưng có chút tiếng động kỳ lạ làm cho tim cô không khỏi run lên, cô hơi căng thẳng dừng bước lại, đột nhiên xoay người. Trước mặt vẫn là con đường mòn tối tăm mình mới vừa đi qua, còn có cây vạn tuế hấp dẫn thần chết và âm hồn trong truyền thuyết. Nhã tuệ chậm rãi thở phào nhẹ nhóm, xoay người, suy nghĩ bởi vì quá muộn, có thể bản thân mình nghĩ quá nhiều, liền bước nhanh về phía trước. Cái bóng đen kia nhanh chóng di động tới phía trước, ở cây vạn tuế đong đưa giống như thần chết, Nhã tuệ nhìn bệnh viện ở cách đó không xa, cô thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục gia tăng tốc độ đi về phía trước, không ngờ ở trong ánh trăng, cô giống như nhìn thấy có một vật kim loại sắc bén lóe sáng, trái tim của cô chợt lạnh lẽo, chậm rãi dừng bước lại, một cảm giác ra đầu tê dại sông lên, để cho hơi thở cô dồn dập, hai mắt lập tức tràn lệ, cô lại không dám quay đầu lại, còn muốn cất bước thì lại thấy bóng đen sau lưng dần dần lướt qua thân thể của mình, kéo dài ở tại trước mắt của mình, chán của cô trước lập tức đổ mồ hôi hoảng sợ đến sợ vỡ mật, chợt xoay người một cái, một người đàn ông áo đen che mặt, như âm hồn chợt tay cầm đao nhọn, đầy sát khí nhanh chóng đến gần mình. A, à, một tiếng thét chói tai đáng sợ, ở con đường mòn, nhanh chóng vang lên. Tưởng thiên lỗi đột nhiên mở mắt, nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, nghe tiếng thét khác thường vội vàng mở cửa. Đông Anh căng thẳng nói, phó quản lý Lưu đã xảy ra chuyện. Sắc mặt của tưởng thiên lỗi ngưng tụ, đường khả hình nằm ở trên giường mới vừa thiếp đi nghe được tiếng của đông anh trong lòng cô chợt run lên nhảy dựng lên hỏi cái gì quản lý lưu nào đã xảy ra chuyện quản lý lưu lưu nhã tuệ đang ở trước con đường mòn cách bệnh viện không xa chấm ngoặc kép đông anh lại căng thẳng nói a à, chấm than ngoặc kép đường khả hình chợt nhảy xuống giường xông ra bên ngoài bệnh viện tưởng thiên lỗi cũng lập tức đi cùng với khả hình nhanh chóng đi thẳng bảo vệ nhân viên y tế xem náo nhiệt ở phía trước, còn có cảnh sát đã tới, bao vây toàn bộ con đường mòn, ánh đèn xanh đỏ lóe ánh sáng. Đường khả hình thấy tình hình trước mắt, giật mình, rơi lệ gọi nhã tuệ. Nhã tuệ khoác cái chăn lông, mềm nhũn trong ngực người nào đấy, ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm phía trước. Đường khả hình khóc vọt vào đám người, vừa muốn kêu to, lại thấy nhã tuệ tựa vào trong ngực lãnh mặc hàn, hoảng sợ đến rơi lệ, cô nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhào tới đến trước mặt của bạn thân, quỳ trên mặt đất, bưng mặt của cô muốn bật khóc, hỏi cô không sao chứ? Xảy ra chuyện gì? Nước mắt nhã tuệ lăn xuống, người vẫn còn đắm chìm trong sợ hãi và sự thật kinh hoàng mới vừa gặp phải, run rẩy nghẹn ngào nắm bàn tay nhỏ bé của Khả Hinh, khóc nói, lúc tôi mới vừa trên đường đi về, đụng phải một người đàn ông cầm dao, muốn giết tôi. Chấm ngoặc kép, trong lòng của đường Khả Hinh chợt run lên, kêu to cái gì? Giết cô! Tưởng thiên lỗi cũng nhanh chóng đi vào trong đám người, đè nén cảm xúc, bình tĩnh nhìn về phía nhã tuệ bên cạnh lãnh mặc hàn, hỏi nhanh, xảy ra chuyện gì? Lãnh mặc hàn vẫn nửa ôm nhã tuệ, giọng nói vẫn lạnh lẽo nói, có người muốn giết quản lý lưu, lúc trước ở trung tâm spa, tổng giám đốc chúng tôi đã phát hiện có chút không ổn, nên bảo đi cùng với quản lý lưu ở thời điểm nhạy cảm. Chấm ngoặc kép, nhã tuệ vẫn còn đang ngạc nhiên tại sao lãnh mặc hàn lại xuất hiện, ngay lập tức ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn về phía anh. Lãnh Mặc Hàn hiểu nghi ngờ của cô, liền sâu kín nói, tôi muốn đi cùng với cô, dĩ nhiên sẽ không gần cô, như vậy chỉ làm bứt dây động rừng. Chấm ngoặc kép. "Người đâu?" Tưởng Thiên Lỗi hỏi nhanh. "Chạy mất." Lãnh Mặc Hàn lạnh nhạt nói, cánh tay chúng một sao của tôi, chạy mất. Tưởng Thiên Lỗi vừa nghe, lập tức ra lệnh, nhanh chóng phong tỏa câu lạc bộ Á Châu, cùng với khách sạn Á Châu, cùng các lối ra bệnh viện cho bảo vệ kiểm tra những người đàn ông có cánh tay trái bị thương. Bảo vệ lập tức lên tiếng trả lời, ngay lập tức đến các lối ra kiểm tra. Vậy cô có sao không? Đường Khả Hinh vẫn rất run sợ đỡ chặt cánh tay Nhã Tuệ, căng thẳng hỏi. Nhã Tuệ chậm rãi lắc đầu một cái, nói không có việc gì. Chỉ là cánh tay chảy một chút, lãnh phó tổng kịp thời cứu tôi. Chấm ngoặc kép, lãnh mặc hàn không nói gì thêm, biết Nhã Tuệ chảy máu, liền bế ngang cô lên, đi tới bệnh viện. Đường Khả Hinh cũng vội vàng đi theo. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở giữa đường, nhanh chóng nhìn hoàn cảnh xung quanh một vòng, ánh mắt chợt lóe. Khách sạn Á Châu. Tất cả nhân viên và quản lý cũng chuẩn bị tan việc, Trần Mạn Hồng cũng cảm thấy thời tiết hơi lạnh muốn tới đến trước quầy ký giao ban, không ngờ cô nhìn thấy nhiều bảo vệ với vẻ mặt nghiêm túc, sau khi nghe được chỉ thị, bước nhanh về phía trước, vẻ mặt hết sức nặng nề, cô ngạc nhiên hỏi, xảy ra chuyện gì? mấy nhân viên làm việc ở quầy tiếp tân cũng sững sờ hơi nghiêng người nhìn về phía trước nói chúng tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng lúc này bảo vệ đi vào rối rít kiểm tra cánh tay trái của nam đồng nghiệp nhìn có khác thường hay không mới rời khỏi à trần mạn hồng khẽ kêu một tiếng một loạt tiếng bước chân nhanh chóng chuyển đến mọi người cùng nhau ngẩng đầu lên trang hạo nhiên mặc tây trang màu trắng tê sắt màu xanh dương nhạt nhìn ra anh mới vừa nghỉ ngơi cho nên quần áo tùy ý nhưng vẻ mặt anh lại hết sức nặng nề đi về phía trước mấy người tàu anh kiệt cũng đuổi theo sát trần mạn hồng lập tức gọi nhỏ anh kiệt tàu anh kiệt nghe gọi liền ngừng chân bước xoay người thấy mạn hồng liền tạm thời tụt lại phía sau đi về phía cô gấp gáp nói khẽ nhã tuệ trên đường đến bệnh viện đã xảy ra chuyện thiếu chút nữa bị người dùng dao ám sát a à, chấm than ngoặc kép trần mạn hồng hoảng sợ đến muốn vỡ mật quyển sổ trong tay lập tức rơi xuống đất kêu lên sợ hãi bệnh viện nhã tuệ ngồi ở trên giường bệnh để y tá nhanh chóng băng bó cho mình đường khả hình vẫn kinh hồn chưa bình tĩnh lại ôm lấy người bản thân hoảng sợ đến cả người phát run càng không ngừng nhớ lại chúng ta xúc phạm người nào sao tại sao chấm ngoặc kép sắc mặt nhã tuệ vẫn tái nhợt ngồi ở trên giường không nói ra lời tưởng thiên lỗi ngồi ở trên ghế salon vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ cửa phịch một tiếng bị đẩy ra trang hạo nhiên nhanh chóng đi tới căng thẳng nhìn về phía nhã tuệ bị thương ngồi ở trên giường để cho y tá băng bó, anh lập tức nhìn về phía lãnh mặc hàn đứng ở một bên, hỏi, xảy ra chuyện gì? Giống như anh dự đoán, chấm ngoặc kép, lãnh mặc hàn nói. Tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên im lặng nhìn về phía trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên thấy khả hình ở đây, nên nói, đừng hỏi. Tưởng thiên lỗi lập tức không lên tiếng, cúi đầu nghĩ đến chuyện trung tâm spa. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? là chúng tôi không biết sao, như vậy quá đáng sợ, đường khả hình thật sợ hãi nhìn về phía trang hạo nhiên và tưởng thiên lỗi. Hai người đàn ông đồng thời không lên tiếng, cửa, phòng tổng thống, bị đẩy ra. Nhậm tử hiền mặc một bộ váy cúp ngực thật dài, lần đầu tiên để cho một người đàn ông say rượu đưa mình trở về phòng, cô đè nén cảm giác say rượu, thấy người này là vị thiếu gia của một tập đoàn, cô say đến mơ hồ mỉm cười, vươn tay nắm cằm của anh, nói yêu thích tôi sao vị thiếu ra kia đỡ thân thể tử hiền siêu vẹo chỉ trực sụp đổ cảm giác bộ ngực chọc người của cô dán chặt mình anh đột nhiên mỉm cười đè nén kích động nói thích có ích lợi gì cô không phải là tôi chấm ngoặc kép tối nay anh dám muốn tôi tôi sẽ là của anh nhậm tử hiền nhíu lông mày nhìn về phía anh nói nhanh người đàn ông nhìn về phía cô nhậm tử hiền cũng ngửa mặt rất khiêu khích nhìn về phía anh thật hay giả tay của anh ôm chặt hông của cô một tay đã xoa bộ ngực của cô, chậm rãi bóp một cái. Nhậm tử hiền hơi ngưỡng mặt, cảm giác thân thể của mình có chút phản ứng và kích tình. Cô đột nhiên xúc động rất thương cảm bật cười, nước mắt lăn xuống, nói, mạnh thêm một chút. Vị thiếu gia kia ỉ vào mấy phần say rượu, có chút kích động nói, tổng giám đốc tưởng sẽ không giết tôi chứ. Đồ vô dụng, nhậm tử hiền chợt đẩy anh ra. Vị thiếu gia kia chờ tiến lên, đè cô ở trước cửa, đè xuống khóa tâm, hôn lên môi của cô, rốt cuộc đã có người phụ nữ này anh kích động hỏi tối nay anh ấy sẽ trở về sao sẽ không nhầm tử hiền ngẩng đầu lên rơi lệ nói anh vui vẻ lập tức hôn lên môi của cô mặt của cô cổ của cô dọc theo ngực của cô tay đã nhắc chân dài của cô để cho giữa hai chân mình dán vào thân thể của cô a à, chấm ngoặc kép tử hiền rất kích thích kêu lên cười nước mắt lại từng viên lăn xuống anh phát ra một hơi giống như có độc hưởng thụ ngón tay đâm vào nơi thần bí ướt át giữa hai chân của cô ha 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 chấm ngoặc kép nhậm tử hiền thật vui vẻ bật cười anh không chịu nổi cô phóng túng chợt đẩy ngã trên mặt đất nhắc hai chân của cô cắn nhẹ nhanh chóng buông áo sơ mi ra nhậm tử hiền đang chờ đợi tay cầm một phần tài liệu đặt ở trên đất cô sững sờ nắm phần tài liệu này nương theo ánh đèn nhỏ ở trong vách tường chậm rãi mở ra đàn ông chịu đựng không nổi thân thể trần chuồng quần áo không tới một nửa đè người xuống nặng nề cắn bộ ngực no đầy của cô phát ra tiếng thở hưởng thụ giống như dã thú khát máu nhậm tử hiền ở trong từng trận kích tình mở phần tài liệu kia ra nhanh chóng xem nội dung trước mặt hai mắt của cô chừng to chợt đứng lên tức giận kêu a à. ngoặc kép người đàn ông kia giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía cô hỏi thế nào cút nhậm tử hiền thê thảm kêu to một tiếng anh nghe tiếng kêu này có chút hoảng sợ lập tức mặc quần áo vào, nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Nhậm tử hiền tức giận đứng lên, chợt mở nội dung tài liệu phía trên, càng xem trong lòng càng đau, nước mắt từng viên lăn xuống, quát to một tiếng, tưởng thiên lỗi. Nhiều năm yêu anh như vậy, cũng không chiếm được một chút tin tưởng của anh, anh thật quá đáng, anh có thể nghi ngờ em, rốt cuộc anh có cái gì, để hôm nay em sống đau khổ và hèn mọn thế này. Chấm than ngoặc kép, cô chợt nhìn bóng đêm đáng hận phía ngoài cửa sổ, a à hát một tiếng, thét chói tai, phát điên xé rách tờ giấy, ném lên không chung, một lần nữa sụp đổ thất thanh khóc giống. Hai mắt dữ dằn lướt qua sát khí, giống như ma quỷ hiện ra. chương 308, bị thương. Đêm hỗn loạn. Tại hiện trường chuẩn bị buổi tiệc tối, một số phu nhân và chủ tịch tổ chức từ thiện đang ở trước kịch viện, bàn về chuyện thứ tự các minh tinh xuất hiện trong đêm từ thiện. Như mặt mặc váy dài màu trắng, bên ngoài khoác áo khoác lông thú màu đen, cảm thấy trái tim có chút không thoải mái, liền chậm rãi xoay người đi vào phòng nghỉ ngơi vip, ngồi xuống, cởi nhẹ giày cao gót, uốn éo chân trần, lại nghe được bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nghe có người nói, nhậm tiểu thư, phu nhân của chúng tôi đang nghỉ ngơi ở bên trong, một chút nữa cô vào có được không? Tránh ra, một âm thanh thủy tinh vỡ nát, trái tim của như mặt chợt run lên, ngẩng đầu lên, thật căng thẳng nhìn về phía cánh cửa đóng chặt. Âm. Um, cánh cửa màu vàng chợt bị đẩy ra. Nhậm tử hiền mặc váy dài màu đen, giống như màu đen của chết chóc, trong tay cầm một phần tài liệu, đứng ở trước cửa, lạnh lùng nhìn về phía như mặt. Sắc mặt của như mặt lập tức tái nhợt, vẻ mặt căng thẳng, hoảng sợ, run rẩy nhìn về phía tử hiền, muốn gọi cô, nhưng bởi vì quá sợ, gọi không ra tiếng, vẻ mặt run rẩy nhìn về phía cô. Phu nhân, chấm ngoặc kép, người giúp việc gấp gáp đi tới, nhìn về phía như mặt. Nhậm Tử Hiền phịch một tiếng, đóng cửa lại, ánh mắt lạnh lùng, giống như chết nhìn về phía Như Mạt. Như Mạt lại căng thẳng nhìn về phía cô. Nhậm Tử Hiền đột nhiên mỉm cười, từng bước từng bước xinh đẹp đi về phía Như Mạt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, sâu kín nói: "Tôi vẫn luôn mơ." Chấm ngoặc kép. Như Mạt ngồi ở trên ghế dựa, căng thẳng nín thở nhìn về phía cô. Hai mắt Nhậm Tử Hiền đỏ bừng nhìn về phía cô nói: "Tôi vẫn luôn mơ sẽ có một ngày như mặt cô đột nhiên bị bỏ rơi. Chấm ngoặc kép, hai mắt như mặt kịch liệt đỏ bừng, nhìn về phía cô. Nhậm tử hiền đột nhiên bật cười, có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nắm chặt tài liệu trong tay, tức giận đến mạch máu trong thân thể muốn vỡ tung, tuôn chảy khắp nơi, cô thở dốc một hơi, đè nén thân thể bị thương và lung lay, lại nhìn về phía như mặt nói, hôm nay giấc mộng này đã thành hiện thực. Chấm ngoặc kép, như mặt nghi ngờ nhìn về phía cô nhậm tử hiền mỉm cười nhìn ánh mắt nghi hoặc của như mạt nói cô cũng nghi ngờ chứ cô cũng cảm thấy ngạc nhiên chứ trên thế giới này bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể sẽ vứt bỏ cô nhưng tưởng thiên lỗi thì không thể có phải cô cũng cho rằng như thế hay không như mạt đột nhiên có loại dự cảm xấu nhìn về phía cô nhậm tử hiền đột nhiên mỉm cười cảm thán nói tôi cũng cho là như vậy cho nên tôi vẫn cảm thấy anh ấy vứt bỏ cô mà lựa chọn tôi đây là một giấc mộng của tôi nhưng hôm nay giấc mộng này có thể thành hiện thực không nó thành hiện thực một nửa anh ấy từ bỏ cô tôi cũng không có được anh ấy không nghĩ tới chứ tưởng thiên lỗi cũng sẽ có một ngày như thế ha ha cô cười hai tiếng sắc mặt thu lại nhớ tới nội dung trong tài liệu kia tưởng thiên lỗi vì điều tra chuyện đường khả hình bị hại ở trung tâm spa điều tra mình ngày hôm đó đi chỗ nào thậm chí điều tra mình tiếp xúc qua người nào anh không tin mình anh lại có thể cho rằng mình muốn đi giết con kiến hôi như đường khả hinh đâm sâu vào trái tim của mình cô cắn răng nghiến lợi nhớ tới vận mệnh bi thảm của mẹ mình ít nhất còn có thể trú ẩn một trái tim lương thiện còn trái tim của mình lại bị một người đàn ông mà mình yêu nhiều năm dội nước bẩn nước mắt tức giận thê lương lăn xuống cô lại nhìn về phía như mạt kích động bật cười lau đi nước mắt trên mặt đem một phần tài liệu ném tới trên người của cô mới nói thật ra tôi vẫn rất biết ơn đường khả hình. Tại sao? Bởi vì cô ấy khiến cho tưởng thiên lỗi bỏ rơi cô. Để cho cô từ nay về sau rơi vào trong cảm bẫy của nhà họ Tần, cũng không thể thoát ra được nữa. Tôi hết sức hết sức vui vẻ nhìn thấy loại phụ nữ như cô rơi vào địa ngục. Trong lòng của như mặt mãnh liệt rét lạnh, nghe lời của cô, cảm giác nặng nề, có một loại dự cảm không tốt đang lan rộng ra trong thân thể của mình. Hai mắt của cô mê man, mất hồn, mang theo một chút hoảng sợ, một chút kinh hoàng, đầu ngón tay rét run rút hình bên trong ra, đột nhiên thấy hình tưởng thiên lỗi và đường khả hình ôm hôn nhau ở trong giả vũ, ánh mắt của cô nhấp nháy, lại nhìn tưởng thiên lỗi mặc áo sơ mi trắng, ôm chặt thân thể nhỏ nhắn của đường khả hình, kịch liệt hôn môi của cô. Đầu óc của như mặt nhất thời trao đảo, hình ảnh trước mắt giống như chia ra mấy chục hình ảnh, nhìn thấy thiên lỗi hôn khả hình thì có thể tưởng tượng khi đó hai người rất cuồng nhiệt, trái tim đau đớn giống như bị vặn chặt, nước mắt tràn ra trong khóe mắt, rung động chậm rãi tạo thành hàng, rơi xuống. Cô thở hổn hển, đè xuống trái tim khổ sở và xé rách, run rẩy lại nhìn xuống một tấm hình, Tưởng Thiên Lỗi đã bế Đường Khả Hinh lên, đi vào ngôi lầu nhỏ đó. Trái tim ầm một tiếng, vỡ tan. Như mà đột nhiên đè chặt trái tim, cảm giác từng trận đau đớn, sắp làm cho sinh mạng mình biến mất, tay của cô mềm nhũn, hình ao ào, ào rơi xuống đất, tất cả đều là hình thân mật của Tưởng Thiên Lỗi và Khả Hinh, còn có hình anh cười thật vui vẻ đã thật lâu thật lâu mình cũng không có nhìn thấy anh cười như vậy, cô giống như hoài niệm khoảnh khắc như thế trong anh, khẽ nở nụ cười, trước mặt bóng tối sầm, cả người ngã xuống đất ngất đi, trước khi ngã xuống, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng. Vô tình của nhầm tử hiền, xe cứu thương vọt đi trong màn đêm, như mà nằm ở trên giường di động, thở oxy, nhưng ý thức sinh mạng đang từ từ biến mất, bác sĩ thấy đường điện tâm đồ đã dần dần rơi xuống, lập tức cầm kim tăng áp, tiêm vào cổ tay của cô, gọi, lái nhanh một chút. Bệnh nhân gặp nguy hiểm. Hai người y tá thật căng thẳng nhìn về phía như mặt trên giường. Cô đã nhắm hai mắt, nhớ lại đêm mưa thê lương, bà Tần quỳ gối trước mặt của mình, nắm chặt đôi tay, khóc nói, như mặt, mẹ cầu xin con đừng rời bỏ vĩ nghiệp, từ nhỏ nó chỉ thích con, lần đầu tiên nhìn thấy con, liền không thể rời bỏ con, hiện tại mẹ sống đến tuổi này rồi, không có cầu xin gì, mẹ van con, cầu xin con đồng ý hôn sự này đi chấm ngoặc kép. Bà Tần nói xong, khổ sở, chống hai tay dập đầu khóc xin rất đáng thương. Trong mộng, cô cũng khổ sở rơi lệ quỳ xuống, hai tay đỡ mẹ nuôi, khóc nói, mẹ. Mạng của con là mẹ cho, mẹ muốn cái gì, con cũng cho mẹ, nhưng trái tim của con, thật sự không cho anh trai được. Thật xin lỗi, mẹ bỏ qua cho con đi. Chấm ngoặc kép. Như mạt, mẹ biết làm như vậy rất ích kỷ, nhưng mẹ nhìn vĩ nghiệp chỉ vì con đã ba ngày không ăn cơm, bộ dáng tiểu tụy, nếu như mất con, mẹ lo lắng nó có thể ngay cả mệnh cũng không cần, như mạt, con không thể ích kỷ như vậy, ba mẹ nuôi dưỡng con nhiều năm cũng không sánh bằng một đoạn tình yêu của con sao. Nếu như lúc ấy không có mẹ và cha của con, con cũng không có hôm nay. Chấm ngoặc kép, bà Tân lại khóc nói. Nước mắt như mà từng viên lăn xuống, bất đắc dĩ khổ sở nhìn về phía bà Tần, muốn phản bác nhưng không nói ra được một câu nào. Như mà, mẹ cầu xin con đồng ý với mẹ đi, cứu vĩ nghiệp đi, cứu mẹ đi, nếu như con quyết định muốn rời khỏi vĩ nghiệp, mẹ sẽ đập đầu chết ở trước mặt của con. Chấm ngoặc kép, ba Tần đau khổ kêu khóc. Thân thể như mạt ngã ngồi xuống, nhìn về phía mẹ nuôi, nước mắt của cô từng viên lăn xuống. Xe cứu thương ở trong bóng đêm, xông vào bệnh viện hạng nhất gần câu lạc bộ Á Châu. Trong mắt như mạt nhẹ nhàng nhắm lại, nước mắt rơi xuống. Y tá ngẩng đầu lên, nhìn về phía đường điểm tâm đồ, kịch liệt nhảy lên mấy cái đã thành đường thẳng tắp sắp rơi xuống một chỗ khác, cô lập tức kêu to, bệnh nhân không xong. Mau, chấm than ngoặc kép. Bác sĩ thấy thế, lập tức quỳ gối trước người của cô, hai bàn tay bắt chéo, đè ở trái tim của cô, ấn mạnh xuống. Thân thể như mà đột nhiên nhún nhảy, lại rơi vào hôn mê như chết. Bác sĩ nhấn mạnh xuống, vặn bung miệng của cô, hà hơi cho cô. Xe cứu thương nhanh chóng lái vào lối đi phòng cấp cứu bệnh viện. Viện trưởng cùng bác sĩ khoa cấp cứu nghe nói thị trưởng phu nhân phát bệnh tim, lập tức nhào ra, sau lưng, hai người y tá nhanh chóng đẩy xe ra, xông về phía sau xe cấp cứu, mở cửa xe ra, bác sĩ và y tá lập tức đẩy giường di động, đẩy giường xuống xe, bác sĩ cấp cứu lập tức nói, nhịp tim của bệnh nhân đã sắp hết. Đánh mạnh tăng áp cũng vô hiệu, tranh thủ một chút cơ hội cuối cùng làm cộng hưởng điện từ. "Mau!" Viện trưởng nói nhanh đám bác sĩ lập tức đẩy xe di động đi tới phòng cấp cứu. Đầu hành lang bên này cũng truyền tới tiếng bước chân gấp gáp. Đông Anh nhào tới trước phòng bệnh của Khả Hinh, phịch một tiếng, đẩy cửa ra, nhìn về phía tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên nghẹn ngào nói, không xong, như mặt tiểu thư giống như không khỏe, hiện tại cô ấy ở trong phòng cấp cứu của bệnh viện chúng ta. Tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên chợt đứng lên, khiếp sợ nhìn cô một cái, liền chạy thẳng ra bên ngoài đường khả hình cũng khiếp sợ nhìn về phía đông anh hỏi thị trưởng phu nhân làm sao không khỏe xảy ra chuyện gì dường như bị chuyện gì kích thích tôi đi trước một chút đông anh căng thẳng nữa xô ninh ra ngoài ở trong lòng của cô phụ nữ thiên lỗi yêu nhiều năm như vậy thật ra là người thật dịu dàng và hiền lành mặc kệ là lúc nào cũng lấy người khác làm đầu nhớ tới cô cười khổ nói sống vì người khác quá mệt mỏi nhưng cô vẫn luôn dịu ngoan và thỏa hiệp chưa từng lớn tiếng nói câu nào đối với người nào không muốn oán trách người nào, trong lòng bị uất ức, tự mình một mình im lặng chịu đựng, có lần mình bị phỏng tay, nhưng mà tiểu thư lập tức cầm tay của mình, dùng bầy tay lạnh băng xoa cho mình, sau đó thật dịu dàng chăm sóc mình, nghĩ tới đây, lòng của cô chua xót, cất bước chạy như bay về phía trước. Đường khả hình ngồi ở trên giường, đột nhiên lo lắng, cũng nhấc chăn lên, nói tôi. Tôi cũng đi xem, chấm ngoặc kép, khả hình, chấm than ngoặc kép, nhã tuệ lập tức đỡ chặt thân thể của cô, đau lòng nói cô không thể đi qua. Mặc kệ như mà tiểu thư sống hay chết, cô nhất định sẽ bị thương. Không nên đi. Trong lòng của Đường Khả Hinh đau nhói, nhìn về phía Nhã Tuệ. Chương 309, kiên cường và mạnh mẽ. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên nhào tới trước cửa phòng cấp cứu, đã thấy viện trưởng nhanh chóng đi ra, căn dặn trợ lý bên cạnh lập tức liên lạc chuyên gia ngoại khoa tốt nhất. Chấm than ngoặc kép. Vâng, chấm than ngoặc kép bác sĩ trợ lý lập tức bay về phía trước. Tưởng thiên lỗi nghe được câu này, tim của anh chợt run lên, đi về phía viện trưởng, hỏi nhanh, viện trưởng. Như mặt xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, hai ngày trước không phải người còn rất tốt sao? Trang Hạo Nhiên căng thẳng hỏi. Viện trưởng bất đắc dĩ nhìn về phía tưởng thiên lỗi và Trang Hạo Nhiên nói, tình huống cụ thể, tôi cũng không quá rõ ràng, chúng tôi tiếp nhận thị trưởng phu nhân thì phát hiện nhịp tim của cô ấy đã dừng lại. Chấm ngoặc kép trái tim tưởng thiên lỗi giống như bị vỡ tan nhìn về phía viện trưởng trang hạo nhiên sốt ruột gầm lên người đâu làm cộng hưởng điện từ xong tạm thời người đã bình phục lại nhưng trái tim vẫn đau yếu cho nên chúng tôi muốn tìm bác sĩ khoa tim giỏi nhất nếu không hậu quả khó lường được viện trưởng nói nhanh lập tức liên lạc với bác sĩ trần anh ấy vẫn phụ trách như mạt tưởng thiên lỗi nhanh chóng lấy điện thoại di động ra đang lúc hoảng thần đưa cho đông anh Đồng anh nhanh chóng nhận lấy điện thoại di động, run rẩy gọi điện thoại cho bác sĩ Trần. Tưởng Thiên lỗi lập tức bước nhanh tới cửa trước phòng cấp cứu, nhìn về phía này ánh đèn đỏ nhỏ nhỏ, bao nhiêu lần, trái tim khi đối mặt ánh đèn trước mặt, vỡ vụn, thở gấp, không hiểu nghĩ, như mặt, đã xảy ra chuyện gì làm cho em kích động như vậy, không để ý đến mạng sống. Trang Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, lập tức nhìn về phía người giúp việc đứng ở một bên đã khóc thành lệ người nghiêm túc hỏi trước khi phu nhân của cô trong người không tốt, xảy ra chuyện gì. Người giúp việc khóc nói, lúc ấy tử hiền tiểu thư không biết bởi vì chuyện gì, rất xung động chạy vào. Chấm ngoặc kép, tử hiền, hai mắt tưởng thiên lỗi mãnh liệt chợt lóe không thể tin nổi gầm nhẹ tại sao cô ấy đi tìm như mạt Trang hạo nhiên lạnh lùng đứng ở một bên, nói tại sao. Lý do chỉ có chính anh mới biết thôi. Tưởng thiên lỗi chợt xoay người nhìn về phía trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên lạnh lùng nhìn về phía anh nói, không cần đoán anh cũng biết chứ. Hai người phụ nữ tranh đấu, không phải chỉ vì anh sao? Tôi có hỏi cậu sao? Tưởng thiên lỗi khổ sở hỏi anh. Người đẩy cô ấy vào chỗ chết, không phải tử hiền, là anh đấy. Chấm than ngoặc kép, Trang hạo nhiên nhìn về phía anh, khổ sở nói. Là tôi, đúng vậy, chính là tôi, tưởng thiên lỗi nặng nề, khổ sở nói tôi đáng tội chết ngàn lần. Được chưa? tôi không thể cho cô ấy một tương lai được chưa mấu chốt là tại sao anh muốn trêu chọc người phụ nữ thứ ba để cho hai người phụ nữ khổ sở như vậy chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên tức giận hỏi trang hạo nhiên chấm than ngoặc kép tưởng thiên lỗi tức giận tiến lên vừa muốn níu áo của anh trang hạo nhiên lại đưa tay bắt lấy tay anh mới nặng nề mà đau khổ nói hoặc là anh cho cô ấy một tương lai hoặc là anh thẳng thắn một chút cô ấy nằm ở bên trong mặc kệ sống và chết, bây giờ anh xoay người đi khỏi, anh làm được sao? Tưởng thiên lỗi nắm chặt áo của anh, gân xanh nổi lên, tức giận nhìn anh. Nơi xa, bóng dáng nho nhỏ kia nhìn cảnh tượng này. Anh làm được sao? Trang hạo nhiên gầm nhỏ. Tôi không làm được, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi khổ sở nói, cho nên tôi đáng chết. Sẽ để cho thiên lôi đánh tôi trước, tôi chết trước cô ấy một bước, có thể tất cả đều giải thoát trang hạo nhiên im lặng nhìn anh tưởng thiên lỗi trượt đẩy mạnh tay của anh ra hai mắt bởi vì đau lòng khổ sở nhanh chóng đỏ thắm xoay người nhìn về phía bức tường màu trắng trước mặt lại một lần nữa thiên nhân cách xa nhau chỉ cần mình lui về phía sau cô một bước ngay lập tức sẽ có tường màu trắng lấp kín cách ly thế giới của mình kể cả tình yêu sự nghiệp tình than toàn bộ ngăn cách bên ngoài anh khổ sở bất đắc dĩ nói tôi muốn cưới người phụ nữ này mặc kệ cô ấy có thể sống mấy ngày rốt cuộc trái tim có thể chịu đựng bao lâu. Tôi cũng muốn cưới người phụ nữ này, nếu như cô ấy đồng ý gả cho tôi, tôi sẽ bỏ hết tất cả, cùng cô ấy sống mỗi ngày, cho dù ngày mai là ngày tận thế, tôi cũng khát vọng sắt tay của cô ấy. Nếu cô ấy đồng ý gả cho tôi, tôi sẽ cho cô ấy một hôn lễ thế kỷ, tập trung hoa hồng đẹp nhất trên thế giới, chỉ cần cô ấy muốn, cho dù ánh trăng trên trời, tôi cũng bắt thang lên trời thực hiện ước mộng cho cô ấy. Nhưng cô ấy không cần tôi đấy tôi không thể làm được gì, chấm than ngoặc kép. Anh nói tới chỗ này, khổ sở không thốt nên lời, đầu đụng bên tường, nghĩ tới sau một giây cô có thể sẽ rời khỏi mình, loại kiên quyết buông tay trở thành một loại tội lỗi. Đường khả hình ngã ngồi ở hành lang đầu kia, rơi lệ nhìn về phía cảnh tượng trước mặt, trái tim lại như dao cắt, đau đến không thở được. Vành mắt nhã tuệ mắt ửng đỏ, ngồi sổ người xuống, nhìn khả hình, nghẹn ngào nói, không phải đã nói rồi sao? Tới đây sẽ bị thương, chấm ngoặc kép trái tim đường khả hình đau đến nói không ra lời, mặc cho nước mắt từng viên lăn xuống, nhưng nhìn về phía người đàn ông khổ sở ở trước mặt, cô muốn tiến lên nhưng phát hiện thế giới của anh đột nhiên cách mình thật xa, thật xa, xa tới mức không kịp chạm tay. Mặc dù mới vừa rồi còn thắm thiết hôn nhau, cái loại cảm giác mãi mãi có nhau, giống như áng mây. Mặc dù trong lòng của cô đối với tình yêu tới rất nhanh, thật không có lòng tin, rất thấp thỏm không yên. Cô thở ra một hơi muốn chống thân thể đứng lên, nhưng dưới chân mềm nhún, không đứng nổi, muốn bật khóc, lại sợ kinh động người trước mặt, mà để cho hơi thở như tơ mềm, đè chặt vị trí trái tim, cắn chặt răng, liều mạng đứng lên, nắm chặt cổ tay nhã tuệ, từng bước từng bước xoay người rời khỏi. Nhã tuệ đau lòng dắt bản thân, cũng im lặng bước đi. Tưởng thiên lỗi vẫn đưa lưng về phía bóng dáng nho nhỏ kia, nhìn về phía ngọn đèn trước mặt, khổ sở nhắm mắt lại. Đường Khả hình mở to đôi mắt đẫm lệ để cho nước mắt rõ ràng thế giới của mình, từng bước từng bước đi về phía trước. Bác sĩ Trần bước nhanh tới, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi trầm trọng gọi, "Tổng giám đốc, mau xem tình huống của Như Mạt ra sao?" Tưởng Thiên Lỗi lập tức căng thẳng nói. "Vâng, bác sĩ Trần lập tức đi vào phòng cấp cứu, đóng cửa lại." Trang Hạo Nhiên lập tức cầm điện thoại di động lên, muốn báo cho Tần Vĩ Nghiệp và người nhà họ Tần tưởng thiên lỗi lại nắm chặt tay của anh. Trang hạo nhiên sửng sốt nhìn về phía anh, hỏi thế nào? Hai mắt tưởng thiên lỗi mãnh liệt lóe lên một cái, lộ ra vẻ mặt chưa từng thỏa hiệp, trầm trọng van xin để cho tôi ích kỷ một lần. Tạm thời đừng thông báo cho bất cứ ai, để cho tôi ở bên cô ấy đi. Trang hạo nhiên dừng lại động tác, nhìn anh. Tưởng thiên lỗi vẫn nhìn chằm cầm về phía cánh cửa kia. Trang hạo nhiên bất đắc dĩ thở dài một cái, buông tay, xoay người, đôi tay gõ mạnh vào mặt tường, cúi xuống suy nghĩ, chuyện như vậy, rốt cuộc đến khi nào thì có kết quả. Hai mắt tưởng thiên lỗi đỏ bừng, khổ sở mãnh liệt nhớ nhung cô ở bên trong. Thời gian đã hơn 3 giờ, sắp sạng sáng. Cuối cùng bác sĩ Trần đã đi ra ngoài, trầm trọng nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi cũng gấp gáp bi thương nhìn về phía anh. Bác sĩ Trần chớp mắt một cái, buông lỏng khẩu trang, nhìn về phía tưởng thiên lỗi, Hết sức bất đắc dĩ và khổ sở nói, rất xin lỗi, tổng giám đốc, như mà tiểu thư mặc dù cứu được, nhưng chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên nín thở nhìn về phía anh. Nhưng chấm ngoặc kép, bác sĩ Trần bất đắc dĩ nhìn về phía anh nói, trái tim lại một lần nữa lặp lại kết quả của 3 năm trước đây, xuất hiện tình trạng bài xích. chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi khiếp sợ nhìn về phía anh, vẻ mặt bởi vì không thể tin mà co quắp. chấm ngoặc kép, cái gì Trang Hạo Nhiên nghe như thế, khổ sở xoay người, thở ra một hơi, cầm điện thoại di động, đập mạnh vào mặt tường một cái. Chúng tôi đã kiểm tra lặp đi lặp lại, xác định trái tim xuất hiện tình trạng bài xích, hơn nữa lần này, trái tim co lại rất nhanh, điều này có liên quan đến ý chí của cô ấy. Chấm ngoặc kép, bác sĩ bất đắc dĩ nói, tôi đã căn dặn cô ấy, gặp chuyện phải bình tĩnh, trong lòng phải bình tĩnh, nhưng cô ấy... Ai? Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi dựa vào bên tường, cúi xuống, hai mắt nhanh chóng tràn lệ, nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp như hoa của như mạt, cũng sắp biến mất, cái loại cảm giác khổ sở tuyệt vọng và dày vò lan ra cực nhanh, ăn mòn thân thể của mình, anh cắn chặt răng, thân thể bắt đầu khổ sở run rẩy, không muốn nói chuyện, tay đè chặt bên môi, làm cho môi mỏng run rẩy, nuốt xuống khổ lệ, nặng nề thở ra một hơi, bi thương xông vào tim. Hai mắt trang hạo nhiên đỏ bừng đứng ở một bên, nói không ra lời. Bác sĩ nhìn về phía hai người đàn ông im lặng, nói trước hết không nên nản chí, bởi vì chúng ta có thể thử cấy ghép tim một lần nữa. Chấm ngoặc kép. Trên thế giới này có rất nhiều người biến mất trên thế giới này, nhưng mỗi một lần cũng không có trùng hợp và có liên quan tới sinh mạng yếu ớt kia như vậy. Tưởng Thiên Lỗi rất tuyệt vọng đứng tại chỗ, nói không ra lời. Trang Hạo Nhiên im lặng. Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, nhưng mà trong cơn ngủ say, được tất cả y tá im lặng đẩy đi ra. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên lập tức tiến lên, cúi người nhìn Như Mạt, sắc mặt của cô tái nhợt, ngủ mê, lông mi thật dài nhẹ rũ xuống, đôi tay buông nhẹ hai bên, yếu ớt cuộn một chỗ, Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo, đi theo xe nhẹ nhàng đi tới phòng bệnh ở đầu kia, đi qua phòng của Khả Hinh, ánh mắt của anh vẫn rơi vào trên người của Như Mạt. Đường Khả Hinh ngồi ở trước giường bệnh, hai mắt trống giống nhìn bóng đêm về phía ngoài cửa sổ. Bác sĩ và y tá cùng Tưởng Thiên Lỗi cùng nhau đưa Như Mạt đi vào phòng bệnh. Trang Hạo Nhiên dừng bước lại, im lặng nhìn về phía người giúp việc của Như Mạt. Cô lập tức hiểu ý, im lặng gật đầu một cái, không dám vào bên trong, giống như trong lòng có chuyện gì muốn nói, nhưng cuối cùng không dám nói. Trang Hạo Nhiên không có lưu ý, đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đã ngồi ở bên giường bệnh, nắm bàn tay nhỏ bé của Như Mạt, thâm tình chăm chú nhìn cô, anh thở dài một hơi nghĩ tới trong bệnh viện này còn có một bệnh nhân khác, liền im lặng lui ra ngoài, từng bước từng bước vòng qua một hành lang, đi tới trước phòng bệnh, xuyên qua cửa sổ nhỏ, nhìn thấy Khả Hinh ngơ ngác ngồi ở trên giường, nhìn khu rừng trúc phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt lộ ra đau thương trống rỗng, anh im lặng một lúc. Rốt cuộc đẩy nhẹ cửa ra. Nhã Tuệ ngồi ở trên ghế salon, thấy Trang Hạo Nhiên đi tới, lập tức đứng lên, có chút căng thẳng nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, mỉm cười. Nhã Tuệ hiểu rõ, liền im lặng đi ra ngoài, lại thấy Lâm Sở Nhai đứng ở một bên, mỉm cười nhìn mình, cô sững sốt. Tối hôm nay cô gặp phải chuyện này, tôi theo lệnh ở lại với cô." Lâm Sở Nhai cười nói. "Anh biết đánh nhau sao? Có đao pháp như thần hay không?" Nhã Tuệ đột nhiên cảm thấy trong lòng thật nặng chịu, muốn nói đùa một chút. "Dĩ nhiên, đi thôi." Lâm Sở Nhai vươn tay, đỡ nhẹ bả vai của cô đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên im lặng đi tới bên giường, nghiêng mặt nhìn cô một cái, trên mặt khẽ lộ ra nụ cười, đột nhiên nằm ở trên giường bệnh, đầu gối vào trên đùi Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh sững sờ, cúi đầu nhìn người đàn ông đẹp trai, hoàn mỹ đến hít thở không thông, cái khuôn mặt cười kia rất cần ăn đòn, cô có chút tức giận nói, tại sao dựa vào? Trang Hạo Nhiên đã quen 10 giờ tối phải lên giường ngủ, bây giờ đã rạng sáng, anh thở dài một hơi, nhắm mắt lại, mới sâu kín nói, trước kia lúc tôi rất đau lòng ông tưởng đã từng nói với tôi, nếu như cháu muốn làm một người kiên cường thì cố chịu đựng đau khổ này. Nếu như cháu muốn làm một người mạnh mẽ thì cháu đem loại khổ sở này, tiêu hóa trong thế giới của mình, giúp người khổ sở khác. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình sâu kín ngẩng đầu lên, suy nghĩ những lời này. Trang hạo nhiên chậm rãi mở mắt, vươn tay véo nhẹ cằm của cô, dịu dàng cảm tính hỏi cô muốn làm một người kiên cường, hay muốn làm một người mạnh mẽ. Đường khả hình cúi đầu, Dương Dương nhìn anh, thanh âm run rẩy, yếu ớt hỏi anh thì sao? Hai mắt dịu dàng của Trang Hạo Nhiên xẹt qua một chút nụ cười, đột nhiên ngồi dậy, từ phía sau ôm chặt Đường Khả Hinh, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, mới cảm thán nói, tôi là một người mạnh mẽ. Anh nói xong, lại buộc chặt cánh tay, ôm cô vào trong lòng. Đường Khả Hinh tựa vào trong ngực Trang Hạo Nhiên, đột nhiên trong lòng đau xót, thật im lặng xoay người lại, tựa vào trong ngực của anh, mặt dán vào lồng ngực của anh, hơi nức nở nước mắt nóng bỏng rơi xuống. Trang hạo nhiên nghe tiếng khóc, lại ôm chặt cô gái trong ngực, tay nhẹ vuốt ve khuôn mặt của cô tư phía sau, đau lòng khẽ thở dài một cái. Tiếng nước nở nhanh chóng lan ra trong phòng bệnh, giống như cái đêm anh say rượu, cũng đau thương như vậy, xúc động như vậy, quyết tuyệt như vậy. chương 310, ứng cử viên thích hợp. Sáng sớm hôm sau, đám sương nhẹ nhàng quanh quần ở giữa rừng trúc, thổi vào một chút gió lạnh. Như mà nằm ở trên giường, cảm thấy hơi lạnh lẽo, cô thở nhẹ một hơi, rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra, tiếp xúc màu trắng tinh của bệnh viện, một loại cảm giác hư mềm yếu ớt thật sâu, từ trong trái tim đi ra, để cho thân thể của mình càng không ngừng trầm xuống. Cô khẽ nuốt cổ họng khát khô, mới vừa muốn gọi y tá, lại nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của mình bị tưởng thiên lỗi nhẹ nhàng nắm lấy, anh đang ngồi ở bên giường, tay trống chán nhắm mắt nghỉ ngơi. Ánh mắt của cô chuyển động, hơi lạnh nhạt nhìn về phía anh, nhẹ nhàng rút bàn tay nắm trong tay anh tưởng thiên lỗi lập tức tỉnh giấc nhìn về phía như mạt đã tỉnh lại anh buông lỏng mỉm cười cưng chiều gọi nhỏ như mạt chấm ngoặc kép như mà chớp đôi mắt mộng mơ lại sâu kín quay đầu đi không để ý tới anh tưởng thiên lỗi sững sờ đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua cô từ chối mình anh lập tức nghiêng người tới trước gọi nhỏ như mạt chấm ngoặc kép anh tới làm gì như mạt quay đầu nhìn rừng trúc xanh biếc phía ngoài cửa sổ Nhớ tới nụ hôn nóng bỏng lúc hai người ôm chặt nhau trong tấm ảnh, ngay sau đó hai mắt đầy tràn nước mắt. Như Mạt, Tưởng Thiên lỗi lại căng thẳng gọi cô. Nước mắt Như Mạt lăn xuống, nhìn phía ngoài cửa sổ rừng trúc, thở nhẹ một hơi, mới sâu kín nói, "Lúc em và anh đi chung với nhau, vốn nghĩ rằng tình yêu có thể làm cho em và anh vui vẻ, em có thể làm cho anh vui vẻ, nhưng tối hôm qua em phát hiện, em và anh ở chung một chỗ cũng không phải vui vẻ nhất." chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi lập tức nghi ngờ nhìn về phía cô. Như mặt lại nhẹ nhàng nhìn về phía bóng trúc ngoài cửa sổ, giống như nhìn thấy linh hồn của gió, bay trên không trung, nước mắt lăn xuống, nóng hổi trên da thịt khuôn mặt lạnh lẽo của mình. Cô có chút đau lòng nói, nếu em biết anh thật không còn yêu em nữa, em sẽ không nắm tay của anh, nếu anh không yêu em nữa, em sẽ buông tay. Nhưng rốt cuộc em biết em đã sai, em không buông tay, anh làm sao có thể không yêu em hai mắt tưởng thiên lỗi đỏ bừng nhìn về phía cô sinh mạng yếu ớt của em rốt cuộc dính dấp bao nhiêu hạnh phúc và bi thương của anh như mạt khổ sở run rẩy nói em vẫn không có cách nào đối với tình yêu quá mãnh liệt của anh nhưng em có nên cảm ơn đường khả hình đã đưa anh ra khỏi thế giới của em hay không như mạt tưởng thiên lỗi khổ sở nắm chặt tay của cô đặt ở bên môi hôn mới căng thẳng nói em đừng như vậy như mạt nhẹ nhàng rút ra bàn tay nhỏ bé của mình rơi lệ nói tình yêu của em đã lên thiên đường cũng sẽ không quay lại nữa tánh mạng của em khẳng định cũng sẽ không lâu rơi vào địa ngục cũng sẽ không trở lại đối mặt với em như vậy anh buông tay đi buông tay tìm hạnh phúc của anh tình yêu của anh em không liên quan đến anh em không níu kéo anh em không chia rẽ anh chấm ngoặc kép cô nói xong nhẹ nhàng nằm ở trên giường khe khẽ khổ sở nức nở tưởng thiên lỗi cắn chặt răng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô cúi đầu hôn nhẹ, mới đau lòng nói, xin lỗi, anh xin lỗi. Chấm ngoặc kép, tình yêu đến thì đến, đi thì đi thôi. Không có lỗi, cũng không có xin lỗi, bởi vì mỗi người chúng ta đều cam tâm tình nguyện. Anh đi đi, em không muốn gặp lại anh nữa. Anh đi tìm cô ấy đi, sống cuộc sống hạnh phúc của anh đi. Chấm ngoặc kép, như mặt rơi lệ che mặt khổ sợ khóc nói. Tưởng thiên lỗi căng thẳng nhìn cô, gọi, như mặt. Chấm than ngoặc kép, anh đi đi, em không muốn gặp lại anh nữa. Anh đi đi, hôm nay xem như anh phản bội tình yêu giữa chúng ta, anh nợ em, kiếp sau trả lại thôi. Kiếp sau em làm bó hoa hồng của anh trên bệ cửa sổ, xin cho em một chút nước mắt. Chấm ngoặc kép, như mạt khổ sở che miệng khóc. Tưởng thiên lỗi càng khổ sở nhìn cô. Anh đi đi, anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Không để cho em mềm lòng nữa. Như mạt vươn tay, đẩy tay anh xuống. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi nhìn cô, như mà đưa lưng về phía anh, cuộn tròn thân thể, thật khổ khóc. Tưởng Thiên Lỗi nhớ tới nụ cười ngọt ngào của cô gái đó, mặc kệ gặp phải chuyện gì cũng sẽ kiên cường đối mặt. Cô đón nụ hôn của mình, dịu dàng nói với mình: em hy vọng anh hạnh phúc. Hai mắt anh nhanh chóng chớp lóe, cảm thấy cô đang ở cách đó không xa, mãnh liệt khát vọng mình, trái tim từ từ trở nên nguội lạnh. Anh chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía người phụ nữ thương yêu nhiều năm, co rút thân thể khổ sở nước nở, anh cắn chặt răng, đột nhiên đứng lên, đi ra ngoài cửa, lặng lẽ nặng nề bước đi. Như mà cảm thấy bước chân của anh, nặng nề chậm rãi đi ra phía ngoài, trái tim của cô bị bóp chặt, lại đè nén tâm trạng khổ sở, cắn chặt mờ u ngón tay, mặc cho nước mắt rơi xuống, nhưng rốt cuộc không lên tiếng van xin. Cửa nhẹ nhàng đóng lại. Một cảm giác thống khổ to lớn ập đến, như mà đột nhiên nước nở ra tiếng, ngồi dậy rơi lệ không thôi nhìn về phía cạnh cửa, lại sửng sốt. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở bên cửa, tay nhẹ nhẹ nhấn khóa tâm. Nước mắt Như Mạt rơi xuống, không thể tin nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi khẽ mỉm cười, hai mắt sẹt đỏ thắm và đau lòng. Trong lòng của Như Mạt đau nhói, lại rất vui mừng nhảy xuống giường, nhào vào trong ngực Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi ôm chặt thân thể của cô, cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc của cô, đôi tay khẽ vuốt ve cái ót của cô, để cho cô tựa vào mình, mới thâm tình nói, anh sẽ không đi khỏi em anh yêu em, chấm ngoặc kép. Nước mắt như mạt lăn xuống, lại cười vui vẻ, ôm chặt tưởng thiên lỗi. Người ở một phòng bệnh khác. Cô gái trên giường đang ngủ say, lại đi vào trong một giấc mộng kỳ lạ, trong mộng rất nhiều sương mù, hai bên đều là dãy núi xanh trồng xếp đáng sợ. Cô ngạc nhiên nhìn hoàn cảnh xung quanh, đang suy nghĩ mình ở chỗ nào. Dưới chân lạnh băng, cô ngạc nhiên cúi đầu, nhìn thấy một mặt đá cầm thạch bóng loáng, cô ngạc nhiên suy nghĩ, dãy núi cao như vậy, ở đâu ra mặt đá cẩm thạch bóng loáng như vậy. Phía trên là, chấm ngoặc kép, một âm thanh thật lớn, từ đầu núi kia truyền đến, giống như âm thanh rời sông lấp biển, chấn động đáng sợ truyền đến, cô bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một tảng đá đen khổng lồ, ầm một tiếng đè mạnh ở trên người mình, cô a hát một tiếng, đưa hai tay ra đỡ, kêu to cứu mạng. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi đứng ở đầu kia, lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, xoay người đi khỏi. Cô nhìn cảnh tượng này, khóc kêu to tưởng thiên lỗi. Chấm ngoặc kép, đường khả hình hét to một tiếng, chợt ngồi dậy, bởi vì ác mộng mà tỉnh giấc, nhớ tới tưởng thiên lỗi tuyệt tình đi khỏi, trái tim đau đớn tê dại, làm cho trên trán cô đầy mồ hôi, cô khổ sở kêu lên. Trang hạo nhiên ngồi ở một bên, nghe tiếng hét, đột nhiên đứng lên, thấy đường khả hình tỉnh lại, khổ sở níu chặt áo, khổ sở khóc, anh kinh hãi, lập tức gọi to tên của cô, ngay lập tức nhấn mạnh chuông cấp cứu ở đầu giường, bọn nhã tuệ và lâm sở nhai ngủ ở một bên nhìn thấy cảnh tượng này mơ hồ tỉnh lại đột nhiên phát hiện đường khả hinh nằm ở trên giường vô cùng khổ sở bọn họ lập tức kêu lên nhã tuệ thất thanh khóc giống gọi khả hinh ngoặc kép cả phòng bệnh nhất thời ồn ào người nhà họ tần và tưởng thiên lối cùng nhau vây quanh như mặt bởi vì tác dụng của thuốc vẫn ngủ mê nghe tiếng kêu như thế tần vĩ nghiệp nắm chặt tay của vợ hơi nghiêng đầu trầm giọng nói sáng sớm người nào ở bên ngoài cãi nhau, quấy dày người khác nghỉ ngơi. Thị trưởng buông lời, y tá lập tức xoay người đi ra ngoài, quay trở lại có chút lo lắng, nói là nữ bệnh nhân ở gian phòng vip sát vách. Bởi vì thân thể không thoải mái, cho nên tất cả mọi người khẩn trương gọi bác sĩ. Chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi vừa nghe, hai mắt mãnh liệt lóe lên một cái, đôi tay rũ xuống một bên, vẻ mặt cứng ngắc, nhìn về phía như mặt ngủ say, hai mắt của anh đột nhiên nguội lạnh, đôi tay hơi co lại nắm chặt, ánh mắt vẫn đuổi theo như mà thật chặt không còn có người khác bà tần nghe được liền nhanh chóng quay đầu nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói thiên lỗi mang nữ bệnh nhân đó đi đi có lẽ cô ấy là người hạo nhiên quen biết nhưng tôi không muốn cô ấy quấy dày như mặt nghỉ ngơi ánh mắt tưởng thiên lỗi mãnh liệt chớp lóe trong lòng trầm xuống trầm giọng nói tốt ngoặc kép đông anh nhất thời ngẩng đầu lên có chút kinh ngạc nhìn về phía tưởng thiên lỗi đông anh chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi chậm rãi chấp mắt, ngửa mặt trầm giọng gọi. Vâng, chấm ngoặc kép, đông anh cảm giác trái tim đập thật nhanh. Sắp xếp cho nữ bệnh nhân cách vách đến phòng bệnh độc lập, cách xa phòng vip. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nói xong từng chữ từng chữ, hai mắt nhanh chóng nhấp nháy, lại lộ ra quyết tuyệt và vô tình. Đông anh ngẩng đầu lên nhìn tưởng thiên lỗi một cái, đành bất đắc dĩ thở dài, đáp nhẹ, vâng. Chấm ngoặc kép, cô im lặng xoay người đi ra ngoài, đóng nhẹ cửa, kế chuyển qua căn phòng cách vách, thấy phòng bệnh to lớn đã mở ra, bác sĩ và y tá gấp gáp đi vào bên trong, Đường Khả Hinh thật khổ sở nằm ở trên giường, nước mắt từng viên lăn xuống, trái tim cực kỳ khổ sở, bác sĩ lập tức nghe chẩn đoán bệnh cho cô trước, Trang Hạo Nhiên cùng mọi người sốt ruột chờ đợi, Đông Anh đi tới bên cửa, nhẹ nhàng gõ cửa. Trang Hạo Nhiên và mọi người cùng nhau xoay người. Đông Anh đè xuống trái tim khổ sở và cảm giác bất đắc dĩ, không dám nhìn thẳng vào mắt Đường Khả Hinh nói, bởi vì thị trưởng phu nhân cần nghỉ ngơi, cho nên tổng giám đốc hạ lệnh, tiêu tiên sinh kiểm tra thân thể cho đường tiểu thư xong, chuyển đến phòng bệnh độc lập. Chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên chợt quay đầu, tức giận nhìn về phía Đông Anh. Đường khả hình nghe Đông Anh nói lời này, trái tim vô cùng đau đớn, đột nhiên thật khổ sở ngửa mặt bật khóc, nước mắt từng viên rơi xuống, nhỏ giọt ướt gối đầu trắng tinh. Trong lòng của nhã tuệ cũng đau nhói, ngồi xuống. Ôm khả hình khổ sở run rẩy im lặng rơi lệ sắc mặt trang hạo nhiên lạnh lẽo nhanh chóng đứng dậy đi ra phòng bệnh chuyển qua hành lang sải bước tức giận vừa muốn đi vào phòng bệnh nhưng vừa lúc nhìn thấy bác sĩ trần đứng ở ngoài phòng bệnh nói với tưởng thiên lỗi và người nhà họ tần trái tim của thị trưởng phu nhân xuất hiện tình huống bài xích chuyện này đã bị xác định nhưng tôi lại không loại trừ có thể làm cấy ghép tim một lần nữa chúng tôi đã trưng cầu trái tim thích hợp trên toàn thế giới nhưng việc cấy ghép tim và tình trạng bài xích của phu nhân đều là nhân tố không chắc chắn mọi tình huống đều cần kịp thời làm giải phẫu, nhưng 3 năm qua, tuổi tác của tôi đã cao, không có cách nào làm cuộc phẫu thuật quan trọng như vậy. Chấm ngoặc kép. Tần Vĩ Nghiệp nghe xong, lập tức căng thẳng nhìn về phía vị bác sĩ tuổi chừng 60 tuổi, hỏi, vậy. Giáo sư Trần có đề cử bác sĩ ngoại khoa ưu tú nào trong cả nước hay không? Tưởng Thiên lối cũng nhìn về phía giáo sư Trần, nói, đúng vậy. Ông có đề cử bác sĩ ưu tú nào hay không? Giáo sư Trần suy nghĩ một chút, Liên ngẩng đầu lên nói với mọi người, tôi cũng có một ứng cử viên thích hợp, mặc dù cậu ấy không cầm dao đã nhiều năm, nhưng tôi cảm thấy cậu ấy có thể đảm nhiệm vai trò bác sĩ ngoại khoa phẫu thuật ghép tim lần này và tư vấn cung cấp chuyên nghiệp nhất cho phu nhân. Nhưng bởi vì thân phận cao quý của cậu ấy, chỉ sợ cậu ấy sẽ không đồng ý. Chấm ngoặc kép. Người nào? Mọi người cùng nhau thật căng thẳng hỏi. Trang Hạo Nhiên trầm ngâm lắng nghe. Cháu trai của thủ tướng. Cậu chủ Tô, Tô Thủy Kỳ chấm ngoặc kép, giáo sư Trần nói. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 310.